Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 261. Diệp Thần nhìn Lâm Trúc Thanh một mắt, mỉm cười nói, thật tốt khảo hạch. Lâm Trúc Thanh nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, đi tới Bắc Lăng Thịnh trước mặt, nghiêm túc nói, đế quân, ta có chuyện muốn bẩm báo. Bắc Lăng Thịnh có chút bất ngờ, bất quá, vẫn gật đầu một cái nói, đi, đi chủ điện. Rất nhanh, đám người liền đi tới chủ điện bên trong. Bắc Lăng Thịnh hỏi, Diệp Thần, có chuyện gì? Diệp Thần nói, đế quân, ta ở lịch luyện bên trong, gặp Thiên Lão. Thiên Lão, cái nào Thiên Lão? Bắc Lăng Mộ Thiên. Lời vừa nói ra, Bắc Lăng Thịnh ba người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Bắc Lăng Thịnh lại là có chút kích động nói, Thái Thượng Lão Tổ. Lão nhân gia ông ta gần đây được không? Diệp Thần cười cười nói, khá tốt, bất quá, Thiên Lão để cho ta cho ngài mang một câu nói. Trong chốc lát, Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão cùng Ninh Xích Âm đều là nghiêm túc. Bọn họ biết, Thiên Lão nếu như có lời muốn nói, tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Diệp Thần nói, vực ngoại thiên đạo, tựa hồ xảy ra vấn đề gì, vạn khư cũng có chuyện này bóng dáng, nói không chừng, thiên nhân vực rất nhanh liền muốn xảy ra chuyện, những cái kia đã từng là ẩn núp thế lực sợ rằng lại phải lại xuất hiện, mà năm phương loạn chiến rất có thể vậy sẽ vì vậy mà chậm lại. Trọng yếu nhất chính là, bỏ đời tuyệt cảnh bên trong những người đó, thậm chí cũng có thể chạy ra khỏi nhà tù, tái hiện thế gian. Bắc Lăng Thịnh ba người nghe vậy, cho dù làm xong chuẩn bị tâm tư, còn chưa miễn mặt lộ vẻ rung động. Lúc này, Bắc Lăng Thịnh chính là mặt lộ vẻ trầm ngâm nói, như vậy thứ nhất, ta Bắc Lăng Thiên Điện vậy phải thật tốt kế hoạch một tí tương lai bố trí. Loạn thế, là tai nạn, nhưng có lúc, vậy ý nghĩa cơ hội. Mặc dù có thể cái này còn rất xa xôi, nhưng bọn họ phải làm ngày mai sẽ phải phát sinh. Diệp Thần gật đầu một cái, loại chuyện này liền giao cho đế quân tới xử lý đi. Một khắc sau, hắn đứng dậy đối với ba người nói cáo từ, đế quân, Nhâm Lão, Xích Âm tỷ, ta đi về trước, còn có một số việc phải xử lý. Bắc Lăng Thịnh gật đầu một cái nói, được, người đi đi. Lúc này, Diệp Thần liền rời đi Bắc Lăng núi thần, trở lại Thái Tuyệt Điện, gặp qua Lý Vô Vọng các người sau đó, liền trở lại chuông tinh bên trong các. Hắn ánh mắt nhỏ tránh nói, Tuyền Nhi. Một khắc sau, ánh lửa chớp mắt, Nhan Tuyền Nhi liền xuất hiện ở trước người của hắn, trong tay còn cầm trước vậy cái đá trứng. Diệp Thần khóe miệng dương lên một nụ cười nói, hiện tại, là thời điểm chiếm đoạt cái này lửa mồi lửa. Nhan Tuyền Nhi cũng là lộ ra lau một cái nụ cười hưng phấn, rút lui đi đá trứng lên phong ấn, một khắc sau, một đạo xanh thẳm ngọn lửa ngay tức thì dâng lên, ầm một tiếng, ngọn lửa bạo tránh, tựa hồ muốn trực tiếp đem cái này chuông tinh các ở giữa hết thảy hóa là cho tàn. Nhan Tuyền Nhi thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, quanh thân vàng bạc ánh lửa bạo tránh, liền đem vậy xanh thẳm ngọn lửa áp chế xuống. Đồng thời, Diệp Thần linh lực trong cơ thể cũng là cuồn cuộn không dứt hướng Nhan Tuyền Nhi bơm vào đi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, vậy đạo hỏa mồi lửa mặc dù điên cuồng phản kháng, nhưng, vẫn là dần dần bị Nhan Tuyền Nhi áp chế xuống. Ba ngày sau, Diệp Thần nhìn trước mặt Nhan Tuyền Nhi, mặt lộ hài lòng thần sắc. Hôm nay Nhan Tuyền Nhi, nhìn qua giống như một tên 9 tuổi tả hữu bé gái, có không nhỏ trưởng thành, mà trong cơ thể ẩn chứa khủng bố hỏa năng, cũng là để cho Diệp Thần kinh hãi không thôi. Một khắc sau, Nhan Tuyền Nhi liền dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần tín niệm động một cái, thoáng vận chuyển một phen phần huyết quyết, cường đại lực lượng, ngay tức thì ở trong người dâng trào, hắn lộ ra một nụ cười nói, Tuyền Nhi cắn nuốt đạo hỏa mồi lửa sau đó, ta thực lực vậy tăng cao không thiếu. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong mặt trời, bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, toàn bộ vực ngoại, giờ phút này đều bị bao phủ lên một hồi huyết quang bên trong. Mà linh khí trong thiên địa, năng lượng cũng là ngay tức thì xảy ra dị biến. Diệp Thần con người co giúp một cái, chỉ chốc lát sau, đủ loại dị tượng mới biến mất không gặp, hắn khẽ cau mày nói, Sóc Lão, đây là... Sóc Lão nói, xem ra, vực ngoại thiên đạo quả thật gặp chút phiền toái, hôm nay... Ở giữa thiên địa cơ hồ đều không cảm giác được thiên đạo vô hình kia áp chế. Trên thực tế, võ giả tu vi đạt tới thái chân cảnh, ở thiên nhân vực liền sẽ bắt đầu bị hạn chế nhất định. Hiện tại, cái này hạn chế giải trừ, có chút võ giả, thực lực đều đưa sẽ có một cái tăng lên không nhỏ. Diệp Thần khẽ cau mày nói, cụ thể là như thế nào tăng lên? Sóc Lão nói, tại thiên đạo dưới áp chế,
Căn nguyên linh khí là rất khó lấy được, mà vốn nguyên linh khí, chính là sáng tạo, lĩnh ngộ phép tắc một cái trọng yếu nguyên tố, cho nên, vậy thái chân cảnh võ giả, mới có thể sáng tạo độc thuộc về mình quy luật, nhưng là, hiện tại, cái này điều kiện phóng khoáng, một ít thiên phú hơn người còn thật cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp võ giả, cũng có thể sáng tạo ra một ít bán thành phẩm pháp tắc. Những thứ này quy luật, mặc dù không như thái chân cảnh tồn tại sáng tạo chân chính quy luật mạnh mẽ, nhưng, cũng là có thể thật to tăng lên võ giả thực lực. Hơn nữa, thái chân cảnh võ giả cũng đem bộc phát mạnh mẽ. Tiểu tử, người cũng nên cẩn thận. Diệp Thần thần sắc có chút trầm ngưng, đây đối với hắn mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Hắn tu vi, khoảng cách thái chân cảnh còn thiếu được thật xa, thậm chí liền còn thật cảnh cũng chưa tới. Nếu như không phải là luân hồi huyết mạch cùng người khác bất đồng lực áp chế, cũng sẽ không như vậy. Xem ra luân hồi huyết mạch cũng có hơn thiệt. Đây là, Huyền Hàn Ngọc nói, Diệp Thần, vậy mấy cái thần xa cánh có thể lấy ra sử dụng, có lẽ giống vậy võ giả ít nhất cũng phải còn thật cảnh hậu kỳ mới có thể sáng tạo ra bán thành phẩm quy luật. Nhưng đối với ngươi, ta cảm thấy không có cái này cái hạn chế, luyện hóa vậy mấy cái thần xa cánh sau đó, có lẽ ngươi vậy có thể có được thuộc về ngươi quy luật. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt sáng lên, lúc này, đem vậy mấy cái thần xa cánh lấy ra, lần nữa tiến vào bế quan, bắt đầu luyện hóa cái này thần xa cánh bên trong căn nguyên linh khí. Cùng lúc đó, Bắc Lăng Thiên Điện, mặt trời trước điện, một tên thần sắc lạnh lùng, quần áo một chút không qua loa nam tử, khóe miệng dương lên một tia cười lạnh nói, thiên đạo áp chế biến mất. Ha ha, như vậy thứ nhất, ta cũng có thể bắt đầu hiểu quy luật lực, Diệp Thần. Lần này xem ra liền ông trời cũng không giúp ngươi à. Người này, bất ngờ chính là có Hàn Cốc Sát Thần và Mặt Trời Kiếm thứ nhất danh xưng là Tiết Mạc Bắc. Tiết Mạc Bắc, trước đây biến mất rất dài một đoạn thời gian, cho đến ngày hôm nay, mới lần nữa trở về, hơn nữa, cả người khí chất cũng có biến hóa lớn, giơ tay nhấc chân tới giữa cũng tản ra một loại bá đạo, uy nghiêm, tà dị, thậm chí là khí thế kinh khủng. Hơn nữa, hắn hôm nay đột phá tu vi liền rất nhiều. Cái này tu vi tốc độ tăng lên, thật là có thể so với tia chớp. Trong chốc lát, toàn bộ Mặt Trời Điện đệ tử, nhìn về phía Tiết Mạc Bắc ánh mắt vậy bộc phát sợ, cung kính. Ba ngày sau, một đạo vô cùng là kinh khủng à sát khí tức, ngay tức thì ở Bắc Lăng Thiên Điện bên trong bộc phát ra, cho dù là Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão các người đều là làm cả kinh. Một khắc sau, mấy đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Mặt Trời Điện bầu trời, nói chính xác, là một gian gác lửng trước. Mà đây gian gác lửng, chính là Tiết Mạc Bắc cư trú chỗ. Hôm nay, từng cơn ma sát phun trào, lại là đem lầu các này chung quanh không gian đều vặn vẹo, hoa cỏ cây cối ở hơi thở này bên trong thật nhanh tàn lụi trước. Đây là Mặt Trời Điện điện chủ Từ Tử Phong vậy đi tới nơi này, sắc mặt có chút kích động. Bắc Lăng Thịnh kinh ngạc nhìn vậy bao phủ cả tòa nhà ma sát hơi thở nói, đây là, quy luật. Từ Tử Phong có chút kiêu ngạo cười một tiếng nói, Mạc Bắc cái đứa nhỏ này. Mới vừa trở lại thiên điện mấy ngày, cái này thì thành công lĩnh ngộ pháp tắc. Mặc dù, còn chỉ là bán thành phẩm, nhưng, vậy đủ cường đại. Đặc biệt, là ở nơi này thiên đạo áp chế xảy ra vấn đề dưới tình huống. Nói thật, Từ Tử Phong cũng là có chút buồn bực, vốn là, đệ tử của hắn Tiết Mạc Bắc là thiên điện thứ nhất yêu nghiệt, có thể nửa đường giết ra tới một cái Diệp Thần, che giấu thiên điện bên trong tất cả yêu nghiệt hết thảy trói lọi. Ngay tại lúc này, vậy cuồn cuộn ma sát bỗng nhiên vừa thu lại, rồi sau đó, cửa phòng mở ra, một tên một chút không qua loa thanh niên xuất hiện ở một đám cao tầng trước mắt. Bắc Lăng Thịnh các người thấy Tiết Mạc Bắc đều là mặt lộ vẻ tán thưởng. Có thể, ngay tại lúc này, Tiết Mạc Bắc hướng về phía Bắc Lăng Thịnh các người, thi lễ một cái sau đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng nói, đế quân, ta xin khiêu chiến Diệp Thần. Lời vừa nói ra, một đám thiên điện cao tầng, ngay tức thì xôn xao. Diệp Thần ở toàn bộ thiên điện đều là tín ngưỡng vậy tồn tại, hiện tại, Tiết Mạc Bắc, lại muốn khiêu chiến Diệp Thần. Bất quá, cái này ngược lại vậy hợp tình lý, dẫu sao, Tiết Mạc Bắc lần này lịch luyện trở về, thực lực bạo tăng, bản thân liền có khiêu chiến Diệp Thần vốn, hiện tại, lại là lĩnh ngộ một ít quy luật, đối với thực lực lần nữa thêm được. Nói cách khác, bây giờ Tiết Mạc Bắc thật có khả năng đánh bại Diệp Thần à? Cái này... Bắc Lăng Thịnh đây là cũng có chút lúng túng, nói thật, hắn không muốn để cho Diệp Thần hiện tại liền đối với Tiết Mạc Bắc. Sau một hồi trầm ngâm, hắn đành phải mở miệng nói, hiện tại không được, Diệp Thần,
hắn còn đang bế quan bên trong. Bắc Lăng Thịnh cũng không có nói láo, Diệp Thần đúng là bế quan. Có thể, những lời này đến giờ phút này tụ tập tới đây Mặt Trời Điện đệ tử trong tai, thì trở nên mùi. Ở bọn họ xem ra, đây chẳng qua là đế quân giúp Diệp Thần tránh đánh mà thôi. Bởi vì, bây giờ Diệp Thần, rất có thể đã không phải là Tiết Mạc Bắc đối thủ. Tiết Mạc Bắc nghe vậy, có chút cân nhắc cười một tiếng nói, ta sẽ đến khi hắn xuất quan. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện. Trong chốc lát, đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Tiết Mạc Bắc, lĩnh ngộ ra liền quá chân pháp thì. Đây cũng quá nghịch thiên chứ, thiên đạo dị tượng biến mất mới qua bao lâu. Bây giờ Diệp Thần, vẫn là Tiết Mạc Bắc đối thủ sao? Nghe nói, Tiết Mạc Bắc khiêu chiến Diệp Thần, nhưng, Diệp Thần nhưng đang bế quan đâu? Bế quan, ha ha, trùng hợp như vậy, ta xem, Diệp Thần là sợ. Đúng vậy, Diệp Thần lúc này mới xuất quan bao lâu à? Liền bế quan. Đến hiện tại, Diệp Thần còn không có một câu đáp lại đâu. Xem ra, Bắc Lăng thứ nhất yêu nghiệt muốn đổi người rồi à? Diệp Thần bế quan, ở mọi người nhìn lại quả thật có chút không cách nào hiểu, dẫu sao, Bắc Lăng Thiên Điện chính thức tuyên bố, Diệp Thần đoạn thời gian này, không phải đi lịch luyện mà là bắt đầu bế quan, có thể hiện tại, Diệp Thần mới xuất hiện một ngày, lần nữa bế quan. Nhìn như cũng có chút giả. Trong chốc lát, không ít người cũng cho rằng Diệp Thần lần này thật sợ. Một ngày này, Bắc Lăng Thiên Điện trên quảng trường, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hộp đá, một đám thiên điện đệ tử lui tới, đều là có chút hiếu kỳ nhìn cái này hộp. Mà sở dĩ, mọi người tốt như vậy kỳ, còn một nguyên nhân khác, đó chính là, hộp đứng bên cạnh một bóng người, người này, chính là gần đây đầu ngọn gió mơ hồ muốn vượt qua Diệp Thần Tiết Mạc Bắc. Dần dần, trên quảng trường tụ tập càng ngày càng nhiều đệ tử, tất cả mọi người muốn biết, Tiết Mạc Bắc rốt cuộc muốn làm gì. Đây là, rốt cuộc có một tên đệ tử. Không nhịn được hỏi, Tiết sư huynh, cái đó hộp lớn tử là cái gì? Tiết Mạc Bắc nghe vậy, khóe miệng dương lên một nụ cười nói, lễ vật. Lễ vật? Tất cả mọi người có chút không hiểu, lễ vật gì lớn như vậy? Hơn nữa, lễ vật đặt ở trên quảng trường, làm gì? Tiết sư huynh, đây là cho ai lễ vật? Tiết Mạc Bắc nhàn nhạt nói, đây là ta đưa cho Diệp Thần lễ vật. Trong chốc lát, mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Đưa cho Diệp Thần. Tiết Mạc Bắc không phải muốn khiêu chiến Diệp Thần sao? Bất quá, Tiết Mạc Bắc vừa nói như vậy, đám người ngược lại càng hiếu kỳ hơn, lễ vật này rốt cuộc là cái gì? Ngay tại lúc này, Tiết Mạc Bắc tiện tay vừa đụng bên cạnh hộp đá, ầm một tiếng, vậy hộp đá ngay tức thì nghiền. Mà ở hộp đá này nát bấy ngay tức thì, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, ngay sau đó ha ha phá lên cười. Chỉ gặp, vậy hộp đá bên trong lại là một đầu to lớn con rùa đen. Mà đây con rùa đen hiển nhiên vô cùng nhát gan, bởi vì hộp đá bị đánh bể, giờ phút này, đã đem đầu rúc vào giáp xác bên trong, thành chân chính con rùa đen rúc đầu. Điều này hiển nhiên là ở phúng gai Diệp Thần đâu. Cái gì Bắc Lăng Thiên Điện thứ nhất yêu nghiệt, còn không phải là bị sợ được núp ở gác lửng bên trong, không dám đi ra. Quảng trường bên trong, có một đám người không cười, không chỉ không có cười. Ngược lại mặt giận dữ. Đám người này là Thái Tuyệt Điện đệ tử. Thái Tuyệt Điện đệ tử hiện tại ở trên trời điện bên trong sinh hoạt hoàn toàn cải thiện, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần. Bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ Diệp Thần bị làm nhục à. Có thể, lần này, cho dù bọn họ muốn giúp Diệp Thần giải thích rõ, nhưng đều không tìm ra tốt gì lý do. Nào có người mới vừa bế quan xong rồi một đoạn thời gian, ngay sau đó lại lập tức bế quan. Nhưng, ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên đánh vào to lớn kia con rùa đen bên trên, ầm một tiếng, ngay tức thì đem vậy con rùa đen đánh thành nghiền. Kiếm quang bên trong, xuất hiện một cô gái, một tên dung nhan xinh đẹp, vóc người có chút thon nhỏ cô gái. Chính là Ninh Thải Hà. Nguyên bản còn tràn đầy cười ầm lên quảng trường, ngay tức thì yên tĩnh lại, ở Thải Hà thiên nữ trước mặt, bọn họ không dám tiếp tục càn rỡ. Giờ phút này, Ninh Thải Hà mặt đầy hàn sương nhìn chằm chằm Tiết Mạc Bắc nói, Tiết Mạc Bắc, ngươi đang làm gì? Tiết Mạc Bắc nhìn Ninh Thải Hà, ánh mắt có chút phức tạp, hắn là Ninh Thải Hà làm rất nhiều chuyện, trong lòng cũng tràn đầy ái mộ, có thể hiện tại, Ninh Thải Hà cự tuyệt người đàn ông khác, lạnh như băng cực kỳ nhìn mình. Trong nháy mắt,
vốn là tình yêu đều phải hóa thành hận ý. Tiết Mạc Bắc lãnh đạm nói, cái này cùng Thải Hà thiên nữ không có quan hệ chứ. Ninh Thải Hà nghe vậy, nhưng là chút nào do dự cũng không có mở miệng nói, và Diệp Thần có quan hệ, như vậy thì và ta có quan hệ. Ta không cho phép ngươi như vậy xúc phạm Diệp Thần. Xúc phạm. Tiết Mạc Bắc cười cười nói, đối với ngươi mà nói, đây chính là xúc phạm sao? Ta cảm thấy, ta chỉ là ở biểu đạt sự thật mà thôi. Ninh Thải Hà nghe vậy, mắt đẹp bên trong đã là một phiến lửa giận, có thể, đây là, Tiết Mạc Bắc nhưng là có chút cân nhắc mở miệng nói, Thải Hà thiên nữ, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi bây giờ đối với Diệp Thần bảo vệ, càng làm cho hắn nhìn như xem ta tặng lễ vật. Một người đàn ông, liền mình cũng duy không bảo vệ được, muốn cho người phụ nữ để bảo vệ. Đám người nghe vậy, ánh mắt cũng càng thêm châm chọc đứng lên. Ninh Thải Hà cắn răng, khí được thân thể mềm mại cũng run rẩy, nàng trầm giọng nói, Diệp Thần, hiện tại đang bế quan. Bế quan, Tiết Mạc Bắc khinh thường cười một tiếng nói, vậy, hắn cứ tiếp tục bế quan đi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Thái Tuyệt Điện đệ tử nói, cho ta chuyển cáo Diệp Thần. Hắn một ngày không ra, ta sẽ đưa một con rùa đen. Ầm một tiếng, một đạo cực kỳ khí thức cường đại bỗng nhiên bùng nổ, đang chuẩn bị xoay người rời đi Tiết Mạc Bắc nhìn về phía sau lưng mái tóc dài phiêu vũ, mặt đầy băng xương Ninh Thải Hà, mỉm cười nói, làm sao, Thải Hà thiên nữ muốn động thủ. Ninh Thải Hà hôm nay đã là hoàn toàn giận dữ, tay nàng bên trong nhiều một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn Tiết Mạc Bắc nói, ngươi không phải thích chiến sao. Vậy. Cùng ta đánh một trận như thế nào, ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi quy luật lực. Trong chốc lát, mọi người ánh mắt cũng có chút sáng lên. Ninh Thải Hà, đoạn thời gian này tới, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, bằng không đã từng. Mặc dù, không bằng Tiết Mạc Bắc, nhưng, cũng chưa chắc không có chiến thắng Tiết Mạc Bắc cơ hội à. Dẫu sao, Ninh Thải Hà không chỉ có vô cùng là cường đại thể chất, hơn nữa, ngồi trên toàn bộ thiên điện cao cấp tài nguyên. Thực lực vượt qua cảnh giới. Tiết Mạc Bắc nghe vậy, trong mắt hàn mang chớp mắt nói, đã như vậy, vậy Tiết Mỗ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trên thực tế, từ ngày đó tiệc vui sau đó, Tiết Mạc Bắc liền muốn trả thù. Không chỉ là trả thù Diệp Thần, đồng thời cũng là trả thù Ninh Thải Hà. Hiện tại, cơ hội đưa tới cửa à. Giờ phút này, Ninh Thải Hà linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một đôi mắt đẹp bên trong ánh sáng màu cuồng tránh. Trăm thải xanh tủy cổ thể thi triển đến trình độ cao nhất. Trong chốc lát, một hồi trăm thải thơm sương mù bao phủ toàn bộ quảng trường bên trong rất nhiều thiên điện đệ tử, lại là ngay tức thì cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt đứng lên. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, mình tứ chi mềm nhũn không có sức, lại là trúng độc. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn Ninh Thải Hà. Bọn họ thực lực có thể không kém à, đều là còn thật cảnh trên tồn tại, có thể. Ninh Thải Hà lại có thể trong nháy mắt để cho như thế nhiều trong võ giả độc. Có thể gặp, độc tính mạnh bao nhiêu. Cái này trăm thải xanh tủy cổ thể, quả nhiên cực kỳ kinh khủng. Thậm chí, ở nơi này khói độc bên trong, đám người chỉ cảm thấy, bọn họ thực lực liền 30% cũng không phát huy ra. Một khắc sau, Ninh Thải Hà trực tiếp hướng Tiết Mạc Bắc, một kiếm chém tới. Một kiếm này, trực tiếp đau nhói mọi người cặp mắt. Rét lạnh cực kỳ kiếm ý minh khắc ở thức hải bên trong, như vậy sắc bén cực kỳ, tựa như có thể đem tâm thần phá hủy kiếm ý, ở giữa thiên địa kích động. Một đám mặt trời điện kiếm tu đều là mặt lộ sợ hãi vẻ, Ninh Thải Hà kiếm kỹ đã vượt qua 99% mặt trời điện kiếm tu à. Hơn nữa, rất nhanh có người nhận ra một kiếm này lai lịch, hắn kinh hô, một kiếm này, chẳng lẽ là ta Bắc Lăng thiên điện bí kiếm, tuyệt bắc chém tinh kiếm. Tuyệt bắc chém tinh kiếm. Có thể nói là Bắc Lăng thiên điện mạnh nhất kiếm pháp một trong, cho dù mặt trời điện đệ tử tinh anh cũng không có tư cách tu hành. Ở thời đại thượng cổ địa vị thậm chí không thấp hơn tinh thiên luyện thể thần thông. Mà Ninh Thải Hà lại luyện thành. Một đạo băng hàn, lạnh lùng, phảng phất muốn trực tiếp xuyên thủng thương khung, đeo sao thần chém xuống, vô cùng ngưng luyện kiếm quang hướng Tiết Mạc Bắc, bắn nhanh đi. Mọi người ánh mắt, rối rít bắt đầu lóe lên. Ở điều này có thể áp chế thực lực thải vụ bên trong, đối mặt tuyệt bắc chém tinh kiếm, cho dù là Tiết Mạc Bắc chỉ sợ cũng rất khó ung dung tiếp chứ. Có thể, giờ phút này cho dù là đối mặt tuyệt bắc chém tinh kiếm và vậy kịch độc thải vụ, Tiết Mạc Bắc nhưng vẫn một bộ tùy ý thần sắc, thậm chí, đáy mắt chỗ sâu còn mang khinh thường. Một khắc sau, Tiết Mạc Bắc, ra tay.
một chuôi lau chùi được vô cùng sạch sẽ, sắc bén nhức mắt trường kiếm màu xanh rơi vào trong tay, ngay tức thì bão tố ra, không có lạnh thấu xương kiếm quang, không có vô cùng kiếm uy, không có kích động kiếm khí, tựa như Tiết Mạc Bắc chỉ là đánh ra vô cùng là thông thường một kiếm mà thôi. Có thể, chính là cái này vô cùng là thông thường một kiếm, nhưng là để cho vô số người cũng mở to cặp mắt, trong mắt là so thấy Ninh Thải Hà thi triển Tuyệt Bắc Chém Tinh Kiếm lúc còn muốn rung động thần sắc. Chỉ gặp, toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện quảng trường, tựa hồ cũng ở dưới một kiếm này vặn vẹo, cũng không phải là khoa trương pháp, mà là chân tránh vặn vẹo. Hơn nữa, cũng không có một loại mất tự nhiên cảm giác, tựa như, chỗ này nguyên bổn chính là như vậy vậy. Trong chốc lát, Tiết Mạc Bắc kiếm tựa như thành vạn vật trung tâm, bất luận là Ninh Thải Hà kiếm quang, vẫn là thiên địa này, đều phải vây quanh một kiếm này xoay tròn. Một khắc sau, Tiết Mạc Bắc kiếm quang, cùng Ninh Thải Hà kiếm quang xảy ra va chạm, đúng như mọi người trực giác nói cho bọn họ vậy, Ninh Thải Hà kiếm quang ngay tức thì bể tan tành. Phốc, kiếm chiêu bị phá, Ninh Thải Hà được cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước. Làm nàng đứng vững bước chân lúc đó, một chuôi trường kiếm màu xanh đã xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện quảng trường ngay tức thì nhã tước không tiếng động. Đám người nghĩ tới Tiết Mạc Bắc có thể thắng, có thể không nghĩ tới thắng được như vậy ung dung à. Một kiếm, liền đem Ninh Thải Hà đánh bại. Một tên đệ tử nuốt nước miếng một cái nói, đây chính là quy luật sao. Trong chốc lát, những thứ này thiên điện đệ tử cũng sâu sắc vô cùng được cảm nhận được liền phép tắc khủng bố. Tiết Mạc Bắc cùng Ninh Thải Hà tới giữa chiến đấu đã không phải là kiếm khách tỷ thí à. Loại cảm giác này, giống như Ninh Thải Hà kiếm pháp mặc dù rất xuất sắc, nhưng, Tiết Mạc Bắc nhưng là trực tiếp lấy ra một cái súng tiểu liên vậy. Hai người đã hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Cùng lúc đó, chuông tinh bên trong các. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phun trào ra loại nào đó vô hình ý vận. Hắn nhẹ khạc ra một hơi, khóe miệng nâng lên một nụ cười nói, đây chính là ta quy luật sao. Ngược lại có chút ý. Đột nhiên, hắn thần sắc động một cái, nhìn về phía một cái hướng khác, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, thân hình động một cái, liền từ chuông tinh bên trong các biến mất. Tiết Mạc Bắc ngưng mắt nhìn Ninh Thải Hà ánh mắt, vô cùng rửng rưng nói, ngươi bại. Tựa như, hắn chỉ là làm một kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Mà Ninh Thải Hà giờ phút này cũng đã chặt chẽ sắp cầm hàm răng cắn nát, mắt đẹp bên trong, là cực hạn không cam lòng. Tiết Mạc Bắc ánh mắt nhỏ tránh, quét qua bốn phía, sau đó khóe miệng dương lên một nụ cười châm biếm. Hắn biết, Bắc Lăng đế quân, thậm chí còn Ninh Xích Âm các người, hôm nay cũng đang nhìn bọn họ. Mà Ninh Thải Hà đang cùng hắn chiến đấu bên trong bị thương, lại không có người bất kỳ đi ra ngăn cản, nói cách khác, hắn ban đầu một trong những mục đích đã đạt đến. Tiết Mạc Bắc, đã chứng minh mình giá trị. Nếu như đã từng là cái đó thiên bảng thứ nhất yêu nghiệt đang chiến đấu đả thương Ninh Thải Hà, đã sớm bị cao tầng ngăn lại, khiển trách chứ. Tiết Mạc Bắc trên mặt nụ cười bộc phát liều lĩnh liền đứng lên, hắn đối với Ninh Thải Hà cười nói, Thải Hà thiên nữ, nếu như ngươi muốn... Ngươi có thể mỗi ngày đều tới đem ta đưa con rùa đen giết đi, bất quá. Hắn ánh mắt, đột nhiên chơi mùi nói, ngươi mỗi giết một cái, ta liền sẽ nhiều đưa 10 con. Ninh Thải Hà tức giận được thân thể mềm mại cũng khẽ run đứng lên nói, Tiết Mạc Bắc, ngươi lấn hiếp người quá đáng, cùng Diệp Thần xuất quan, ngươi. Tiết Mạc Bắc ánh mắt bỗng nhiên băng hàn liền xuống, hắn trực tiếp cắt đứt Ninh Thải Hà nói, cùng Diệp Thần xuất quan, ta nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn dẫm ở dưới chân. Dứt lời, thì phải xoay người đi, nhưng vào lúc này, trên quảng trường nhưng vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Đem ta dẫm ở dưới chân, Tiết Mạc Bắc, người không khỏi quá để ý mình. Đám người nghe được cái này thanh âm đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó, Thái Tuyệt Điện đệ tử chính là rối rít mặt hiện vẻ kích động. Thanh âm này, bọn họ đã không biết mong đợi bao lâu. Một đạo chàng trai bóng người xuất hiện ở Ninh Thải Hà bên người. Hắn nhẹ nhàng là Ninh Thải Hà lau đi vết máu ở khóe miệng, hỏi, không có sao chứ? Ninh Thải Hà tâm hồn thiếu nữ đại động, ngượng ngùng lắc đầu nói, có người ở đây, thì không có sao. Tiết Mạc Bắc thấy một màn này, còn người ngay tức thì có giúp một cái, những cái kia tích dần xuống đáy lòng oán niệm, lần nữa đem hắn tâm thần chìm ngập, một đôi mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tựa hồ hàm chứa ngập trời oán hận. Chính là cái này người đoạt đi vốn thuộc về mình hết thảy. Vinh dự. Người phụ nữ, địa vị. Những thứ này đều là hắn Tiết Mạc Bắc à.
hắn mới là Bắc Lăng thứ nhất yêu nghiệt, mới là khuấy động thiên nhân vực phong vân thiên chi kiêu tử. Ngày hôm nay, hắn thì phải đem hết thảy các thứ này đoạt lại. Tiết Mạc Bắc cười lạnh một tiếng nói, Diệp Thần, ta thật là tò mò, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo xúc đi xuống. Phải biết, con rùa đen tùy tiện thò đầu ra tới, nhưng mà sẽ bị chém đứt à. Diệp Thần nhàn nhạt nói, tò mò, nguyên nhân, rất đơn giản, ngươi không xứng để cho ta giúp. Tiết Mạc Bắc nghe vậy, khuôn mặt vặn vẹo một tí, giận dữ ngược lại cười nói, rất tốt, ngươi vẫn là lúc đầu cái đó ngươi, như vậy mới có giết chết giá trị à, không phải sao. Diệp Thần, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Đây là, Ninh Thải Hà vô cùng là lo âu kéo kéo Diệp Thần vạt áo, thấp giọng nói, Diệp Thần, tên này, rất mạnh, hắn quy luật. Nói tới chỗ này, Ninh Thải Hà mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái vẻ kiêng kỵ nói, ta hoàn toàn không cách nào chống lại. Diệp Thần nắm Ninh Thải Hà tay, khẽ cười nói, ta có nắm chắc. Sau đó, hắn đi tới Tiết Mạc Bắc trước mặt, mặt không thay đổi nói, ta đón nhận, bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện? Tiết Mạc Bắc khinh miệt cười một tiếng nói. Diệp Thần trong mắt, bỗng nhiên bạo phát ra một món làm người sợ hãi dùng mình nói. Ngươi không phải muốn đem ta dẫm ở dưới chân sao? Như vậy, muốn đánh, liền cuộc chiến sinh tử. Đám người nghe vậy, đều là một hồi xôn xao. Cuộc chiến sinh tử. Bắc Lăng Thiên Điện, đã rất lâu chưa từng có cuộc chiến sinh tử. Dẫu sao có thể gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện, cái nào thả ra ngoài không phải yêu nghiệt, cái nào không thương tiếc mình sinh mạng. Xem ra, lần này, Diệp Thần cùng Tiết Mạc Bắc là thật không chết không thôi à? Diệp Thần mặt đầy sát khí, nếu như Tiết Mạc Bắc chỉ là giễu cợt hắn, hắn vậy chưa đến nỗi này, có thể mấu chốt là, Tiết Mạc Bắc tổn thương Ninh Thải Hà. Người bất kỳ, động bạn hắn, đều phải trả giá thật lớn, ngàn lần gấp vạn lần trả giá thật lớn. Có thể, giờ phút này những cái kia Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng nhưng là từng cái nhíu mày. Thậm chí, Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão, Ninh Xích Âm vậy giống như vậy. Mấy người bọn họ đối với Tiết Mạc Bắc cách làm vậy cực kỳ bất mãn, có thể, mới vừa Tiết Mạc Bắc một kiếm nháy mắt đánh bại Ninh Thải Hà, chân thực quá mức kinh diễm à. Cho dù bọn họ đối với Diệp Thần vô cùng làm tướng tin, có thể dưới mắt không có luyện thành phép tắc Diệp Thần, đối với đã luyện thành quy luật, thực lực tăng vào Tiết Mạc Bắc còn có phải hay không là hắn đối thủ. Liền bọn họ cũng không cách nào khẳng định. Loại thời điểm này, cuộc chiến sinh tử nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, Tiết Mạc Bắc coi như làm người kém chút, có thể giàu gì vậy gọi là cực kỳ yêu nghiệt, nếu như Diệp Thần thật giết hắn, sợ rằng, những thứ khác cao tầng, đặc biệt là mặt trời điện phe kia cao tầng tuyệt đối sẽ không cho phép. Tiết Mạc Bắc nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, cái tên đáng chết này lại mình cầm mệnh đưa tới. Hắn vốn là, còn ở khổ não phải thế nào giết Diệp Thần đâu, dẫu sao, Diệp Thần bây giờ là trên danh nghĩa Bắc Lăng thứ nhất yêu nghiệt. Tùy tiện giết, cho dù là hắn vậy không gánh nổi. Có thể hiện tại, giải quyết vấn đề liền à. Tiết Mạc Bắc không chút do dự gật đầu nói, được, liền cuộc chiến sinh tử. Diễn võ trường bên trong, hai đạo thân ảnh, đối lập trên trận. Mà toàn bộ diễn võ trường khán đài, đã là biển người người núi, toàn bộ thiên điện đệ tử đều tới. Những cái kia đặc biệt là cao tầng chuẩn bị trong gian phòng, giống vậy không còn chỗ ngồi. Tất cả người, đều chú ý tới chàng này khoáng thế tỷ thí. Đây là, trên diễn võ trường không, lơ lửng một tên trưởng lão, mở miệng nói, Thái Tuyệt Điện Diệp Thần, Mặt Trời Điện Tiết Mạc Bắc, cuộc chiến sinh tử, bắt đầu. Âm một tiếng, cuồng bạo đến mức tận cùng khí tức kinh khủng, ngay tức thì bùng nổ, Tiết Mạc Bắc quanh thân ma uy đại thịnh, giờ phút này, hắn tựa hồ lại cũng không cách nào kiềm chế đi xuống, hướng về phía Diệp Thần, tuét miệng cười như điên nói. Thằng nhóc. Người bị lừa à? Người có phải hay không lấy là, đánh bại ta Ninh Thải Hà lúc dùng chính là toàn lực? Ha ha, lập tức, người sẽ biết, người quyết định cuộc chiến sinh tử có ngu xuẩn dường nào. Đám người nghe vậy đều là tâm thần rét một cái. Mới vừa đánh một trận đây còn không phải là Tiết Mạc Bắc toàn bộ thực lực. Tâm thần, đều phải nổ tung. Tiết Mạc Bắc sốt cuộc mạnh đến vì sao bước to như vậy à? Bắc Lăng Thịnh, Ninh Xích Âm, Nhâm Lão các người. Trong mắt đều là không khỏi được hiện lên lo lắng thần sắc. Có thể, đối mặt Tiết Mạc Bắc kêu gào, Diệp Thần chỉ là có chút không nhịn được nói, hãy bớt nói nhảm đi. Tiết Mạc Bắc cặp mắt, ngay tức thì đầy máu, đến giờ phút này,
Diệp Thần lại vẫn là không đem hắn coi ra gì. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Tiết Mạc Bắc nói liên tục ba tốt chữ, bỗng nhiên, trong lòng của mọi người đều là chợt run lên. Một loại vô cùng uy áp kinh khủng ngay tức thì hạ xuống ở cái này diễn võ trường bên trong. Trong chốc lát, liền liền vậy không trung trưởng lão, đều là sắc mặt biến đổi, có chút kinh hãi nhìn về phía Tiết Mạc Bắc. Chỉ gặp, Tiết Mạc Bắc thân thể thật nhanh bành trướng trước, đảo mắt liền tăng đến 4 mét cao, đồng thời, cả người bắp thịt vậy biến thành đen nhánh vẻ, trên dưới thân thể, dài ra căn căn cốt gai. Thời khắc này Tiết Mạc Bắc, lại là ngay tức thì hóa thân làm một khối đại ma. Hơn nữa, còn không phải là thông thường ma tộc, vậy ma uy tinh thuần, thậm chí để cho không thiếu còn thật đỉnh cấp và nửa bước thái chân cảnh cường giả đều cảm thấy áp lực. Liền liền Huyền Hàn Ngọc đều là có chút kinh ngạc nói, hắn lại hoàn toàn thức tỉnh sát ma phách thể. Diệp Thần, cái này sát ma phách thể, cũng có bất diệt danh xưng là, người muốn giết hắn, không có dễ dàng như vậy. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là lạnh như băng cười một tiếng nói, như vậy vừa vặn, quá nhanh liền chết. Há chẳng phải là tiện nghi hắn. Tiết Mạc Bắc mắt nhìn xuống đứng tại chỗ bất động Diệp Thần, trong mắt tràn đầy miệt thị, tựa như cao cấp sinh mạng đối đãi sơ đẳng sinh mạng vậy. Tất cả mọi người đều lấy là lĩnh ngộ quy luật, mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Trên thực tế, căn bản không phải. Đây hoàn toàn thức tỉnh sát ma phách thể, mới là hắn dám cùng Diệp Thần đánh một trận căn bản. Hắn hôm nay, thậm chí dám cùng còn thật cảnh 9 tầng trời tồn tại đánh một trận. Nguyên bản, hắn muốn phải từ từ đem Diệp Thần hành hạ chết, có thể, hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn hiện ra toàn bộ thực lực, nhất kích đem Diệp Thần hoàn toàn đánh giết, để cho Diệp Thần biết, mình rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Một khắc sau, Tiết Mạc Bắc lại nữa lời nói, cả người ma khí một quyển, hướng trường kiếm trong tay bơm vào đi, chuôi này lau chùi được vô cùng là sạch sẽ trường kiếm ngay tức thì phồng lớn, biến thành một chuôi đen nhánh cự kiếm. Vô tận ma uy bùng nổ, Tiết Mạc Bắc gầm nhẹ một tiếng nói, mặt trời diệt thần kiếm. Vô cùng mạnh mẽ kiếm ý, ma khí, thậm chí là lực lượng, ở một kiếm này bên trong điên cuồng dung hợp, hóa thành một đạo vô cùng sợ hãi kiếm quang. Nhìn đạo kiếm quang này, cho dù là Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng đều rối rít hơi biến sắc mặt. Mặt trời diệt thần kiếm, mặt trời điện chấn điện kiếm pháp, mặc dù, so với Tuyệt Bắc chém tinh kiếm phải kém hơn liền một chút, nhưng chênh lệch tuyệt đối sẽ không quá lớn. Hơn nữa, nói riêng về uy lực, thậm chí, mặt trời diệt thần kiếm còn muốn hơi thắng một nước. Bất quá, mấu chốt nhất còn không phải là kiếm pháp này mạnh bao nhiêu, mà là, Tiết Mạc Bắc lại là đã đem cái này mặt trời diệt thần kiếm tu luyện đến đại thành cảnh giới à. Không thể không nói, hắn thật cũng coi là cực kỳ thiên tài kiếm đạo. Nhưng, cái này, vẫn chưa kết thúc. Một hồi đậm đà quy luật chập chờn lượn lờ ở kiếm quang kia bên trên, ngay tức thì, làm cho này mặt trời diệt thần kiếm càng tăng thêm một loại ma tính, một loại cuồng phách mùi vị, uy lực bạo tăng. Tựa như, một kiếm muốn nghiền ép thế gian hết thảy. Tử Tử Phong vô cùng là đắc ý cười một tiếng, lấy hắn tu vi, đối mặt Tiết Mạc Bắc một kiếm này, cũng phải cẩn thận đối đãi, huống chi là Diệp Thần. Hắn đối với mình đệ tử có thể nói là hài lòng tới cực điểm, cho tới nay. Hắn liền cảm giác được chỉ có Tiết Mạc Bắc mới xứng với Bắc Lăng thứ nhất. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả người, cũng cảm thấy Diệp Thần xong rồi. Diệp Thần đoán sai Tiết Mạc Bắc thực lực, muốn bởi vì mình khinh thường mà chết à. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo hướng mình cuồng trào mà đến kiếm quang, trong mắt, lóe lên nhàn nhạt hưng phấn ý, bỗng nhiên, hắn lại là nhắm hai mắt lại. Đám người thấy vậy sửng sốt một chút, Diệp Thần đây là muốn làm gì? Buông tha, ở chờ chết sao? Giờ phút này, Diệp Thần thế giới, hết thảy thanh âm tựa như đều biến mất, đầu óc bên trong xuất hiện một bức họa mặt. Hình ảnh này, chính là ngày đó, hắn đối mặt bên trong nguyên đế quân bên trong nguyên đổ sát lúc đó, mở luân hồi huyết mạch, tiếp nhận đối phương một chiêu hình ảnh. Một khắc kia, hắn đầu óc bên trong, tựa hồ có một loại vô hình hiểu ra. Hôm nay, hắn hấp thu thần xa cánh, ở đó căn nguyên năng lượng kích thích dưới. Cái này tơ thoáng một cái đã qua, vô cùng yếu ớt cảm giác, vậy dần dần rõ ràng. Hắn biết, đây chính là quy luật, thuộc về hắn quy luật. Bỗng nhiên tới giữa, Diệp Thần, mở hai mắt ra, phần huyết quyết cùng thần thông, rối rít mở, hướng về phía đã tới trước mặt, cơ hồ thì phải đem cắn nuốt kiếm mang, đánh ra một kiếm. Ông một tiếng, lướt qua đại não của mọi người, chẳng biết tại sao,
ở Diệp Thần đánh ra một kiếm này thời điểm, tất cả người lại đều có liền một cái chớp mắt thất thần. Ở một cái chớp mắt này tới giữa, mặt của bọn họ sắc đầu tiên là mê mang, rồi sau đó, nhanh chóng biến thành kinh hoàng, bọn họ có một loại cảm giác, thế giới ở Diệp Thần một kiếm này bên trong, hỏng mất, mà liền chính bọn hắn thân thể vậy giống vậy sụp đổ. Rất nhanh, đám người suy tư của người liền trở về thực tế, nhưng, tất cả mọi người quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh nơi ướt đẫm. Bọn họ không biết mới vừa rồi cảm giác là cái gì, nhưng, bất luận đó là cái gì, bọn họ cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Quá khủng bố. Mà Bắc Lăng Thịnh, Nhâm Lão các người chính là kích động. Bọn họ khó có thể tin nhìn Diệp Thần, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên nói, mới vừa rồi cái đó, chẳng lẽ là. Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần chém ra kiếm quang, liền cùng Tiết Mạc Bắc kiếm mang, đụng vào một nơi. Hai đạo ánh sáng mang, rằng có ở giữa không trung bên trong, vô cùng là kinh khủng dư âm, hướng bốn phía cuộn sạch đi, liền vậy diễn võ đài phòng vệ ánh sáng, tựa hồ cũng muốn không áp chế được. Có thể, cái này rằng có chỉ kéo dài một cái hô hấp thời gian. Một khắc sau, Tiết Mạc Bắc kiếm mang lại là nhanh chóng bể nát đứng lên. Tiết Mạc Bắc sắc mặt biến đổi, tựa hồ muốn nói gì, nhưng, không chờ hắn mở miệng, thân thể đã bị Diệp Thần kiếm quang hoàn toàn chìm ngập. Giờ khắc này, Tiết Mạc Bắc cảm giác mình thân thể nhanh chóng tan vỡ trước, hắn trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, trong cơ thể ma khí điên cuồng mãnh liệt, mình mông sinh mệnh lực từ huyết mạch bên trong bùng nổ, không ngừng chữa trị hắn bể tan tành thân thể. Ầm một tiếng vang thật lớn, Tiết Mạc Bắc thân thể cao lớn hung hăng đụng vào vậy phòng vệ màn sáng bên trên, rồi sau đó, ngã ở trên diễn võ trường. Toàn bộ diễn võ trường lâm vào tĩnh mịch. Tử Tử Phong ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Môi đều bắt đầu khẽ run đứng lên, hắn lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, đứng ở Từ Tử Phong sau lưng, một tên mặt mũi âm trầm ông già, chậm rãi mở miệng nói, quy luật. Quy luật. Từ Tử Phong nghe vậy, có chút không hiểu quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng ông già. Ông cụ này là sư tôn của hắn, cũng là mặt trời điện đi ra thiên điện trưởng lão, tên là Trương Tiêu. Trương Tiêu ánh mắt hơi run run nhìn Diệp Thần nói, Tiết Mạc Bắc quy luật, đã rất cường đại, nhưng, vẫn là bán thành phẩm, có thể. Hắn thở dài một cái nói, Diệp Thần quy luật, cũng đã là chân chính quy luật. Kỳ quái, thật là kỳ quái, thằng nhóc này rõ ràng mới càn khôn cảnh, vực ngoại chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Cái gì, Từ Tử Phong không nhịn được kinh hô một tiếng nói, không thể nào. Hắn bất quá là càn khôn cảnh vì sao có thể có được chân chính quy luật. Trương Tiêu cũng là mặt đầy vẻ không hiểu, bất quá, theo sau chính là mặt lộ cười khổ nói, phát sinh ở trên người hắn, chuyện không thể nào, còn thiếu sao. Đối với vậy võ giả mà nói, cái gọi là lẽ thường, đối với Diệp Thần căn bản không tồn tại. Đây là, Diệp Thần đi tới Tiết Mạc Bắc trước người, lạnh lùng nói, đứng lên. Chỉ gặp, giờ phút này Tiết Mạc Bắc mặc dù nhìn như vết thương chồng chất, nhưng, lại vẫn còn sống. Hơn nữa, tựa hồ cũng chưa tính là trọng thương. Sát ma phách thể đúng là một loại vượt qua vực ngoại cao cấp huyết mạch. Tiết Mạc Bắc vùng vẫy từ dưới đất đứng lên, phát ra một tiếng thét điên cuồng, lần nữa hướng về phía Diệp Thần, đánh ra một kiếm này thậm chí so với trước đó một kiếm kia, cường đại hơn, nhưng... Nhưng là lần nữa ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, mất đi. Mà mới vừa đứng lên Tiết Mạc Bắc, lại một lần nữa ngã trên đất, máu tươi giàn giụa, như vậy thân thể phân giải lại gây dựng lại thống khổ, ăn mòn hắn thần hồn. Bất quá, so với những thứ này, càng làm cho Tiết Mạc Bắc sợ hãi, nhưng là Diệp Thần một kiếm kia bên trong ẩn chứa quy luật lực. Đó là một loại trình độ cao nhất mất đi quy luật. Chỉ cần là vật còn sống, trời xanh, đối với tử vong, đối với mất đi, đều có bản năng sợ hãi, mà nhận chịu Diệp Thần quy luật, mặc dù... Hắn dựa vào sát ma phách thể không có chết, nhưng tựa như ở kiếm quang kia tẩy rửa dưới, trải qua vô số lần tử vong vậy à. Loại thể nghiệm này, cho dù lấy Tiết Mạc Bắc tâm tính, cũng không muốn lần nữa thưởng thức được à. Hắn thậm chí liền muốn như thế vĩnh viễn nằm trên đất. Có thể, Diệp Thần thanh âm giống như ác ma nói nhỏ vậy, vang lên lần nữa nói, đứng lên. Nghe được cái này ba chữ, Tiết Mạc Bắc tựa như được cái gì kích thích vậy. Trong mắt lửa giận bay lên, lại một lần nữa đứng lên, có thể, rất nhanh lại là ngã trên đất. Lần này, Tiết Mạc Bắc, sợ. Bất quá, Diệp Thần tựa hồ không có chút nào ý bỏ qua cho hắn,
ba chữ kia lần nữa vang vọng ở liền hắn bên tai. Đứng lên! Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Diệp Thần, ta muốn giết ngươi! Tiết Mạc Bắc giống giận một tiếng, lại một lần nữa vùng vẫy đứng dậy. Hắn không chịu nổi mình sợ hãi, hèn yếu, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn ngã ở Diệp Thần dưới chân. Nhưng, bất luận hắn là nghĩ như thế nào, ở thực lực trước mặt, cũng không có dùng. Tiết Mạc Bắc, lại một lần nữa ngã xuống. Tại chỗ võ giả, nhìn một màn này, máu tựa hồ cũng trở nên lạnh, thể nghiệm qua Diệp Thần vậy quy luật hơi thở bọn họ, rất rõ ràng đó là một loại dạng gì cảm thụ, không nói khoa trương, so chết còn thống khổ hơn gấp 10.000 lần. Nguyên bản, đối với Diệp Thần vậy có chút quên lãng sợ hãi, lần nữa bị thức tỉnh. Đây cũng không phải là một cuộc chiến đấu, mà là một phương diện hành hạ à. Diệp Thần tiếp liền ra tay mấy mươi lần sau đó, Tiết Mạc Bắc thân thể đã tàn tạ không chịu nổi, cho dù là được gọi là bất diệt sát ma phách thể, cũng có cực hạn, mà máu tươi lại là đã đem toàn bộ diễn võ đài nhuộm thành liền màu đỏ. Diệp Thần nhưng là mặt không thay đổi tiếp tục mở miệng nói, đứng lên. Có thể, lần này, trên đất Tiết Mạc Bắc nhưng là không có động tĩnh, tựa như chết liền vậy. Ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chính là Trương Tiêu. Trương Tiêu nhìn một cái vô cùng thê thảm Tiết Mạc Bắc, trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng đau tim, nhưng là cưỡng ép đè xuống, hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, có thể hay không mời ngươi thả qua Tiết Mạc Bắc? Lão Phu, thay thế hắn hướng người bồi tội. Trong chốc lát, Bắc Lăng Thỉnh các người đều là khẽ cau mày, bọn họ có chút lo lắng lấy Diệp Thần tính cách, sẽ cùng Trương Tiêu phát sinh mâu thuẫn. Khi đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể bọn họ kết quả ủng hộ Diệp Thần, bất quá, như vậy thứ nhất, toàn bộ mặt trời điện sợ rằng cũng sẽ đối với bọn họ sinh ra oán khí. Có thể, ngoài dự đoán của mọi người phải, giờ phút này Diệp Thần nhưng là đối Trương Tiêu cười một tiếng nói, nếu Trương trưởng lão nói như vậy, vậy, lần này, ta liền thả qua hắn. Vừa nói, cũng không quay đầu lại rời đi diễn võ trường. Đám người thấy vậy, đều là sửng sốt một chút. Diệp Thần thật giống như đổi nhân từ. Liên Liên Huyền Hàn Ngọc đều là có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cứ như vậy thả qua hắn, đây cũng không phải là ngươi tính cách à? Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta quy luật là diệt pháp tắc, hôm nay, như vậy không lúc nào đều ở đây hủy diệt cảm giác đã đóng dấu ở hắn trong thần hồn, mà hắn một lần cuối cùng không có đứng lên, nói rõ tim đã xuất hiện vết rách. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, từ bây giờ về sau, còn sống ngược lại đối với hắn mới là lớn nhất hành hạ, hơn nữa, cho dù hắn muốn trả thù, đối với ta mà nói, vậy không có vấn đề. Không có vấn đề. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cái này sát ma phách thể huyết mạch quả thật không tệ, lần kế, nếu như Tiết Mạc Bắc lại đối với ta có động tác gì, cho dù ta đối với hắn làm gì, mặt trời điện vậy không nói ra bất kỳ lời gì, đến lúc đó. Hắn trong mắt lóe lên lau một cái ngoan sắc nói, Huyền Tiên Tử. Người dạy ta cái đó sống sờ sờ từ đối phương trong cơ thể, đem huyết mạch rút ra lấy ra thần thông, ngược lại là có thể phải sử dụng. Huyền Hàn Ngọc nghe vậy cười nói, thằng nhóc, người thật giống như càng ngày càng đáng sợ. Diệp Thần tùy ý cười một tiếng nói, đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn. Bất quá, lần chiến đấu này ngược lại cũng không toàn là vì hành hạ Tiết Mạc Bắc, cùng một trận chiến, tiếp liền thi triển diệt pháp tắc, để cho ta đối với phép tắc lĩnh ngộ. Rõ ràng không thiếu, dẫu sao, muốn tìm một tốt như vậy bao cát, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là, cái này quy luật tựa hồ có cái gì không đúng, vậy có thể nói là có linh, chỉ có đối mặt kình địch lúc mới phải xuất hiện, ta rất sợ ngày nào không nhảy. Đây coi như là càn khôn cảnh cảm ngộ quá thật phép tác tác dụng phụ sao. Hắn trong mắt, thần mang một thính nói, bỏ mặc, hôm nay ta, ở không mở ra huyết mạch dưới tình huống. Cũng có thể đối kháng phần lớn còn thật chín tầng trời. Đương nhiên là có chút đặc thù cường giả ngoại trừ. Bất quá, thiên nhân vực dị tượng như thế, sợ rằng đế thích thiên và huyền cơ nguyệt vậy xưa không bằng nay. Hai người này khí vận là cả vực ngoại duy nhất và ta tới gần tồn tại. Mấy ngày sau, Diệp Thần, đi tới Bắc Lăng núi thần chủ điện bên trong, gặp mặt Bắc Lăng Thịnh. Bắc Lăng Thịnh mỉm cười đến, Diệp Thần, thế nào? Diệp Thần nói, đế quân. Ta có thể phải lại rời khỏi một chút. Đoạn thời gian này, hắn đi trước một ít tử địa, tuyệt cảnh vân. Vân, nhưng, còn có hết mấy chỗ, chưa từng đi. Mặt khác, lấy hắn bây giờ thực lực cũng hẳn bắt đầu tìm Cố Tuyền cùng Chu Uyên. Đoạn thời gian này,
thiên điện bên này cũng không có gì hữu dụng tin tức, xem ra, vẫn là phải dựa vào chính hắn mới được. Cuối cùng, toàn bộ vực ngoại đều phải phát sinh kịch biến, trước lúc này, hắn muốn làm hết sức tăng lên thực lực, những thứ này thường người không cách nào đặt chân đường cùng, tử địa, là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nguy hiểm đi đôi với cơ duyên. Bắc Lăng Thịnh do dự chốc lát, cuối cùng, vẫn gật đầu một cái nói, được rồi, bất quá, chú ý an toàn, có chuyện gì dùng thần ốc liên lạc ta. Hắn biết, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, muốn tiếp tục ở trên trời điện bên trong tăng lên đã có chút khó khăn. Rất nhanh, Diệp Thần một lần nữa rời đi Bắc Lăng Thiên Điện. Cơ hồ là ở hắn chân trước bước ra Thiên Điện đồng thời, túi đựng đồ bên trong một quả đưa tin ngọc phù chính là chớp động một tí. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, đem vậy ngọc phù lấy ra, thần niệm đảo qua. Một khắc sau, cặp mắt bên trong chính là bộc phát một đạo tinh quang. Ngọc phù bên trong, lại là Tần Tử Vi gửi tới tin tức. Chỉ có rất một câu nói ngắn gọn. Cố Tuyền, Chu Uyên đầu mối, xuất hiện ở Táng Thiên Hải bên trong. Diệp Thần liền lập tức liên lạc Tần Tử Vi, có thể, như cũ, không có bất kỳ trả lời. Diệp Thần nhướng mày một cái, trầm ngâm nói, xem ra, hiện tại chỉ có thể đi trước đi Táng Thiên Hải. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình một cái chớp động, liền biến mất ở chân trời chỗ, hướng Táng Thiên Hải đi. Táng Thiên Hải, là thiên nhân vực, thậm chí còn vực ngoại lớn nhất một cái hải vực, ở vào thiên nhân vực hướng Đông Bắc. Cho đến ngày hôm nay, như cũ không có người có thể nói rõ ràng, Táng Thiên Hải, rốt cuộc có bao nhiêu, thông hướng nơi nào. Cùng Trầm Nguyệt Hải, có chút tương tự, Táng Thiên Hải sở dĩ có Táng Thiên tên, chính là bởi vì, ở Táng Thiên Hải phía trên phi đột, đối với linh lực tiêu hao, vô cùng là to lớn, hơn nữa, rất mệt khó khăn, phải ngồi đặc thù hàng thuyền xuất hành. Nhưng mà, giờ phút này, trên mặt biển lại lơ lửng hai đạo thân ảnh. Một đạo thân ảnh thuộc về một người đàn ông, nam tử thân hình cao lớn, hai tay chắp sau lưng, con người mơ hồ có huyết nguyệt lưu chuyển. Mà một đạo thân ảnh khác chính là một cái ông già. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra hai người. Nhâm Phi Phàm, Diệp Lão. Nhâm Phi Phàm con người híp lại, thần sắc có chút phức tạp, nhàn nhạt nói, Diệp Lão, xác định. Diệp Lão gật đầu một cái, ánh mắt có chút ngưng trọng, xác định. Thiên nhân vực thiên đạo dị biến lúc xuất hiện, hoa hạ linh khí dị biến vậy trầm trọng hơn. Nếu như ta không đoán sai, thiên nhân vực và hoa hạ, ti hồ có một loại đặc thù nào đó liên quan. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hắn tầm mắt rơi vào phía dưới một đạo không ngừng đi về phía trước bóng người bên trên. Mấy giây sau đó, mở miệng nói, cuộc cờ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nhà yêu các ngươi. Sao sao? Đông Phong Thành, là vị tại Táng Thiên Hải vùng Duyên Hải vị trí một cái thành nhỏ, trong thành võ giả phần lớn lấy bắt trong biển loài cá yêu thú, thu thập trên hải đảo đặc thù vật liệu mà sống. Một ngày này, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên xuất hiện ở cái này Đông Phong Thành bên trong. Rất nhanh, người thanh niên này liền tiến vào một khách sạn bên trong. Khách sạn này, lấy các loại thủy sản nổi tiếng. Một tên tiểu nhị tiến lên đón nói, khách quan. Ăn chút gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói, cầm tốt nhất rau, toàn bộ lần trước dạng đi. Tên kia tiểu nhị nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, được rồi, mời ngài ngồi. Rất nhanh, một bàn thức ăn liền lên ngay ngắn. Đây là, Diệp Thần đột nhiên đối với tiểu nhị kia nói, tiểu nhị, ta và ngươi hỏi thăm chút sự việc, nói hay, có thưởng. Tiểu nhị kia nghe vậy, lúc này mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, cứ việc hỏi. Cái này Đông Phong Thành còn không việc gì ta không biết chuyện đâu. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần tuyệt đối là người có tiền. Diệp Thần vừa ăn rau, vừa hướng tiểu nhị kia hỏi, gần đây, trong thành nhưng có hàng thuyền ra biển. Có thể ở Táng Thiên Hải trên chạy hàng thuyền, thật khó chế tạo, trên căn bản không đối bên ngoài bán ra, cũng nắm ở tất cả thuyền lớn được trong tay. Tiểu nhị kia có chút khó xử gãi đầu một cái nói, công tử, ngài đây có thể hỏi trễ. Đông Phong Thành đi Táng Thiên Hải thuyền khách, mới vừa cách cảng không lâu, nếu là muốn ngồi, ít nhất phải chờ thêm một tháng đâu. Diệp Thần khẽ cau mày nói, chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác. Tiểu nhị nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó, trong mắt sáng lên nói, đúng rồi, ngài nếu như cần phải muốn ở mấy ngày gần đây ra biển, có thể đi ngày nay thuyền được thử một chút, nghe nói, nơi đó gần đây đang thu nhận nhân viên làm việc trên tàu.
Diệp thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tiện tay đem một ít một hạt cát nhỏ vậy lớn nhỏ, phẩm chất vô cùng là tồi đạo tinh ném cho tiểu nhị kia, liền đứng lên, hướng dưới lầu đi tới. Tiểu nhị kia nhận lấy vậy cái đạo tinh cát, nhưng là cả người cũng run rẩy một tí, mặt lộ vô cùng kích động thần sắc, giống như đột nhiên nhặt được mấy triệu như nhau, hắn nhìn một cái bốn phía, dè dặt đem cái này tinh cát thu vào túi đựng đồ bên trong. Đạo tinh, coi như thiên nhân vực nhất cao đẳng tiền, bất quá, một quả đạo tinh giá trị quá lớn, không cách nào tùy tiện dùng để giao dịch, vì vậy, liền có cái loại này đạo cát. Cho dù là phẩm chất thấp nhất liệt một viên đạo cát, giá trị vậy vượt xa đếm lấy tính chục nghìn linh thạch. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới một nhà thuyền được trước cửa, thuyền được tấm bảng trên, viết ngày nay hai chữ to. Bất quá, để cho Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, giờ phút này, ngày nay thuyền được bên trong lại là đứng không thiếu võ giả. Diệp Thần bước vào thuyền được bên trong, đối với một tên thuyền được nhân viên nói, ta là tới xin việc nhân viên làm việc trên tàu. Vậy nhân viên quan sát hắn một cái nói, nơi này tất cả mọi người đều là tới xin việc nhân viên làm việc trên tàu, chờ đi, một hồi, sẽ mang các ngươi tiến hành khảo sát. Diệp Thần nghe vậy, khẽ cau mày, lại vẫn muốn khảo sát. Xem ra, lần này thu nhận nhân viên làm việc trên tàu, cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Không lâu lắm, thì có một tên vóc người to lớn nam đầu chọc tử xuất hiện ở trước mặt mọi người nói, tất cả xin việc nhân viên làm việc trên tàu người, theo ta tới. Vừa nói, liền hướng thuyền được phía sau đi tới. Đám người, rối rít đi theo tên này đầu chọc chân của nam tử bước, rất nhanh, bọn họ liền đi tới một nơi trống trải lớn trong gian phòng. Lần này, tới xin phỏng vấn, tổng cộng có hơn mấy trăm người, nhưng không cách nào đem cái này gian phòng 10% chiếm hết, có thể gặp gian phòng bao lớn. Vậy nam đầu chọc tử hướng về phía đám người mở miệng nói, ta là lần này ra biển thuyền trưởng, tên là La Hữu, các ngươi có thể kêu ta La thuyền trưởng. Đám người nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, nhìn tên nam tử này tử, đều là lộ ra thần sắc cung kính. La Hữu ở nơi này Đông Phong Thành nhưng mà nổi danh lão thuyền trưởng, ra biển kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa, thực lực không tầm thường. La Hữu bất ngờ là một tên còn thật cảnh 7 tầng thiên tồn tại. Đừng xem nhẹ cái này thật đúng là 7 tầng thiên, Đông Phong Thành là một tòa vắng vẻ thành nhỏ, còn thật cảnh trung kỳ tồn tại đều có thể cũng coi là cường giả, mà tu vi đạt tới càn khôn cảnh và thủy nguyên cảnh, ở Đông Phong Thành vậy cũng coi là cũng không tệ lắm. La Hữu tiếp tục nói, các ngươi cũng biết, lần này ra biển thù lao vô cùng là phong phú, một chuyến xuống, liền có thể được lợi trên hai cái đạo cát. Nhưng, ta cũng không lừa gạt các ngươi nói, thù lao cùng nguy hiểm là ngang hàng, lần này ra biển, so bình thường ra biển, muốn nguy hiểm không thiếu, cho nên, đối với nhân viên làm việc trên tàu năng lực, nhất định có yêu cầu. La Hữu ánh mắt sắc bén quét qua mọi người nói, ai có thể nói cho ta, nhân viên làm việc trên tàu trọng yếu nhất một cái năng lực, là cái gì? Đây là, một tên vóc người đầy đặn người đàn ông mở miệng nói, lực lượng. Không tệ. La Hữu gật đầu nói, cái này chạy ở Táng Thiên Hải lên hàng thuyền, đều là do sức người, sức gió thúc đẩy, thông thường linh thạch đến Táng Thiên Hải trên căn bản không tạo tác dụng, cho nên, lực lượng rất trọng yếu, đây chính là các ngươi khảo sát. La Hữu vung tay lên, từ trong túi đựng đồ, lấy ra một vật. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, ở trong phòng bùng nổ, toàn bộ Đông Phong Thành tựa hồ cũng lay động. Chỉ gặp, trong phòng tìm chỗ xuất hiện một cây vô cùng là to lớn cái cọc gỗ. La Hữu nhìn đám người, nhàn nhạt nói, cái này gỗ, tên là Thiên Hà Mộc, chỉ cần các ngươi có thể ôm lấy cái cọc gỗ này, di động một tấc, liền coi là thông qua khảo hạch. Trong chốc lát, mặt mọi người sắc đều là hơi đổi, nghị luận ầm ĩ, Thiên Hà Mộc là dùng để đóng thuyền vật liệu gỗ chứ. Nghe nói, lớn bằng cánh tay Thiên Hà Mộc, cũng có thể đem một ít cường giả nghiền ép chết. Bọn họ nhìn trước mắt gỗ lớn, đều là không nhịn được hơi há hốc miệng ra, cái này Thiên Hà Mộc cọc, chừng ba người ôm hết lớn bằng à. Hắn nặng bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Trong chốc lát, toàn bộ gian phòng đều yên tĩnh lại, không có người nào nguyện ý tiến lên. La Hữu nhàn nhạt nói, không người nào nguyện ý khảo nghiệm, ta liền coi là các ngươi toàn bộ bỏ quyền. Vừa nói, tựa hồ sẽ phải rời khỏi. Đây là, mới vừa tên kia đầy đặn nam tử tiến lên một bước nói, La thuyền trưởng, ta muốn khiêu chiến. La Hữu nhìn một cái vậy đầy đặn nam tử, gật đầu nói, tên họ. Trần Bân. Mọi người nhìn về phía Trần Bân đều là ánh mắt lóe lên,
cái này Trần Bân bất ngờ là một tên thủy nguyên cảnh đỉnh cấp tồn tại, ở nơi này thí sinh bên trong coi như trên trung bình thực lực. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Trần Bân thân thể tựa hồ hàm chứa khổng lồ thân xác lực, hiển nhiên là một tên thể tu. Thể tu ở nơi này loại khảo sát bên trong, có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Trần Bân khẽ quát một tiếng, cả người linh lực cuồng trào, trong cơ thể thân xác lực lượng ngay tức thì chạy dâng lên, chợt hai tay ôm lấy cái cục gỗ kia, hắn cả người dùng sức, bắp thịt bên trên, gân xanh nổi lên, phát ra một tiếng giống to, một cổ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, mặt đất dưới chân, cũng xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Có thể, cái này trong gian phòng, vẫn là một hồi tĩnh mịch. Cái cục gỗ kia, Zorier không nhúc nhích. La Hữu nhàn nhạt nói, Trần Bân, thất bại, cái kế tiếp. Đám người sau một hồi trầm mặc, lại là một tên nam tử, vượt qua đám người ra, mà tên nam tử này tử, bất ngờ là một tên nửa bước còn thật tồn tại. Nửa giờ sau đó, trong gian phòng phần lớn người cũng trải qua khảo sát, cơ hồ đều thất bại. Nhưng bọn họ lại không có lập tức rời đi. Bởi vì, bọn họ muốn xem, lần khảo nghiệm này rốt cuộc có nhiều ít người có thể thành công. Đến nay mới ngưng, thành công thông qua khảo nghiệm, toàn bộ đều là còn thật cảnh trở lên tồn tại, không một ngoại lệ. Đây là, một tên sắc mặt lãnh đạm thanh niên, đi tới trước nói, Diệp Thần. La Hữu nhìn Diệp Thần một mắt, khẽ cau mày, bất quá, vẫn gật đầu một cái. Có thể, chung quanh một đám võ giả chính là mỗi một người đều mặt hiện nụ cười cổ quái, mở miệng nói càn khôn cảnh. Ta xem đừng uổng phí khí lực, trực tiếp buông tha coi là. Ha ha, thật là lớn dũng khí à, bất quá, cũng chỉ còn lại dũng khí. Không thấy được trước, liền thủy nguyên cảnh thể tu cũng thất bại sao? Đơn giản là lãng phí thời gian, còn không bằng để cho người kế tiếp thử nghiệm đây. La Hữu sắc mặt trầm xuống, nạt nhỏ, yên lặng. Gian phòng, ngay tức thì yên tĩnh lại, sau đó, hắn đối với Diệp Thần nói, bắt đầu đi. Diệp Thần chậm rãi đi tới cái cục gỗ kia trước mặt, hắn sở dĩ trễ như vậy mới đứng ra, chẳng qua là chẳng muốn quá nổi tiếng thôi. Hắn nhìn trước mắt cái cọc gỗ, sắc mặt bình thản vô cùng, một khắc sau, liền ôm lấy cái này thiên hà một cọc, chậm rãi dùng sức. Mà chung quanh những cái kia võ giả, bao gồm vậy mấy tên đã hợp cách, mặt đầy ngạo ý tồn tại đều là lộ ra vẻ khinh thường, tựa như, đang cười nhạo Diệp Thần không biết tự lượng sức mình. Có thể, ngay tại lúc này, ra tất cả người dự liệu một màn, xuất hiện. Chỉ gặp, vậy trầm trọng vô cùng thiên hà một cọc, lại là ở Diệp Thần trong tay chậm rãi cách mặt đất. Tất cả người, cũng xem ngu. Một cái càn khôn cảnh tồn tại, lại có thể ôm lấy cái này thiên hà mộc cọc. Liền liền La Hữu đều là mặt hiện vẻ rung động. Nguyên bản, hắn cũng chuẩn bị trực tiếp tuyên bố thất bại, có thể, giờ phút này nhưng là há hốc miệng ba, đều quên khép lại. Đây là, vậy trước thất bại Trần Bân vô cùng là không cam lòng nói, đợi một chút, vẫn chưa kết thúc. Hắn còn muốn đi tới trước một tấc đâu. Hắn nhìn Diệp Thần, tràn đầy ghen tị ý, ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa Diệp Thần thất bại. Một cái càn khôn cảnh tiểu tử, có thể hợp cách, hắn không thể. Dựa vào cái gì? Nguyên bản sắc mặt khó coi những cái kia người thất bại, ánh mắt cũng là lần nữa sáng lên. Không tệ, còn muốn đi tới trước một tấc đâu. Như vậy hạng người làm sao có thể ôm trước cái cọc gỗ, đi tới trước một tấc? Có thể. Thực tế nhưng tựa như đang đánh bọn họ mặt vậy, Diệp Thần thân hình thoát một cái, hơi về phía trước di động một chút khoảng cách, lần nữa đem cái cọc gỗ kia buông xuống. Ầm một tiếng, gian phòng lần nữa yên tĩnh lại. Mọi người thấy cái cọc gỗ kia, trong mắt lại là run lên. Cái cọc gỗ này, thật về phía trước di động một ít. Bất quá, rất nhanh thì có người cười lạnh nói, không có một tấc. Tuyệt đối không có một tấc. Đúng vậy, di động một tấc. Nào có như vậy dễ dàng. Ha ha, thằng nhóc này đến cực hạn chứ. Đáng tiếc, ở ta xem ra còn thiếu chút nữa. Bá một tiếng, đám người rối rít nhìn về phía giờ phút này, yên lặng không nói La Hữu. Chờ đợi La Hữu tuyên bố Diệp Thần thất bại. La Hữu nhìn cái cọc gỗ kia, tỉnh bơ, nhưng trên thực tế hắn cũng muốn nổi điên à. Cái cọc gỗ này, một phần không nhiều, một phần không thiếu, vừa vặn di động một tấc vị trí. Ở hắn xem ra, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, có thể hắn kinh nghiệm tới xem, có thể làm được một điểm này, thuyết minh cái này thiên hà một cọc đối với Diệp Thần căn bản liền gánh vác cũng không tính à. Đây là,
Diệp Thần nhàn nhạt nói, La thuyền trưởng, ta hợp cách sao? La Hữu đối với Diệp Thần vậy bình tĩnh con ngươi, hơn nữa tin chắc mình phán đoán, lúc này, mở miệng nói, Diệp Thần, hợp cách, thành tích. Một tấc. Trong chốc lát, toàn bộ gian phòng một phiến xôn xao. Không ít người mặt cũng đen xuống, oán hận nói, thằng nhóc này, vận khí vậy quá tốt chứ. Lên trời giúp hắn. Hừ, bất quá đi vận cứt chó mà thôi, đến trên thuyền, nhất định sẽ kéo chân sau. La Hữu đối với những người này nhưng là khịt mũi coi thường, tên yếu tổng là thích là thất bại của mình tìm các loại các dạng mượn cớ, mà đem người khác thành công, toàn bộ quy công cho vận khí. Rất nhanh, khảo sát liền hoàn toàn kết thúc, lần này, mấy trăm tên khảo hạch người bên trong, thông qua khảo hạch chỉ có 12 người, trừ Diệp Thần, toàn bộ đều là còn thật cảnh tồn tại. La Hữu nhìn cái này 12 người nói, cùng ta tới. Rất nhanh, đám người liền đi tới một nơi phòng tiếp khách bên trong ngồi xuống. La Hữu nhìn về phía mọi người nói, lần này, chúng ta nhiệm vụ là hộ tống một vị đại nhân vật ra biển, còn như vị đại nhân vật này thân phận, các ngươi không cần biết. Những cái kia hợp cách người nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ biết, hộ tống thứ đại nhân vật này tiến vào Táng Thiên Hải địa phương như vậy là rất nguy hiểm. Phải đối mặt, không chỉ là vô tình biển khơi, còn có rất vô tình kẻ địch. Ví dụ như tới bắt cóc hải tặc, hoặc là tới trả thù kẻ thù. Tựa hồ xem thấu ý nghĩ của mọi người, La Hữu mỉm cười nói, các ngươi chỉ để ý kéo thuyền chính là, lần này sẽ có một tên cường giả phụ trách đại nhân vật kia an toàn, có gã cường giả kia ở đây, an nguy của chúng ta, cũng coi là được bảo đảm. Đây là, một tên hợp cách người không nhịn được hỏi, La thuyền trưởng, có thể hay không cho biết chúng ta, tên cường giả này là người phương nào? La Hữu nghe vậy, đang chuẩn bị mở miệng, có thể, ngay tại lúc này, phòng khách ra nhưng là vang lên một đạo thanh âm nam tử nói, bảo vệ các ngươi, chính là bổn công tử. Đi đôi với đạo thanh âm này, một tên mặc sang trọng hoa lệ cẩm bào, tay cầm quạt xếp, mặt mũi còn coi như anh vũ thanh niên chậm rãi đi vào phòng khách này bên trong. La Hữu thấy người thanh niên này, trên mặt lập tức lộ ra một phần cung kính nụ cười nói, Trang công tử, ngài tới rồi. Tên thanh niên kia gật đầu một cái, lấy một loại vô cùng là cao ngạo ánh mắt, nhìn một đám hợp cách người nói, bổn công tử, tên là Trang Vũ Hiền, chính là thiên nhân vực thiên bằng thần tông tông chủ đệ tử, đem sẽ toàn quyền phụ trách lần này đi an toàn, hiện tại, các ngươi hài lòng chưa? Vậy một đám hợp cách người nghe vậy, từng cái trên mặt đều hiện lên liền kích động thần sắc, nhìn Trang Vũ Hiền, thật là giống như là nhìn thấy gì chúa cứu thế vậy à? Thiên bằng thần tông, là nhất đẳng tông môn, coi như thiên điện dưới thế lực lớn nhất một trong, ở nơi này đông bắc khu vực, danh tiếng cực lớn. Mà Trang Vũ Hiền đây, lại là một tên còn thật cảnh 6 tầng thiên cường giả. Mặc dù, Trang Vũ Hiền nhìn như trẻ tuổi, nhưng, chân thực tuổi tác, đã hơn 10.000 tuổi, hơn 10.000 tuổi, còn thật cảnh 6 tầng thiên, coi như yêu nghiệt, nhưng, muốn gia nhập thiên điện còn kém một ít. Bất quá, dù vậy, thực lực cũng là để cho đám người làm ngửa mặt trông lên tồn tại. Tu Vi đạt tới tình cảnh này, ở toàn bộ thiên nhân vực cũng coi như tinh anh. Trang Vũ Hiền thấy mọi người thần sắc, lộ ra một nụ cười, ở hắn xem ra, đây chính là tên yếu có phản ứng. Một khắc sau, hắn ngạo ý 10 phần mở miệng nói, ta người này thích nắm trong tay, nếu lần này ra hàng an toàn là ta phụ trách, như vậy, trên thuyền sự vụ lớn nhỏ, đều phải ở ta nắm trong tay bên trong, cho nên, làm ta phân phó các ngươi làm việc lúc đó, các ngươi chỉ cần làm theo. Không cần có bất kỳ vấn đề, nghe hiểu sao? Đây là, những thuyền viên kia đã đem Trang Vũ Hiền làm thần, rối rít không chút do dự gật đầu nói, nghe hiểu, Trang công tử. Chỉ có Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt không có bất luận phản ứng gì. Nguyên bản, chính diện lộ vẻ hài lòng Trang Vũ Hiền, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía ngồi ở xó xỉnh bên trong Diệp Thần. Toàn bộ phòng tiếp khách bên trong bầu không khí, ngay tức thì băng lạnh xuống. Trong chốc lát, tất cả người đều ngậm miệng lại, hướng Diệp Thần nhìn, bọn họ biết, thằng nhóc này có phiền toái. Trang Vũ Hiền bước động bước chân, đi tới Diệp Thần trước mặt, mắt nhìn xuống hắn nói, thằng nhóc, ta hỏi ngươi nghe hiểu sao? Tại sao không nói lời nào? Một người làm, lại dám coi thường mình câu hỏi. Đây cũng không phải là Trang Vũ Hiền có thể dễ dàng tha thứ. Diệp Thần có chút im lặng liếc mắt một cái Trang Vũ Hiền, tên này ở tìm cảm giác tồn tại sao? Bất quá, hắn ngược lại cũng không muốn nhanh như vậy bại lộ thực lực,
miễn được rước lấy phiền toái, vì vậy nhàn nhạt nói, nghe hiểu. Có thể, Diệp Thần cái loại này lãnh đạm thái độ nhưng là lần nữa chọc giận Trang Vũ Huyền. Trang Vũ Huyền sắc mặt trầm xuống, chợt quay đầu, nhìn về phía La Hữu nói, La Hữu, ngươi thế nào làm việc, một cái càn khôn cảnh con kiến hôi, cũng xứng trên chúng ta thuyền. Ngươi không biết, lần này xuất hành sự quan trọng đại sao? Nếu như đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể tha thứ nổi. La Hữu nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng, bất quá, hắn nhưng là không có trách cứ Diệp Thần, ngược lại, đối với Trang Vũ Huyền cười xòa nói, Trang công tử, vị này tiểu huynh đệ là mới tới, không hiểu quy củ, ta thay hắn hướng ngài nói xin lỗi. Ở hắn xem ra, tới một cái Diệp Thần không có làm gì sai, thứ hai, hắn rất rõ ràng, chân chính người có thực lực nhiều ít đều có chút ngạo khí. Cho nên, chủ động làm và chuyện lão. Trang Vũ Huyền nghe vậy, thần sắc hơn nữa âm trầm xuống, cái này La Hữu lại không đứng ở mình bên này. Giữa lúc hắn chuẩn bị nổi giận lúc đó, ngoài cửa lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trang Vũ Huyền thần sắc động một cái, ngay tức thì thu hồi vẻ giận dữ, mặt mỉm cười, một bộ phong độ nhanh nhẹn hình dáng. Giờ phút này, ngoài cửa, vào một tên mặt mũi dáng đẹp, vóc người cao gầy cô gái. Trang Vũ Huyền thấy người phụ nữ kia, chính là ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, Bùi cô nương. Vậy họ Bùi cô gái, hướng về phía Trang Vũ Huyền thi lễ một cái nói, Trang công tử, mới vừa tựa hồ có chút ồn ào, chuyện gì xảy ra sao? Trang Vũ Huyền cười nhạt một cái nói, vô sự, dạy dỗ một tí mới nhân viên làm việc trên tàu thôi. Phụ nữ kia gật đầu một cái nói, Trang công tử, chúng ta khoảng cách nói trước một ít, ngày mai sẽ lên đường, chủ nhân để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng. Nhanh như vậy, Trang Vũ Huyền có chút bất ngờ. Cô gái có chút lo âu nhìn về phía La Hữu nói, La thuyền trưởng, người phương diện, không thành vấn đề chứ. Chủ nhân không muốn làm trễ nãi khoảng cách. La Hữu nghe vậy, ánh mắt chớp mắt nói, cộng thêm cái nhóm này mới thu nhân viên làm việc trên tàu, vừa đủ. Cô gái cười một tiếng nói, vậy thì tốt. Trang Vũ Huyền khẽ cau mày, vốn là, hắn là dự định trực tiếp đem Diệp Thần đuổi đi, có thể, bây giờ nhìn lại, không cách nào làm được. Hắn rất rõ ràng La Hữu làm việc phong cách, cũng không sẽ tùy tùy tiện tiện chiêu đi vào một cái càn khôn cảnh tiểu tử, mặc dù có chút không tưởng tượng nổi, nhưng, Trang Vũ Huyền khẳng định, Diệp Thần là thông qua khảo nghiệm. Muốn lập tức tìm được một cái có thể thông qua khảo nghiệm nhân viên làm việc trên tàu cũng không dễ dàng. Phụ nữ kia gật đầu một cái, liền xoay người rời đi. Trang Vũ Huyền lạnh lùng quét Diệp Thần một mắt, hừ lạnh nói, thằng nhóc, lần này coi là ngươi vận khí tốt, lên thuyền trên cũng không có may mắn như vậy. Dứt lời, vậy đi theo phụ nữ kia rời đi phòng khách. La Hữu thấy vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần nhìn về phía La Hữu nói, La thuyền trưởng, cảm ơn. La Hữu nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ta là thuyền trưởng, bảo vệ các ngươi một chút cũng là phải, bất quá, đến trên thuyền, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nếu như lại trêu chọc đến Trang công tử, có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Diệp Thần nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu một cái, hắn trong mắt nhưng là lóe lên một món hàn mang. Hắn sở dĩ giữ khiêm tốn, chủ yếu là lo lắng truyền ra tiếng gió, bị Đông Hoàng vong cơ, bên trong nguyên đổ sát những người đó đạt được tiếng gió. Một khi đến Táng Thiên Hải bên trong, cái này Trang Vũ Huyền thức thời một chút ngược lại thì thôi, nếu như không biết sống chết nói, hắn không ngại để cho một người từ trên biển biến mất. Ngày thứ hai, Diệp Thần đám người ở La Hữu dưới sự hướng dẫn, đi tới bến tàu, xuất hiện ở bọn họ trước mắt là một chiếc toàn thân xanh nhạt hàng thuyền. Cái này hàng thuyền nếu là ở trái đất, coi như đồ vật khổng lồ, nhưng, ở vực ngoại, nhưng chỉ có thể gọi là trung đẳng lớn nhỏ, bất quá, muốn bao cái này một chiếc thương thuyền xuất hành, cũng cần bỏ ra không ít thù lao. Hơn nữa, còn không phải là có tiền là có thể bao, muốn xuất hành, phải trước thời hạn hẹn trước. Đây cũng là tại sao Diệp Thần chỉ có thể lấy nhân viên làm việc trên tàu thân phận ra biển một trong những nguyên nhân. Hắn nghe qua, Đông Phong Thành tất cả thuyền lớn được đi thuyền đều đã bị người thầu. Vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu nhìn cái này to lớn hàng thuyền, sắc mặt đều là có chút khẩn trương, phải biết, bọn họ nhưng là phải điều khiển như thế cái đồ vật khổng lồ đi tới à. La Hữu thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, mặc dù... Linh thạch động lực không cách nào ở Táng Thiên Hải bên trong sử dụng, nhưng, vì để cho cái tên này động lực, trận pháp sư và luyện khí sư cửa, cũng không có thiếu hạ công phu, đáy thuyền khắc rõ vô số trận pháp, hơn nữa,
có vô cùng là tinh vi chuyển động trang bị, có thể để cho chúng ta lực lượng tốt hơn thúc đẩy cái đại gia hỏa này tiến về trước, hơn nữa. Hắn mang đám người, leo lên hàng thuyền nói, các ngươi trên thực tế chỉ là tới trợ thủ, ta dưới quyền nhưng có một nhóm hảo thủ đâu. Ngay tại lúc này, mấy chục tên thủy thủ xuất hiện ở trước mắt mọi người, 10 người này từng cái thân thể cường tráng, ánh mắt kiên nghị, thấy La Hữu ngay tức thì, chính là cùng hô lên, gặp qua thuyền trưởng. La Hữu cao giọng nói, các bạn trẻ, ra biển. Những thuyền viên kia nghe vậy, từng cái ánh mắt sáng lên, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân vậy, đầu vào đấy lại vô cùng là nhanh chóng ở hàng trên thuyền bố trí đứng lên. La Hữu nhìn về phía Diệp Thần cùng mới tới nhân viên làm việc trên tàu nói, mấy người các ngươi, chờ một chút đi theo bọn họ, tiến vào động lực phòng, quen thuộc một làm việc. Diệp Thần các người gật đầu một cái, liền muốn đi theo lão thủy thủy đoàn, tiến vào động lực phòng, đây là, Diệp Thần nhưng là ánh mắt chớp mắt, hướng lên thuyền chỗ nhìn. Chỉ gặp, ba cái bóng người xuất hiện ở bến tàu chỗ, trong đó hai người, chính là vậy Bùi họ cô gái cùng Trang Vũ Hiền. Mà người cuối cùng, cả người cũng bao phủ ở một kiện hắc bào thùng thình bên trong, để cho người không nhìn ra dung mạo. Cái này, chắc là vậy cái gọi là chủ nhân. Không lâu lắm, tiếng kèn lệnh, ở hàng trên thuyền vang lên, cái này to lớn hàng thuyền, chậm rãi lái rời bến đỏ, hướng vậy vừa nhìn vô tận táng thiên hải chạy đi, dần dần biến mất ở đường chân trời bên ngoài. Ba ngày sau, táng thiên hải trên, một chiếc màu xanh nhạt hàng thuyền, đang dưới ánh mặt trời chậm rãi hành xử. Động lực phòng bên trong, từng cái nhân viên làm việc trên tàu cánh tay trần, mồ hôi chảy ướt lưng, bọn họ trong tay cũng nắm một cây chuôi gỗ, đang liều mạng khuấy động, từng cơn cự lực theo vậy gỗ, truyền tới động lực trang bị bên trong, lại trải qua trận pháp gia trì vân. Vân, biến thành cái này hàng thuyền đi về phía trước động lực. Đây là, cửa khoang đột nhiên mở ra, một đám nhân viên làm việc trên tàu đi vào, mỉm cười nói, các vị, đến trên bong đi đi, đổi ban thời gian đến. Không thiếu nhân viên làm việc trên tàu nghe vậy, đều là thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng, rối rít để tay xuống ở giữa chuôi gỗ, rời đi động lực phòng. Diệp Thần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, đối với hắn mà nói, chèo thuyền căn bản không tốn sức chút nào, như không phải là vì phối hợp cái khác nhân viên làm việc trên tàu, hắn thậm chí có thể dễ dàng lấy lực một người, là đúng chiếc hàng thuyền cung cấp động lực. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi theo mọi người đi tới trên boong thuyền. Ở đáy thuyền động lực phòng bên trong, nín mấy giờ, lần nữa thấy ánh mặt trời, hô hấp đến không khí mới mẻ, tất cả mọi người là không nhịn được lộ ra một nụ cười, cho dù Diệp Thần, đều là như vậy, cảm thấy thân tim thoải mái. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nam tử nhưng là đột nhiên vang lên nói, các ngươi thật giống như rất rỗi rãnh dáng vẻ à. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc như thường, rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp một tên tay cầm quạt xếp thanh niên hướng đám người đi tới, ở hắn bên người, còn đi theo một tên dung nhan mị hoặc, lối ăn mặc được có chút diêm dúa cô gái. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, nói chuyện chính là vậy Trang Vũ Hiền, mà cùng ở Trang Vũ Hiền bên người, nghe cái khác nhân viên làm việc trên tàu nói, là Trang Vũ Hiền sư muội, tên là Ôn Bích Vân. Vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu đều là cung kính đối với hai người hành lễ nói, Trang công tử, Ôn cô nương. Trang Vũ Hiền sắc mặt nhàn nhạt nhìn mọi người nói, các người thân là nhân viên làm việc trên tàu, ở trên thuyền này công tác, cũng không chỉ là chèo thuyền mà thôi à, chỉ là chèo thuyền, kêu con chó tới cũng có thể hoa, phải dùng tới trả cho ngươi cửa như vậy cao thù lao sao. Làm người, phải có điểm trách nhiệm cảm, hiểu không? Một đám nhân viên làm việc trên tàu nghe vậy, trong mắt đều là mơ hồ lóe lên vẻ tức giận. Cái này Trang Vũ Hiền mình cả ngày và vậy Ôn Bích Vân ăn chơi đàng điếm. Mà bọn họ mệt mỏi cả ngày, hiện tại, chỉ bất quá tới trên bong hóng mát một chút mà thôi, vẫn còn muốn gặp phải Trang Vũ Hiền nhục mạ. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao. Có thể, đối mặt cái này so với mình mạnh mẽ mấy phần cường giả, một đám nhân viên làm việc trên tàu nhưng là giận mà không dám nói gì. Bọn họ đành phải hướng về phía Trang Vũ Hiền cúi đầu nói, thật xin lỗi, Trang công tử, chúng ta vậy thì đi tìm chút chuyện làm. Thấy một đám nhân viên làm việc trên tàu đều ở đây bọn họ trước mặt nhận sai hèn mọn hình dáng, Trang Vũ Hiền cùng Ôn Bích Vân hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ chế nhạo nụ cười. Ôn Bích Vân lại là khinh thường cười một tiếng nói, à, Trang sư huynh, ngươi và những thứ này chỉ có thể bán khuân vác sơ đẳng người có cái gì tốt nói. Nói, bọn họ có thể hiểu không?
người rõ ràng là vì bọn họ tốt, bọn họ có thể còn trong lòng mắng người đâu. Nếu như bọn họ có thể nghe hiểu được, vậy không đến nỗi hiện tại, còn chỉ có thể làm cái khuôn vác. Đám người nghe vậy, âm thầm siết chặt quả đấm, càng tức giận hơn, có thể chỉ có thể nhìn. Trang Vũ Huyền cùng Ôn Bích Vân nhìn bọn họ bực bội hình dáng, đều là cười ha ha một tiếng, thì phải nghênh ngang mà đi. Nhưng đột nhiên gian, Trang Vũ Huyền ánh mắt chớp mắt, thấy được đứng ở trong góc nhỏ, sắc mặt lạnh nhạt Diệp Thần. Hắn khóe miệng dương lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, ngay tức thì dừng bước, lần nữa xoay người, nhìn về phía một đám nhân viên làm việc trên tàu nói, ngày hôm nay, bổn công tử tâm tình tốt, quyết định thật tốt huấn luyện các ngươi, cho các ngươi một cái tăng lên thực lực cơ hội, dẫu sao, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, các ngươi thân là nhân viên làm việc trên tàu, cũng là cần chiến đấu. Đám người nghe vậy, hơi sững sờ, một người trong đó không khỏi phải hỏi nói, Trang công tử là ý gì? Trang Vũ Huyền cười lạnh một tiếng nói, ừ, rất đơn giản, nếu muốn tăng lên thực lực, phương pháp tốt nhất, chính là chiến đấu, đúng không? Hiện tại, bổn công tử cho các ngươi một cái cùng bổn công tử đối luyện, so tài cơ hội. Trong chốc lát, tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Bọn họ phần lớn đều là còn thật cảnh nhất tầng thiên, bây giờ cùng một tên còn thật cảnh trung kỳ tồn tại đối luyện. Một cái không tốt, cũng sẽ bị Trang Vũ Huyền trọng thương chứ. Trang Vũ Huyền mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ, ánh mắt từ đám người trên gương mặt, từng cái quét qua, những thuyền viên kia cửa đều là sợ hãi cúi đầu, cuối cùng, vậy đạo ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần là tại chỗ nhân viên làm việc trên tàu bên trong duy nhất không có cúi đầu người. Trang Vũ Huyền thấy vậy, ánh mắt hơn nữa lạnh như băng một phần, hắn hướng về phía Diệp Thần lộ ra một cái có chút nụ cười tàn nhẫn nói, người kêu Diệp Thần đúng không, tiến lên. Diệp Thần nghe vậy, nhìn hắn một mắt, lặng lẽ đi tới Trang Vũ Huyền trước người. Ôn Bích Vân mỉa mai nhìn Diệp Thần nói, càn khôn cảnh. Loại người này làm sao phối hợp lên thuyền, Trang sư huynh. Càng loại nhỏ yếu này người, càng cần huấn luyện à, nếu không, lúc gặp nguy hiểm, chỉ cho mọi người chúng ta kéo chân sau mà thôi. Vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu đều có chút thương hại nhìn Diệp Thần là trong bọn họ tu vi thấp nhất, có thể hiện tại nhưng hết lần này tới lần khác bị Trang Vũ Huyền theo dõi, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần sợ rằng sẽ bị Trang Vũ Huyền nghiền ép rất thảm chứ. Thậm chí là hành hạ. Trang Vũ Huyền cười lạnh nói, Diệp Thần, nghe sao? Ta cái này cũng là vì ngươi tốt, nói không chừng, bây giờ đối với ngươi huấn luyện, thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng, ngươi nói đúng sao? Giờ phút này, Diệp Thần nhưng là không nhịn cười được. Bị Trang Vũ Huyền chọc cười. Có thể, nụ cười này nhưng tựa như một tiếng sấm, rơi vào trên boong thuyền vậy. Một đám nhân viên làm việc trên tàu đều là vô cùng rung động nhìn Diệp Thần, tựa như ở xem một cái người điên vậy. Diệp Thần lại đối mặt Trang Vũ Huyền, cười. Đây không phải là ở muốn chết sao? Liền liền Trang Vũ Huyền đều là sửng sốt một chút, hắn nguyên vốn cho là, Diệp Thần sẽ bị hù ngu, sẽ quỳ xuống cầu mình tha thứ, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới, cái này càn khôn cảnh phế vật mà lại ở hắn Trang Vũ Huyền trước mặt, cười. Một khắc sau, một đạo gió lớn bỗng nhiên ở trên boong thuyền nổi lên, những cái kia võ giả đều là bị cái này gió lớn cạo được ngã trái ngã phải. Một cổ vô cùng là cường đại uy thế nhanh chóng bay lên. Đó là còn thật cảnh võ giả uy áp. Thủy thủy đoàn trên mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc, Trang Vũ Huyền đây là thật sự nổi giận liền à. Trang Vũ Huyền chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, rét lạnh vô cùng mở miệng nói, bổn công tử hỏi ngươi nói, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Một ít lão nhân viên làm việc trên tàu thấy vậy, vội vàng quát to, Diệp Thần, còn không cho Trang công tử nói xin lỗi. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần thật chết chắc à. Có thể giờ phút này, Diệp Thần nhưng tựa như không có nghe được những thuyền viên kia dày vậy, hướng về phía Trang Vũ Huyền nhàn nhạt nói, nếu như, ta nói là đâu? Ngươi muốn thế nào? Trang Vũ Huyền nghe vậy, cặp mắt bên trong ngay tức thì hiện đầy tia máu, óc đều phải ở lửa giận bên trong nổ tung. Một cái càn khôn cảnh tiểu tử ngay trước mọi người chống đối hắn. Hắn là một người thích nắm trong tay người. Người bất kỳ cởi cách hắn nắm trong tay, cũng sẽ để cho hắn khó chịu. Có thể hiện tại, liền trước mắt cái phế vật này cũng dám phản kháng hắn. Cái này làm cho Trang Vũ Huyền căn bản không chịu được à. Ôn Bích Vân cũng là mặt đầy chanh chua cay nghiệt chỉ Diệp Thần nổi giận mắng, làm sao còn dạng. Người cái này không biết trời cao đất rộng phế vật,
biết Trang sư huynh có kinh khủng giường nào sao? Trang sư huynh nhúc nhích một chút ngón tay là có thể muốn mạng ngươi. Trang Vũ Huyền nghe vậy, trong mắt ý định giết người tiệm khởi, tựa hồ liền muốn ra tay. Có thể, đây là, Diệp Thần nhưng là nhìn về phía Ôn Bích Vân, cười nói, muốn mạng ta. Ngươi biết, vậy sẽ có hậu quả gì không sao? Hậu quả? Ôn Bích Vân khinh thường nói, giết ngươi cái loại này người làm, có thể có hậu quả gì không? Diệp Thần cặp mắt híp lại nói, phải không? Đầu tiên, ngươi có biết, trên chiếc thuyền này nhân viên làm việc trên tàu không hề nhiều. Trên căn bản miễn cưỡng có thể thỏa mãn thường ngày đi nhu cầu mà thôi, nếu như ta chết, thậm chí là bị thương, tất nhiên sẽ trễ nãi khoảng cách. Ngươi là muốn nói, ngươi căn bản không cầm vậy vị khách nhân khoảng cách làm một lần chuyện sao? Vẫn là nói, ngươi hoặc là ngươi sư huynh, muốn thay ta đi động lực phòng chèo thuyền. Thêm nữa, ở Táng Thiên Hải loại địa phương này đi đều là có nguy hiểm, nếu như gặp cái gì bất ngờ, số người còn sẽ giảm thiểu, ngươi là muốn... Dưới tình huống này, chủ động cắt giảm nhân viên làm việc trên tàu số lượng sao? Xem ra, ngươi nhất định rất muốn chèo thuyền chứ? Không có đầu óc, liền bớt tranh cãi một tí, đừng xấu hổ mất mặt, được không? Ôn Bích Vân nghe vậy, sửng sốt một tí, trong chốc lát lại là bị hỏi được không biết trả lời như thế nào, chỉ là mặt giận dữ nhìn Diệp Thần. Mà nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ Trang Vũ Huyền, cũng là động tác cứng đờ, hắn thần sắc có chút khó coi. Nếu là thật bởi vì hắn dạy dỗ Diệp Thần, đưa đến khoảng cách chịu ảnh hưởng, vị kia quý khách sợ rằng thật sẽ không thích. Vậy tại chỗ nhân viên làm việc trên tàu cũng xem ngu. Diệp Thần thằng nhóc này. Đây là muốn nghịch thiên A. Lại uy hiếp Trang Vũ Huyền cùng Ôn Bích Vân. Hơn nữa, thật giống như còn thành công. Trong chốc lát, Diệp Thần cùng Trang Vũ Huyền hai người liền ở nơi này trên bong không tiếng động rằng co, bầu không khí, dần dần ngưng trọng. Ngay tại lúc này, một tên đại hán đầu chọc, thân hình trước mắt, chắn trong hai người gian, chính là nghe tin chạy tới La Hữu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn hướng về phía Trang Vũ Huyền cười nói, Trang công tử, xin bớt giận, thằng nhóc này mạo phạm ngươi, ta sẽ thật tốt xử phạt. Bất quá, hắn nói cũng có đạo lý, nếu như hắn bị thương, chúng ta khoảng cách nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Trang Vũ Huyền khuôn mặt co quắp một tí. Vô cùng không cam lòng nói, chẳng lẽ, ta chỉ có thể mặc cho thằng nhóc này xúc phạm ta? La Hữu cười xòa nói, Trang công tử yên tâm, ta bảo đảm, Diệp tiểu tử sẽ không còn như vậy. Vừa nói, hắn mặt giận dữ quay đầu, hướng về phía Diệp Thần quát lên, thằng nhóc, ngươi cũng dám xúc phạm Trang công tử. Hiện tại, ta phạt ngươi, đi bắt 10 con cá lớn, cho chúng ta làm bữa ăn tối. Nói xong, còn một cái sức lực cho Diệp Thần nháy mắt. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn biết, La Hữu ngoài mặt trừng phạt hắn, thực tế là giúp hắn giải vây đây. Mặc dù, hắn cũng không cần cái loại này trợ giúp, nhưng, hay là đối La Hữu gật đầu nói, La thuyền trưởng. Sau đó, liền hướng thuyền dọc theo đi tới. Vậy họ Bùi cô gái, tên là Bùi Di, trong miệng chủ nhân để cho Diệp Thần khá là để ý. Vị này chủ nhân tận lực che đậy hơi thở. Cho Diệp Thần một loại vô cùng là cổ quái cảm giác, lần này đi, nói không chừng cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại chưa có thăm dò chủ nhân này lai lịch trước, hắn chẳng muốn quá nhanh liền bại lộ mình thực lực. Dĩ nhiên, nếu như Trang Vũ Huyền, Ôn Bích Vân hai người cố ý tìm chết nói, Diệp Thần cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, dù sao, nghiền chết cái này hai người, và bóp chết con kiến khác biệt chừng mực. Trang Vũ Huyền sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Liền dẫn Ôn Bích Vân rời đi bong thuyền. La Hữu đi tới Diệp Thần bên người, hung hãn đánh một tí Diệp Thần bả vai nói, thằng nhóc, ngươi cho ta tiết kiệm chút tâm đi, hiện tại, ngươi đã hoàn toàn bị Trang Vũ Huyền theo dõi, đi về sau có thể được coi chừng. Diệp Thần mỉm cười nói, đa tạ thuyền trưởng nhắc nhở. La Hữu nghe vậy, lắc đầu một cái, thằng nhóc này quá có thể chế tạo phiền toái. La Hữu sau khi rời đi, Diệp Thần liền ngồi ở thuyền dọc theo trên. Lấy một cây cần câu đi ra, bắt đầu câu cá. Thuyền trưởng trừng phạt là muốn làm, như vậy mới có thể duy trì La Hữu ở trên thuyền uy tín. Lúc bình thường, cũng có nhân viên làm việc trên tàu ngồi ở thuyền dọc theo trên câu cá, đây cũng tính là một trong công việc. Mặc dù, võ giả đến cảnh giới nhất định, là không cần ăn uống, nhưng, Diệp Thần các người xử lý là cường độ cao thể lực lao động, cho nên, mỗi ngày đều muốn thật nhiều ăn uống, để duy trì thể lực. Bất quá,
bắt cá có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có lúc, một tên thủy thủ, một ngày cũng câu không được một con cá. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần thần niệm mạnh, có thể rõ ràng cảm giác được Táng Thiên Hải hạ bọn cá di động quỹ tích, đối với hắn mà nói, đừng nói là 10 con cá, 100 cái, cũng có thể ung dung hoàn thành. Khuya nay, một tên thủy thủ đang đứng ở trên boong thuyền thả gió, thuyền kia nhân viên tựa hồ có chút buồn ngủ, ngáp một cái, nhưng đột nhiên gian, một hồi tiếng động lạ, nhưng từ trong biển truyền tới. Nhân viên làm việc trên tàu khẽ cau mày, hướng dưới màn đêm đen nhánh biển khơi nhìn, đột nhiên tới giữa, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong cơ thể linh khí vận chuyển, trào hướng giữa cổ họng, hô lớn, tất cả người chú ý. Chúng ta gặp phải tập kích. Thanh âm ngay tức thì truyền khắp đúng chiếc hàng thuyền, tất cả mọi người đều là tâm thần rét một cái. Nháy mắt tức thì có đếm đạo quang hoa rơi vào trên boong, ánh sáng thu liếm, hiển lộ ra Trang Vũ Hiền, Bùi Di, La Hữu đám người bóng người. Bọn họ hướng trong biển nhìn, chỉ gặp, bóng tối trong biển khơi, giờ phút này nhưng là sáng lên vô số điểm xanh biếc huỳnh quang. Mà những cái kia huỳnh quang, bất ngờ là một đôi cặp mắt. Một cổ vô cùng là nồng đậm yêu thú hơi thở, đập vào mặt, bao phủ cả tòa hàng thuyền, Trang Vũ Hiền các người đều là sắc mặt trầm xuống. Táng Thiên Hải thành tựu vực ngoại lớn nhất vùng biển, trong đó, tự nhiên không thiếu hải thú, ra biển hàng thuyền, vậy thường xuyên sẽ phải chịu hải thú tập kích, có thể hiện tại, bọn họ gặp phải tình trạng, nhưng muốn gây gâu được hơn. Bọn họ đối mặt là hải thú nhóm. Trang Vũ Hiền ngưng tiếng nói, La Hữu, chúng ta gặp phải là cái gì? La Hữu sắc mặt vô cùng khó coi mở miệng nói, Trang công tử, lần này không ổn, hướng hàng thuyền đến gần, chính là Táng Thiên Quỷ Lân Ngư. Táng Thiên Quỷ Lân Ngư. Cái này Táng Thiên Quỷ Lân Ngư, cá thể thực lực không mạnh, rất nhiều thậm chí liền thủy nguyên cảnh thực lực đều không cách nào đạt tới. Nhưng, chúng là ở chung hải thú, mỗi lần đi săn, đều là lấy bầy cá hình thức. Mà một cái bầy cá, chỉ ít vậy có mấy trăm ngàn đầu Táng Thiên Quỷ Lân Ngư. Hơn nữa, cái này Táng Thiên Quỷ Lân Ngư, còn có một cái đặc điểm, không sợ chết. Cho nên, cho dù là còn thật cảnh hậu kỳ mạnh mẽ hải thú ở liên tục không ngừng công kích dưới, cuối cùng, cũng có thể lâm vào là Táng Thiên Quỷ Lân Ngư con mồi. Chúng là cái này Táng Thiên Hải bên trong, kinh khủng nhất thợ săn một trong. La Hữu sau khi nói xong, cái khác mấy người thần sắc hơn nữa âm trầm xuống. Đây là, Trang Vũ Hiền mở miệng nói, truyền lệnh xuống, đổi lại phương hướng, để cho hàng thuyền phá vòng vây, đồng thời, triệu tập tất cả không có ở động lực phòng bên trong nhân viên làm việc trên tàu, đều tập trung vào trên boong tới. La Hữu gật đầu nói, ưng. Không lâu lắm, một bọn thủy thủ rối rít đi tới trên boong thuyền, khi bọn hắn thấy một màn trước mắt lúc đó, không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay tại lúc này, vậy xanh biếc huỳnh quang bên trong, đột nhiên có mấy ngàn đạo huỳnh quang, chớp động một tí, một khắc sau, liền giống như đạn đại bác vậy, từ trong biển bắn ra, hướng cái này hàng thuyền bên trên vọt tới. Trong chốc lát, phảng phất có mấy ngàn đạo hỏa diễm từ trong biển khơi hướng trên thuyền đám người bắn tới vậy. Đám người thấy vậy, đều là con người có giúp một cái, vậy Táng Thiên Quỷ Lân Ngư, rất nhanh liền tiến vào hàng thuyền phát ra nguồn sáng bên trong, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là mấy ngàn cái thân người lớn nhỏ, tướng mạo xấu xí quái ngư. Những cá quái dị này cả người màu đỏ như máu miếng vảy, mà ở miếng vảy bên trên, có chấm màu đen ban văn, những thứ này ban văn, ở bọn chúng bề mặt, buộc vòng quanh một cái quỷ đầu hình vẽ. Đầu cá bên trên, sinh bốn con mắt, dương lên cá miệng bên trong, tràn đầy răng nhọn, càng mấu chốt chính là, ở bọn chúng bụng cá dưới, lại là còn dài bốn chỉ chân móng. Không thiếu nhân viên làm việc trên tàu, sắc mặt đều là hơi trắng bệch. Bọn họ nhớ lại liên quan tới Táng Thiên Quỷ Lân Ngư đủ loại truyền thuyết, liên quan tới chúng như thế nào tàn nhẫn ở con mồi khi còn sống, móc ra bọn họ nội tạng ăn vân. Vân, mặc dù những thứ này Táng Thiên Quỷ Lân Ngư thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu, có thể ở như vậy khổng lồ số lượng trước mặt, đám người vẫn mơ hồ sinh lòng sợ hãi. Ngay tại lúc này, một bóng người ngay tức thì bay vút ra, khí tức cường đại, từ trong cơ thể khơi thông ra, trong tay hắn sáng lên một đạo màu bạc trắng kiếm quang. Kiếm quang kia phảng phất phá vỡ màn đêm như tia chớp, hướng cực nhanh bay tới Táng Thiên Quỷ Lân Ngư, chém điên cuồng ra. Mấy ngàn đầu quỷ lân ngư, đều là ngay tức thì phát ra một tiếng thê lương gầm to, chúng bề mặt trên quỷ đầu đường vân, tản mát ra thâm trầm hắc quang, lượn lờ ở bọn chúng bề mặt bên trên. Táng Thiên Quỷ Lân Ngư, còn có một cái đặc điểm,
đó chính là, lực phòng ngự vượt xa cảnh giới. Bất quá, lần này, chúng trong ngày thường không chỗ nào bất lợi thủ đoạn phòng ngự, nhưng là mất đi tác dụng. Âm tiếng vang liên tục, vậy mấy ngàn đầu quỷ lân ngư, ở nơi này đạo màu trắng bạc kiếm mang dưới, chút nào sức đề kháng không có, trực tiếp biến thành từng cơn xương máu, bạo tán ra. Tựa như, ở trong bầu trời đêm dâng lên màu máu pháo bông vậy. Mà giờ khắc này, đang có một tên mặc cẩm bào thanh niên, ngạo đứng ở mũi thuyền bên trên, mọi người thấy tên thanh niên kia, trong mắt đều là hiện lên lau một cái vẻ kích động. Người này, chính là Trang Vũ Hiền. Trong chốc lát, trên bong thuyền vang lên cao vút hoan hô. Mặc dù, Trang Vũ Hiền thường xuyên gây khó khăn, khiển trách bọn họ, có thể bây giờ nhìn lại, có Trang Vũ Hiền bảo vệ bọn họ, thật sự là một kiện may mắn chuyện à. Cùng lúc đó, hàng thuyền cũng ở đây là hữu chỉ thị dưới, đổi phương hướng, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng mặt bên phóng tới. Giữa lúc đám người mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ thì phải bình an vượt qua lần này tập kích lúc đó, ở hàng thuyền phía trước, nhưng là bỗng nhiên hiện ra càng nhiều hơn xanh biếc huỳnh quang, mặt của mọi người cho, ngay tức thì cứng ngắc. Bọn họ lại là bị cái này táng thiên quỷ lân ngư bao vây. CMN, liền liền Trang Vũ Hiền cũng là mắng nhỏ một tiếng, lập tức mở miệng nói, La Hữu, tiếp tục đổi lại phương hướng, những người còn lại cho ta toàn lực công kích, phòng ngừa cái này quỷ lân ngư đến gần hàng thuyền. Đám người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động, mới vừa Trang Vũ Hiền vậy tươi đẹp vô cùng một kiếm cổ vũ tinh thần của bọn họ. Ngay tại lúc này, quỷ lân ngư lại là phát động một sóng tấn công, mà lần này lại là chừng hơn 10.000 đầu quỷ lân ngư hướng đám người nhào tới. Giết! Trang Vũ Hiền ánh mắt trầm xuống, hét lớn một tiếng, mang một đám nhân viên làm việc trên tàu cùng vậy nhào tới quỷ lân ngư chiến ở một nơi. Từng tiếng nổ vang không ngừng ở trên bong thuyền vang lên, cuồn cuộn máu tươi cùng hải thú đặc biệt mùi hôi thối tràn ngập ở đúng chiếc hàng thuyền bên trên. Ở một phiến kêu giết liền bên trong, đám người cùng vậy quỷ lân ngư điên cuồng chém giết, mà hàng thuyền vậy lần nữa chuyển hướng, vượt trội bao vây, có thể vậy táng thiên quỷ lân ngư bảy cá, mặc dù đã hao tổn hơn 10.000 tên đồng tộc, nhưng là không chút nào buông tha con mồi dự định, hướng về phía hàng thuyền không ngừng theo sát. Càng ngày càng nhiều quỷ lân ngư chết ở công kích của bọn họ dưới, trong chốc lát, những thuyền viên kia cửa đều là mặt hiện vẻ mừng rỡ, không ngừng chém giết đến gần mình quỷ lân ngư, bọn họ phát hiện, cái này quỷ lân ngư căn bản không có như vậy khủng bố, phản mà đối với những thứ này tồn tại mà nói, còn khá hơi yếu nhỏ. Có thể, theo chiến đấu tiến hành, rất nhanh, những người này trên mặt vui mừng liền biến mất. Bởi vì, bọn họ phát hiện bất luận bọn họ giết thế nào, tựa hồ cũng giết không xong những thứ này quỷ lân ngư à. Thậm chí, càng giết càng nhiều. Mỗi cái người, đồng thời chí ít cũng phải đối mặt trên trăm đầu quỷ lân ngư vây công, những thuyền viên kia cửa rối rít mặt hiện cố hết sức vẻ. Đây là, một tên tóc vàng nhân viên làm việc trên tàu đem trước mặt mấy chục đầu càn khôn cảnh quỷ lân ngư chém chết sau đó, kịch liệt thở hào hển, hắn cả người nhuốm máu, tràn đầy vết thương, sắc mặt vậy khá là trắng bệch, hiển nhiên, có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ngay tại lúc này, bên người một tên thủy thủ, đột nhiên quát to, chú ý. Tóc vàng kia nhân viên làm việc trên tàu nghe vậy, thừ ra một tí, ngay sau đó, chính là mặt hiện vẻ kinh hãi vẻ, thân hình ngay tức thì hướng một bên tránh đi, có thể, nhưng là hơi chậm một chút. Một đầu quỷ lân ngư chẳng biết lúc nào ẩn núp đến nơi này tóc vàng nhân viên làm việc trên tàu bên người, chợt bắn lên, hướng tóc vàng nhân viên làm việc trên tàu nhào tới. Thuyền kia nhân viên trong mắt run rẩy. Lật đật tới giữa đánh ra một kiếm, phốc thử một tiếng, một kiếm này ở đó quỷ lân ngư trên mình, để lại một đạo vết thương, nhưng lại căn bản không cách nào ngăn cản hắn đến gần. Rất nhanh, vậy quỷ lân ngư liền nhào vào tóc vàng nhân viên làm việc trên tàu trên mình, bén nhọn chân móng, lõm vào trong cơ thể hắn, một hơi liền hướng tóc vàng nhân viên làm việc trên tàu cổ táp tới. Một tiếng hét thảm ở trên bong vang lên, tóc vàng kia nhân viên làm việc trên tàu ngay tức thì ngã xuống đất. Toàn bộ cổ cơ hồ phải bị quỷ lân ngư cắn một cái không có à. Thuyền kia nhân viên co quắp mấy cái, trong mắt sinh mạng hơi thở, nhanh chóng tiêu tán. Mà quỷ lân ngư vẫn còn ở trên người hắn ăn ngốn nghiến trước, đem thuyền này nhân viên đầu óc miễn cưỡng đào lên, nuốt vào trong bụng. Đám người nhìn trước mắt một màn, trong mắt đều là không khỏi nổi lên lau một cái bộ dạng sợ hãi vẻ. Quái vật này quỷ dị, tàn nhẫn, không sợ chết, giết không xong. Đều cho bọn họ một loại cảm giác hít thở không thông.
Mà hiện tại, hạng nhất người chết xuất hiện. Còn muốn quá nhiều lâu, đến phiên bọn họ. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang ầm ầm rơi xuống, đem vậy quỷ lân ngư ngay tức thì mất đi. Trang Vũ Huyền đôi mắt ứ máu giống lớn một tiếng nói, cho ta tiếp tục giết. Ai tái phát ngây ngô, các ngươi sẽ chết trước ở ta dưới kiếm. Những cái kia thất thần nhân viên làm việc trên tàu nghe vậy, thân thể run lên, trên mặt cũng là xuất hiện một màn điên cuồng vẻ, hướng những cái kia quỷ lân ngư phóng tới. Giờ phút này, Trang Vũ Huyền sắc mặt, hoàn toàn âm trầm xuống, thấp giọng mắng, thứ đáng chết này kết quả lại còn có nhiều ít. Ở hắn bên người, một tên lão nhân viên làm việc trên tàu nghe vậy, thanh âm có chút run rẩy địa đạo, nếu như ta đoán không lầm, đây là một cái dù sao cũng cấp bậc táng thiên quỷ lân ngư bầy cá, là có thể đi săn còn thật cảnh đỉnh cấp hải thú siêu đàn cá lớn à. Ta, chúng ta, nguy hiểm. Trang Vũ Huyền nghe vậy, cũng là sắc mặt biến đổi, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên quát to, toàn thể nhân viên làm việc trên tàu nghe lệnh, dừng lại trong tay hết thảy công tác, toàn bộ tập trung đến trên boong thuyền. Một tên thủy thủ có chút bối rối địa đạo, nhưng mà, Trang công tử, như vậy thứ nhất, chúng ta liền hoàn toàn không có phá vòng vây cơ hội liền à. Toàn thể nhân viên làm việc trên tàu, tập trung đến boong thuyền, thì đồng nghĩa với không có ai lái thuyền. Trang Vũ Huyền trong mắt hiện lên lau một cái hung ác vẻ, trực tiếp một cái tát cầm cái này tên thủy thủ lật úp ở trên mặt đất. Thuyền kia nhân viên miệng phun máu tươi, miệng đầy răng đều bị đánh rớt, ngây ngẩn nhìn Trang Vũ Huyền. Có chút không rõ cho nên. Trang Vũ Huyền trong mắt, phun trào ra sát ý mãnh liệt nói, bổn công tử nói qua, ta thích nắm trong tay, ta nói cái gì chính là cái đó, không nên dùng ngươi óc heo tính toán bổn công tử ý tưởng, không muốn có bất kỳ đặt câu hỏi, ngươi phải làm chỉ có phục tòng, bổn công tử kêu ngươi đi chết, ngươi vậy phải đi chết, nghe hiểu sao? Nhìn Trang Vũ Huyền thời khắc này hình dáng, thuyền kia nhân viên run rẩy nói, nghe. Nghe hiểu. Trang Vũ Huyền sắc mặt có chút khó khăn xem, lại như thế kéo dài, nói không chừng, liền hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, như vậy, cho dù chống được phá vòng vây, thì phải làm thế nào đây? Hắn cũng không muốn bị thương, ngược lại không nếu như để cho những nhân viên thuyền này tới tiêu hao quỷ lân ngư nhóm. Chỉ cần, có thể lại tiêu hao mấy triệu quỷ lân ngư, cho dù những nhân viên thuyền này chết sạch, hắn Trang Vũ Huyền vậy có nắm chắc đem còn dư lại quỷ lân ngư, hoàn toàn tiêu diệt. Còn chốt thí không chính là như vậy dùng sao? Còn như khoảng cách? Vậy thì không phải là hắn quan tâm, chẳng qua trở lại Đông Phong Thành không phải tốt. Giờ phút này, La Hữu nghe được Trang Vũ Huyền mệnh lệnh, thần sắc cũng có chút khó khăn xem, ở hắn bên cạnh một tên thủy thủ có chút do dự hỏi, La thuyền trưởng, làm thế nào? La Hữu trầm mặc chốc lát, thở dài một cái nói, giữ hắn nói đi làm đi. Ngược lại không phải là La Hữu và Trang Vũ Huyền như nhau có đem nhân viên làm việc trên tàu làm con cờ thí ý tưởng, mà là hắn biết, dựa vào cái này hàng thuyền tốc độ, muốn thoát khỏi quỷ lân ngư nhóm, rất mệt khó khăn, dưới mắt cũng chỉ có trận huyết chiến. Ở La Hữu dưới mệnh lệnh, hàng thuyền rất nhanh ngưng tiến về trước, mấy chục danh chấn lực phòng bên trong nhân viên làm việc trên tàu, cũng là đi tới trên boong. Khi bọn hắn thấy trước mặt luyện ngục vậy một màn lúc đều là không nhịn được sắc mặt liền trắng. Chỉ có một người duy trì bình tĩnh. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Bất quá, cho dù là Diệp Thần nhìn vậy dù sao cũng cấp bậc quỷ lân ngư bầy cá, cũng không khỏi khẽ cau mày, hắn nghĩ tới Tinh Hải Thần có đối với vùng biển nắm trong tay năng lực, liền mở miệng hỏi nói tiền bối, thủy đoàn có thể từ nơi này bầy cá công kích bên trong vượt qua sao? Người có thể xuất thủ không? Tinh Hải Thần sau một hồi trầm mặc đáp, vấn đề thứ nhất, ta muốn cần phải có thể. Nhưng sẽ trả ra giá không nhỏ. Nói cách khác, còn sẽ chết người. Còn như cái thứ hai vấn đề, ta không thể ra tay, ta trạng thái bây giờ có chút phức tạp, thời gian ngắn không cách nào giúp ngươi, nhưng là ngươi đối phó loại chuyện này dư sức có thừa. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hắn nhìn một cái giờ phút này giống vậy đến trên boong thuyền, chuẩn bị xong chiến đấu La Hữu, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra, ta vẫn là muốn ra tay. Lấy Diệp Thần thực lực muốn mất đi cái này dù sao cũng cấp bậc bầy cá, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Hắn mặc dù không muốn bại lộ thực lực, nhưng, cũng không phải cái gì ích kỷ tới cực điểm người, trên thuyền này đại đa số nhân viên làm việc trên tàu đối với hắn cũng không tệ, đặc biệt là La Hữu, Diệp Thần không muốn vì ẩn giấu thực lực, mắt thấy bọn họ thân vùi lấp hiểm cảnh. Đây là, càng ngày càng nhiều táng thiên quỷ lân ngư hướng hàng thuyền vọt tới, lần này đánh tới quỷ lân ngư.
sợ rằng cũng đã đạt đến mấy trăm ngàn cấp bậc. Trang Vũ Huyền sắc mặt dữ tợn gào thét nói, tất cả người, giết cho ta. Đem hết toàn lực địa sát, muốn còn sống, liền giết cho ta. Đi đôi với một tiếng gào thét, đám người rối rít ra tay. Diệp Thần quét vậy bầy cá một mắt, cũng là chuẩn bị phóng thích đạo linh chi hỏa, đem cái này quỷ lân ngư nhóm trực tiếp thiêu hủy hầu như không còn. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên con ngươi co rúm một cái, thầm nói có người lên thuyền. Lúc này, vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu đang liều mạng chém giết, sự chú ý toàn bộ đặt ở quỷ lân ngư trên mình, nơi nào có thể chú ý tới có người vào lúc này lẻn vào trong thuyền. Huống chi, người này che giấu thuật, khá là cao minh, vậy còn thật cảnh tồn tại đều không cách nào phát hiện. Rất nhanh, Diệp Thần lại là hơi biến sắc mặt nói, không tốt, người này muốn phá hoại động lực phòng. Hắn nhìn một cái vậy đang đánh tới bầy cá, tâm tư cuồng đổi đường, những người này có thể ở hàng thuyền bị bầy cá vây quanh dưới tình huống, lặng lẽ tiến vào trong thuyền, hiển nhiên, cũng sẽ không phải chịu bầy cá công kích. Hơn nữa, mục đích rõ ràng, con cá này nhóm rất có thể chính là bọn họ dẫn tới. Nếu như ta hiện tại, ra tay đối phó bầy cá muốn đem bầy cá tiêu diệt, cũng cần mấy cái hô hấp thời gian, khi đó, động lực phòng sợ rằng đã bị phá hư, mà nếu như ta có thể đem những người này đánh bại nói. Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt nói, không chỉ có thể bảo vệ động lực phòng, những người này rút lui lúc đó, rất có thể cũng sẽ đem bầy cá mang đi. Mục đích của những người này tuyệt không phải tiêu hao trên thuyền nhân viên làm việc trên tàu, như thế đơn giản, vì giết chết mấy tên thủy thủ bồi thường toàn bộ dù sao cũng cấp bậc bầy cá, hiển nhiên là cái mất nhiều hơn cái được. Bọn họ nếu như thua chạy, liền sẽ không đem bầy cá lưu lại. Lúc này, Diệp Thần liền có quyết đoán, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp xoay người hướng hàng thuyền bên trong đi. Giờ phút này, vậy trên bong nhân viên làm việc trên tàu thấy vậy đều là sửng sốt một chút. Bọn họ cũng không biết Diệp Thần ý tưởng, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần không phải đi bảo vệ động lực phòng, mà là sợ, làm hèn nhát, muốn cho người khác ở bên ngoài chiến đấu, mình trốn đi à. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là mặt hiện vẻ giận dữ. Trang Vũ Huyền lại là trực tiếp hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, đáng chết tiểu tử, cho bổn công tử trở về. Ngươi nếu như hiện tại chạy, bổn công tử bảo đảm, sau đó, nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Mà Diệp Thần không nhúc nhích chút nào, thân hình thật nhanh biến mất ở khoang thuyền lối vào. Vậy một đám và Diệp Thần làm việc qua nhân viên làm việc trên tàu, sắc mặt đều là ngay tức thì băng lạnh xuống, trong ngày thường, bọn họ xem Diệp Thần tu vi yếu hơn, lại bị Trang Vũ Huyền kim đúng, đúng Diệp Thần đều là khá là chiếu cố, dẫu sao, bọn họ biết ra biển người có thể dựa vào chỉ có đồng bạn. Có thể hiện tại, Diệp Thần nhưng là lâm trận bỏ chạy. Phản bội. Đây là tất cả nhân viên làm việc trên tàu, đều không cách nào tiếp nhận sự việc. Diệp Thần ở trong mắt bọn họ, đã cùng người chết không có bất kỳ khác biệt. Liền liền La Hữu nhìn Diệp Thần bóng lưng biến mất, trong mắt đều là hiện lên nồng nặc vẻ thất vọng. Nguyên bản, hắn đối với Diệp Thần là khá là thưởng thức, bây giờ nhìn lại, là mình mắt mù. Diệp Thần căn bản là cái tiểu nhân hèn hạ à. Người như vậy không đáng giá được đạt được người khác trợ giúp. Trong chốc lát, Diệp Thần thành tất cả người khinh bỉ tức giận đối tượng. Diệp Thần cũng không có giải thích cái gì, hắn biết, hiện tại hắn bất luận nói gì, cũng không có người sẽ tin tưởng. Rất nhanh, đám người hét hò liền dần dần nhạt đi. Diệp Thần thân hình chớp mắt đã gần liền động lực phòng. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng là ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp một bóng người ngay tức thì tiến vào động lực bên trong phòng, mà đạo nhân ảnh này cũng không phải là người ngoại lai, mà là vậy bị Bùi Di gọi là chủ nhân người thần bí. Giờ phút này, động lực bên trong phòng, hai người mặc áo bào đen, không thấy rõ mặt mũi nam tử, đang chuẩn bị hướng về phía những cái kia tinh vi trang bị ra tay, ngay tại lúc này, bọn họ ánh mắt chớp mắt nhìn về phía nơi cửa. Một đạo bọc được nghiêm nghiêm thật thật bóng người, xuất hiện ở trước mắt. Vậy hai người người áo bào đen thấy vậy, đều là lộ ra một chút có chút nụ cười dữ tợn nói, Thủy Kính Hoa, người rốt cuộc xuất hiện, thiếu đảo chủ tìm ngươi nhưng mà tìm rất cực khổ à. Thần bí nhân kia nghe vậy, trong mắt ý định giết người chớp động nói, phụ ẩn đảo. Nếu các ngươi biết ta thân phận, còn dám ra tay. Ngoài cửa Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, thần bí nhân này thanh âm, thanh thúy dễ nghe, lại là một cô gái. Hơn nữa, vậy hai người người áo bào đen hiển nhiên là nhằm vào nàng tới.
Người áo bào đen cười lạnh một tiếng nói, Táng Thiên Hải trên khó mà đưa tin, người căn bản thông báo không được thủy ra chứ. Nếu không đường đường thủy ra con gái, cũng không cần như thế che che giấu giấu đuổi về, cho nên, ngươi là ai, ở nơi này trên biển có trọng yếu không? Thủy Kính Hoa, thức thời, cùng chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta thiếu đảo chủ thật là tò mò, người năm đó thật vất vả rời đi Táng Thiên Hải, tại sao lại vào lúc này chạy trở lại? Thủy Kính Hoa thanh âm, bỗng nhiên băng hàn liền xuống nói, nếu như, ta cự tuyệt đâu? Vậy hai người người áo bào đen nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Nháy mắt tức thì, toàn bộ động lực bên trong phòng tràn đầy mùi thuốc súng, ba đạo khí tức cường đại đồng thời bùng nổ. Vậy hai người người áo bào đen, thực lực thả ở trên thuyền đều là đứng đầu tồn tại, mặc dù ở Diệp Thần xem ra không tính là quá mạnh mẽ, nhưng, tùy ý một người uy hiếp đều vượt xa vậy Táng Thiên Quỷ Lân Ngư bảy cá chứ. Mà vậy được gọi là Thủy Kính Hoa cô gái thần bí, đồng dạng cũng là một tên cường giả. Thủy Kính Hoa cổ tay lộn một cái, một chuôi lượn lờ một đạo quy luật ánh sáng màu thủy lam trường kiếm, xuất hiện ở trong tay, từng cơn thủy chi đạo vận, ở hắn quanh thân nhộn nhạo, một đạo như nước vậy kiếm quang sáng lên đi đôi với Thủy Kính Hoa kiếm chiêu hướng vậy hai người người áo bào đen, chút xuống đi. Hai người người áo bào đen nhìn nhau một cái, trên mặt đều là lóe lên lau một cái ngưng trọng, bọn họ trong tay mỗi người nắm một chuôi hình dáng kỳ lạ xanh biếc lưỡi liềm kiếm. Mỗi người chém ra một đạo giống như rắn độc vậy, âm lãnh, tàn nhẫn kiếm quang. Hai đạo ánh sáng mang đụng vào một nơi, rối rít quy về hư không, nhưng, cái này giao thủ một cái dưới, hai người người áo bào đen lại là đồng thời liền lùi mấy bước. Thủy Kính Hoa cười lạnh một tiếng, bước chân một chút, thiếp thân lên, kiếm trong tay mang vượt quá, trong chốc lát lại là đem vậy hai người người áo bào đen hoàn toàn áp chế. Diệp Thần trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt. Cái này Thủy Kính Hoa lại là có thể cùng hai người cùng cấp tồn tại giao thủ dưới tình huống, ung dung chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa, vậy hai người người áo bào đen cũng không phải là tên yếu, thậm chí, ở cùng biên giới, còn thuộc về cường đại vậy loại tồn tại. Thủy Kính Hoa thực lực hiển nhiên là vượt qua cảnh giới. Chiếu tiếp tục như vậy, trong vòng trăm chiêu, cái này hai người người áo bào đen ắt sẽ bại với Thủy Kính Hoa dưới kiếm, nói không chừng cũng không có hắn xuất thủ cơ hội. Có thể, ngay tại lúc này, hai người người áo bào đen trao đổi một tí ánh mắt, một người trong đó đột nhiên khẽ quát một tiếng, cả người hơi thở một thịnh, vậy lưỡi liềm kiếm trên kiếm mang vậy bộc phát ác liệt, hướng Thủy Kính Hoa, một kiếm chém tới. Thủy Kính Hoa sắc mặt bình tĩnh, đối phương cái này bạo khởi một kiếm mặc dù không yếu, nhưng, muốn chống lại kiếm của mình quang, còn xa xa không đủ. Một khắc sau, như nước kiếm quang nhộn nhạo lên, ngay tức thì đem kiếm kia mang khuấy được nghiền. Ngay tại Thủy Kính Hoa chuẩn bị thừa thắng truy kích lúc đó, trong mắt nhưng là bỗng nhiên run rẩy một tí, chợt quay đầu nhìn về một người khác người áo bào đen nhìn, chỉ gặp hắc bào nhân này, giờ phút này chính diện mang một chút cười nhạt, giơ cao trong tay lưỡi liềm kiếm, thì phải hướng về phía động lực bên trong phòng trang bị chém xuống. Thủy Kính Hoa nghiêm túc quát một tiếng nói, dừng tay. Nàng thân hình chớp mắt, hướng phía trước phương phóng tới, thì phải chặn một kiếm này, nhưng, cùng lúc đó, Thủy Kính Hoa sau lưng bỗng nhiên sáng lên một đạo xanh biếc kiếm quang. Đáng chết! Thủy Kính Hoa một đôi mắt sáng bên trong, lóe lên vẻ hốt hoảng vẻ, giờ phút này, nàng nếu như chặn người áo bào đen đối với động lực phòng công kích, cũng chỉ có thể chống cự sau lưng đánh tới kiếm mang à. Ngắn ngủi do dự sau đó, Thủy Kính Hoa trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo quyết nhiên ánh sáng, nàng cắn răng một cái trong cơ thể linh lực cực nhanh chuyển động, một kiện thiếp thân nội giáp, ánh sáng tách thả ra. Ở sau lưng của nàng hình thành một đạo bình phong che chở. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Thủy Kính Hoa đem công kích động lực phòng trang sức người áo bào đen đánh lùi lại mấy bước, nhưng, sau lưng của nàng cũng là bị một kiếm chém trúng. Vậy nội giáp hóa thành bình phong che chở bể tan tành, huyết quang lóe lên, kiếm mang ở sau lưng chém ra một đạo sâu đậm vết thương. Thủy Kính Hoa rên lên một tiếng, hơi thở mơ hồ có chút không yên đứng lên. Vậy hai người người áo bào đen thấy vậy, tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội, trực tiếp hướng Thủy Kính Hoa nhào tới, giống như thấy máu đói như sói vậy, phát ra gió lớn mau mưa vậy mãnh công. Tình thế, ngay tức thì xoay ngược lại. Nguyên bản chiếm hết ưu thế Thủy Kính Hoa, giờ phút này nhưng là khá là chật vật, nàng cưỡng ép áp chế trong cơ thể không yên linh khí chiến đấu, khóe miệng dần dần tràn ra một chút đỏ thắm, hơi thở vậy bộc phát rối loạn lên. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong cũng là tràn đầy vẻ âm trầm.
Cái này hai người người áo bảo đen căn bản không cho nàng bất kỳ khôi phục cơ hội, tiếp tục như vậy, mình thương thế chỉ càng ngày sẽ càng nặng. Thời gian đảo mắt, Thủy Kính Hoa liền lâm vào tuyệt cảnh. Một đạo kiếm quang cực nhanh chém tới, từ Thủy Kính Hoa gò má cạnh vạch qua, đem bao quanh Thủy Kính Hoa quần áo chém bể, một đầu đen nhánh mái tóc, giống như thác nước vậy, chiếu nghiêng xuống, vậy hai người người áo bảo đen, còn người có giúp một cái, nhìn trước mắt hiển lộ hình dáng cô gái, đáy mắt chỗ sâu, đồng thời hiện lên vô cùng là hỏa nóng, thần sắc tham lam. Cái này Thủy Kính Hoa, da trắng nõn nà, dung nhan giống như lên trời tự tay điêu khắc tác phẩm nghệ thuật vậy, hoàn mỹ không sứt mẻ, lại là xinh được tuyệt đẹp. Hai người người áo bào đen giữ tợn cười một tiếng, lần nữa khí thế hung hăng hướng Thủy Kính Hoa nhào tới. Giờ phút này, Thủy Kính Hoa mặt đẹp bên trên rốt cuộc hiện lên vẻ hốt hoảng vẻ, hôm nay nàng bị thương không nhẹ, đã không có lòng tin, chặn vậy hai người hắc bào nhân công kích một lần nữa liền à. Có thể, ngay tại lúc này, vậy hai người người áo bào đen nhưng là đột nhiên sắc mặt biến đổi, dừng bước chân lại. Thủy Kính Hoa thấy vậy, không khỏi được sửng sốt một chút, ngay sau đó, mắt đẹp chớp động một tí. Giờ phút này, một đạo hơi thở xuất hiện ở động lực cửa phòng chỗ. Thủy Kính Hoa trong lòng vui mừng, chỉ cần có người có thể giúp nàng ngăn cản cái này hai người chốc lát, để cho nàng điều hòa hơi thở, liền có thể chuyển bại thành thắng. Có thể, giờ phút này, đứng ở nàng trước mặt hai người người áo bào đen nhưng là mặt lộ vẻ cổ quái, ngay sau đó, bọn họ khóe miệng đều là không khỏi được hiện lên một nụ cười. Nguyên bản có chút khẩn trương mặt mũi cũng là ngay tức thì bình tĩnh lại. Thủy Kính Hoa thấy vậy, trong lòng dâng lên một loại vô cùng là dự cảm xấu. Một khắc sau, một tên thần sắc lãnh đạm chàng thanh niên, thân hình chớp mắt liền đi tới Thủy Kính Hoa trước người. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Nhìn trước người người thanh niên này, Thủy Kính Hoa nguyên bản sáng lên hai tròng mắt, ngay tức thì phai nhạt xuống, mặt đẹp bên trên, tràn đầy thất vọng cùng vẻ nổi nóng. Nếu như tới chính là Trang Vũ Hiền, nàng còn có một chút lật bàn cơ hội, có thể tới lại là một tên càn khôn cảnh tiểu tử. Tên này không có ở đây trên bong chống cự táng thiên quỷ lân ngư bầy cá, chạy đến nơi này làm gì? Ở Thủy Kính Hoa xem ra, Diệp Thần đừng nói là ngăn cản cái này hai người người áo bào đen chốc lát, không cần một cái hô hấp cũng sẽ bị đối phương trong nháy mắt giết chứ. Một chút tác dụng cũng không tạo được à? Đây là, trong đó một tên người áo bào đen cân nhắc mở miệng nói, Thủy Kính Hoa, đây là người bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao? Không nhịn được vội tới ngươi chết vì tình. Một người khác, cũng là mặt đầy cười nhạo nhìn Diệp Thần nói, chẳng lẽ, một cái càn khôn cảnh phế vật cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Thật là cười ngạo lão tử. Thủy Kính Hoa mặt đẹp bên trên, một phiến khói mù, nàng hướng về phía Diệp Thần trầm giọng nói, chờ một chút, ta sẽ toàn lực ngăn trở cái này hai người, ta lệnh ngươi, lập tức rời đi nơi này, đến trên bong đem Trang Vũ Hiền tìm tới. Mặc dù, nàng trạng thái bây giờ, phỏng đoán chống đỡ bộ không tới Trang Vũ Hiền đến, nhưng, đem Diệp Thần ở lại chỗ này cho nàng chôn theo, vậy không có ý nghĩa, không phải sao? Có thể, ra Thủy Kính Hoa dự liệu phải, Diệp Thần lại là không chút nào chú ý mình ý, mà là nhìn về phía vậy hai người người áo bào đen, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy táng thiên quỷ lân ngư nhóm là các ngươi dở trò quỷ. Thủy Kính Hoa có chút nóng nảy, nạt nhỏ, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đi mau, không đi nữa, liền không cơ hội. Thằng nhóc này nổi điên làm gì? Bây giờ là hỏi vấn đề thời điểm sao? Mà vậy hai người người áo bào đen, nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn Diệp Thần đều là khẽ cau mày. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần có chút quá bình tĩnh. Không biết mình chết đến nơi rồi sao? Trong chốc lát, hai người nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt đều là hơi chấn động. Bọn họ đến từ vụ ẩn đảo, đều là trải qua vô số lần máu tươi tẩy rửa chiến sĩ, trực giác vô cùng mạnh mẽ, sở dĩ. Đến bây giờ còn không có ra tay, chính là bởi vì trước mắt người thanh niên này mặc dù nhìn như chỉ có càn khôn cảnh tu vi, nhưng không khỏi cho bọn họ một loại cảm giác bị đè nén. Mà Diệp Thần thái độ làm cho bọn họ càng cẩn thận hơn liền một phần. Hai người âm thầm nổi lên trong cơ thể linh khí, vừa hướng Diệp Thần cười lạnh nói, thì thế nào? Diệp Thần mặt không thay đổi nói, hiện tại, rời đi chiếc thuyền này, mang đi vậy táng thiên quỷ lân ngư nhóm, ta có thể lượn quanh các ngươi một mạng. Nói cho cùng, hắn chẳng qua là vì tiến vào táng thiên hải, lấy nhân viên làm việc trên tàu thân phận lên thuyền mà thôi, sở dĩ ra tay, cũng là bởi vì là la hữu các người, làm người cũng không tệ lắm,
mà bảo vệ Thủy Kính Hoa cũng không phải là nhiệm vụ của hắn. Cho nên, cái này hai người người áo bào đen cùng Thủy Kính Hoa có cái gì ân oán, chuyện không liên quan hắn, chỉ cần người áo bào đen không phá xấu xa động lực phòng, cũng mang bảy cá rút lui, Diệp Thần cũng chưa có xuất thủ cần thiết. Có thể, lời vừa nói ra, toàn bộ động lực phòng ngay tức thì yên tĩnh lại, tĩnh mịch, tựa như luân hãm vào liền đáy biển 10 triệu gạo vực sâu vậy. Thủy Kính Hoa mặt đầy khó có thể tin nhìn Diệp Thần, tên này là điên rồi sao? Không chạy trốn cũng được đi, còn chủ động khiêu khích vậy hai người người áo bào đen. Tiểu tử này thiên phú, là không tệ, như vậy trẻ tuổi cũng đã bước vào càn khôn cảnh, nhưng, sẽ không thật lấy vì mình liền vô địch chứ. Thằng nhóc này cùng bọn họ kém nhiều ít cảnh giới. Còn tha cho bọn hắn một mạng. Là đang làm cười sao? Thủy Kính Hoa âm thầm thở dài một tiếng, mắt đẹp bên trong hiện lên lau một cái vẻ chán ghét, nàng không thích cái loại này mù quáng tự đại người. Có thể hiện tại, có thích hay không cũng không quan trọng, nàng biết, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lập tức sẽ chết. Quả nhiên, vậy hai người người áo bào đen nghe vậy, sắc mặt đều là bỗng nhiên thâm độc liền xuống, nhìn Diệp Thần trong mắt ý định giết người bạo tránh, cả người hơi thở cũng mơ hồ nóng nảy, toàn bộ động lực phòng nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống đến băng điểm trở xuống. Nguyên bản, bọn họ còn đối với Diệp Thần có chút kiêng kỵ. Có thể làm Diệp Thần nói ra tha cho bọn hắn một mạng ngu xuẩn nói sau đó, bọn họ liền biết thằng nhóc này căn bản là đang hư trương thanh thế à. Nhất làm bọn họ tức giận phải, bọn họ hai cái thật vẫn thiếu chút nữa bị hù dọa ở. Một khắc sau, vậy hai người người áo bào đen chính là lộ ra thấu xương cười lạnh nói, tha chúng ta một mạng. Ha ha, thằng nhóc, người yên tâm, chúng ta vậy sẽ tha ngươi một mạng, bất quá, là trước đem ngươi tứ chi chặt đứt, sau đó... mang về vụ ẩn đảo, chờ đợi ngươi đúng là vô tận hành hạ. Cái này, chính là ngươi mạo phạm bọn ta giá phải trả. Nháy mắt tới giữa, hai đạo bàng nhiên hơi thở chính là bùng nổ lên, hai người người áo bào đen chợt huy động cánh tay, trong tay lưỡi liềm kiếm ngay tức thì toát ra vô cùng là lạnh thấu xương kiếm quang, hướng Diệp Thần cuốn tới. Bọn họ rất rõ ràng sư tử vồ thỏ đạo lý, cho dù Diệp Thần, bất quá là càn khôn cảnh tồn tại, bọn họ vậy không có chút nào nương tay ý. Diệp Thần nhìn vậy hai đạo kiếm mang, ánh mắt không có một chút chập chờn, lẳng lặng đứng tại chỗ. Thủy Kính Hoa trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, vậy tan vỡ, ở nàng nhìn lại, Diệp Thần liền tránh né năng lực cũng không có, đã là một người chết. Rất nhanh, vậy hai đạo kiếm mang, thì phải đem Diệp Thần thân thể chiếm đoạt. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là đột nhiên nâng lên tay, tiện tay hướng vậy hai đạo kiếm quang vung lên đi. Vậy hai người người áo bào đen thấy vậy đều là lộ ra một tia cười lạnh, bọn họ tu tập võ kỹ truyền thừa từ vụ ẩn đảo, xa so thiên nhân vực vậy võ kỹ mạnh mẽ, cho dù là thông thường cùng cấp tồn tại, cũng không khả năng ung dung phá vỡ. Diệp Thần cử động, ở bọn họ xem ra, không khác nào tuyệt vọng bên trong sắp chết vùng vẫy. Có thể, ngay tại Diệp Thần phất tay ngay tức thì, một cổ bàng nhiên cự lực nhưng lại như là cùng hồng đào vậy, cuồng trào ra. Toàn bộ động lực bên trong phòng cũng nhấc lên một đạo khủng bố gió lớn, gió bão này bên trong, vậy hai đạo kiếm mang lại là giống như giấy dán vậy, không có chút nào sức đề kháng bị vặn vì nghiền. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là vô cùng sợ hãi nhìn trước mắt một màn. Vậy hai người áo bào đen nam tử, óc đã một phiến hỗn loạn, cả người đều tựa như bị đông cứng vậy. Cho dù bọn họ, thân đánh trăm trận, có thể chưa bao giờ gặp qua như thế không thể tưởng tượng nổi một màn à. Càn khôn cảnh tiện tay liền phá bọn họ một kích toàn lực. Tiểu tử trước mắt này kết quả là quái vật gì? Mà Thủy Kính Hoa, chính là khẽ nhếch trước cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt đầy ngây ngốc nhìn Diệp Thần, so với kia hai người người áo bào đen cũng không khá hơn chút nào. Có thể, rất nhanh vậy hai người người áo bào đen, trong mắt không rõ ràng, mê mang liền biến thành thuần túy sợ hãi. Bởi vì, giờ phút này, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước người bọn họ. Vậy hai người người áo bào đen, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch không máu, đồng thời khẽ quát một tiếng nói, sương mù ẩn bước. Nháy mắt tức thì, hai người này bóng người ở một hồi sương mù bên trong, mơ hồ, rồi sau đó, thuận tiện lấy vô cùng là sợ hãi tốc độ, hướng động lực phòng lối vào, bắn nhanh đi. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói, tốt thân pháp. Thân pháp này quả thật khá là tươi đẹp, liền hắn đều có chút không ngờ. Vậy hai người người áo bào đen gặp Diệp Thần không có đuổi theo, trên mặt đều là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên.
Sương mù ẩn bước, chính là vụ ẩn đảo tuyệt kỹ một trong, cũng là bọn họ ở nơi này thế giới tàn khốc bên trong, dựa vào sinh tồn lớn nhất dựa vào. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là lần nữa mở miệng nói, đáng tiếc, các ngươi gặp ta, vệ hồn thông thiên. Mãnh liệt hồn lực chập chờn, gào thét ra, vậy hai người hắc bào nhân thân thể ngay tức thì run lên, rồi sau đó, chính là thất khiếu chảy máu, cả người run rẩy té lăn quay cửa. Thủy Kính Hoa nhìn vậy hai người lườm mắt, không ngừng co giật người áo bào đen, trong lòng rét một cái, Diệp Thần đánh bại cái này hai người, thật là và bóp chết côn trùng không có bao nhiêu khác biệt. Diệp Thần tùy ý đi tới hai người trước người, nhàn nhạt nói, các ngươi mới vừa nói phải đem ta tứ chi chặt đứt, để cho ta chịu đựng vô tận hành hạ. Giờ phút này, óc đau nhức, cơ hồ muốn mất đi ý thức hai người người áo bào đen, nghe vậy vẫn không khỏi run run một tí. Không cùng hai người mở miệng, Diệp Thần liền là đối hai người cong ngón tay bắn ra, hai đạo sao hỏa sáp nhập vào bọn họ trong cơ thể. Rất nhanh, động lực bên trong phòng liền vang lên hai tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Như vậy trong cơ thể hết thảy, dần dần thiêu hủy hầu như không còn cảm giác, không cách nào hình dạng được thống khổ. Bất quá, rất nhanh, hai người kia chính là biến thành cho tàn, từ thế gian biến mất, thần hồn vậy hoàn toàn mất đi. Hôm nay, giải quyết vậy táng thiên quỷ lân ngư mới là chủ yếu chuyện, Diệp Thần có thể không có công phu, tiếp tục hành hạ cái này hai người đi xuống. Cùng lúc đó, táng thiên quỷ lân ngư bảy cá nơi trung tâm, một đầu chừng cá voi sát thủ lớn nhỏ dáng vóc to quỷ lân ngư trên đỉnh đầu đứng thẳng một tên hai gò má lõm xuống nam tử. Giờ phút này, hắn con ngươi nhưng là bỗng nhiên co rúm một cái, khẽ hô nói, làm sao có thể. Liêm giết, Liêm Tuyệt hai huynh đệ lại chết. Lấy bọn họ thực lực, cho dù không địch lại vậy Thủy Kính Hoa, vậy mới có thể phá hoại động lực phòng, trở lui toàn thân chứ. Cái này nam tử ngưng mắt nhìn chiếc kia bị bầy cá vây công hàng thuyền, giờ phút này, êm đẹp kia chút nào động lực phòng bị phá hư dấu hiệu. Trong chốc lát, hắn sắc mặt có chút khó coi, sau chốc lát do dự, chợt móc ra một cái ống sáo thổi liền đứng lên. Cuồn cuộn linh lực bơm vào đến vậy ống sáo bên trong, vậy ống sáo ngay tức thì tản mát ra một hồi loãng ánh sáng màu vàng, một hồi người tai không cách nào nghe được tiếng địch, ở vùng biển bên trên nhộn nhạo. Những cái kia không ngừng xông về hàng thuyền, cùng nhân viên làm việc trên tàu chém giết ở một nơi táng thiên quỷ lân ngư, cùng trong chốc lát, thân thể run lên, phảng phất có chút hỗn loạn đờ đẫn ở tại chỗ. Những thuyền viên kia cửa tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tức thì giết chết liền mảng lớn quỷ lân ngư. Một khắc sau, bóng tối nước biển bên trong, những cái kia màu xanh biếc điểm sáng lại là bắt đầu dần dần thối lui. Rất nhanh, toàn bộ táng thiên quỷ lân ngư bầy cá, liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Tên kia hai gò má lõm xuống nam tử, thần sắc âm trầm, dựa hết vào trước cái này quỷ lân ngư nhóm, sợ rằng đã rất khó hoàn thành thiếu đảo chủ giao phó nhiệm vụ, như tiếp tục hao tổn quỷ lân ngư, nhưng mà sẽ phải chịu thiếu đảo chủ trách phạt. Nghĩ đến tên kia tà dị thanh niên, cái này nam tử không nhịn được run một tí. Hắn hung hãn nhìn một mắt hải lam sắc hàng thuyền, dần dần biến mất ở hắc ám bên trong. Giờ phút này, hàng thuyền bên trên ngay tức thì vang lên chấn thiên hoan hô. Tất cả mọi người đều là mặt đầy sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Trang Vũ Huyền ánh mắt vậy rũ phát tôn sùng liền đứng lên. Ở bọn họ xem ra, lần này mặc dù có thể sống sót, là bởi vì là Trang Vũ Huyền chỉ huy à. Giờ phút này, trên người mọi người nhiều hơn thiếu thiếu đều mang vết thương, có vài người bị thương còn không nhẹ, nhưng, lần này gặp gỡ táng thiên quỷ lân ngư, tổng cộng chỉ chết liền hai tên thủy thủ, coi như khá vô cùng kết quả. Mà Trang Vũ Huyền, cũng là mặt đầy vẻ kiêu ngạo, hưởng thụ mọi người ánh mắt. Ngay tại lúc này, Trang Vũ Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hướng về phía đám người, mỉm cười mở miệng nói, lần này, mọi người biểu hiện được rất tốt, có câu nói, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc, kế tiếp đi bên trong, chúng ta nhất định có thể bình an vô sự. Mọi người nói, có phải hay không? Những thuyền viên kia cửa rối rít cao giọng kêu, Trang Vũ Huyền cặp mắt híp lại, trong mắt, lóe lên liền tàn nhẫn ánh sáng nói, mặc dù có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn, đây đều là chúng ta đủ team hợp lực hiệu quả, nhưng, cũng không phải là trên thuyền này tất cả mọi người đều và chúng ta một cái team, không phải sao? Đám người nghe vậy, thần sắc đều là băng lạnh xuống. Bọn họ đầu óc bên trong đều là hiện lên Diệp Thần chạy trốn một màn kia.
Trang Vũ Huyền cười lạnh nói, người kia là ai, chắc hẳn không cần ta nói nhiều, phản đồ hẳn bị chế tài, hiện tại, đem vậy phản đồ, cho ta dẫn tới. Lúc này, thì có hai người mặt giận giữ nhân viên làm việc trên tàu đáp một tiếng, thì phải hướng khoang thuyền đi tới, đem Diệp Thần mang ra ngoài. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ khoang thuyền bên trong đi tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhàn nhạt nói ta, tới. Giờ phút này, mọi người thấy Diệp Thần, rối rít mặt lộ khinh bỉ, vẻ chán ghét. Thủy thủ, nhân viên làm việc trên tàu từ trước đến giờ không thích cái loại này tham sống sợ chết phản đồ. Trang Vũ Huyền cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn biết đi lên. Làm sao đứt đoạn tiếp theo trốn ở đó? Ha ha, có phải hay không bởi vì hiện tại an toàn, không có quỷ lân ngư, ngươi liền đem đầu rũi đi ra. Diệp Thần, ta nguyên vốn cho là ngươi chẳng qua là một phế vật thôi. Không nghĩ tới, vẫn là một cái vương bát à. Đám người nghe vậy đều là phát ra khinh thường tiếng cười. Ngay tại lúc này, La Hữu nhưng là đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần hướng về phía La Hữu, khẽ gật đầu nói, La thuyền trưởng. La Hữu nhìn Diệp Thần, ánh mắt có chút do dự, cuối cùng, hắn vẫn mở miệng nói, Diệp Thần, người tại sao đột nhiên rời đi bong thuyền? Nếu là có nguyên nhân gì, bây giờ nói ra tới. Trang Vũ Huyền cùng với tại chỗ đại đa số nhân viên làm việc trên tàu nghe vậy, đều là khẽ cau mày, La Hữu lúc này còn muốn là Diệp Thần chối bỏ trách nhiệm. Còn lý do gì? Trừ sợ chết, còn có lý do gì? Bất quá, một mặt mà nói, Diệp Thần sợ chết cũng bình thường, dẫu sao, lấy hắn tu vi rất có thể sẽ chết. Nhưng, đám người cũng mặc kệ những thứ này. Diệp Thần lắc đầu nói, La thuyền trưởng, ta nói, các ngươi cũng sẽ không tin. La Hữu nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói. Tiểu tử, người lâm trận chạy trốn, tổng được cho các người một câu trả lời đi. Diệp Thần nhìn chăm chú La Hữu một lát sau, nhàn nhạt mở miệng nói, ta sở dĩ rời đi bong thuyền, là bởi vì là có người lẻn vào trên thuyền, hơn nữa, ý đồ phá hoại động lực phòng. Trong chốc lát, trên bong yên lặng như tờ, ngay sau đó, chính là bạo phát ra một hồi cười to. Tất cả mọi người đều là xem kẻ ngu liền nhìn Diệp Thần, không chút lưu tình châm chọc nói, hắn nói có người lẻn vào trong thuyền, ha ha, kiếm cớ đều sẽ không tìm. Muốn biên, vậy biên cái xem dạng điểm, hàng thuyền bị bầy cá vây quanh dưới tình huống, như thế nào có người có thể lẻn vào trong thuyền. Huống chi, nếu là có cái khác hàng thuyền đến gần, cho dù chúng ta cùng quỷ lân ngư chiến đấu cũng sẽ không có cảm giác chứ. Tiểu tử này ý phải. Những người đó có thể ở Táng Thiên Hải trên bay sao? Trang Vũ Huyền nhìn Diệp Thần, nụ cười bộc phát nồng nặc, hắn biết, Diệp Thần hết cứu, đã thành đối tượng đả kích. Liền liền La Hữu nhìn Diệp Thần cũng là hoàn toàn thất vọng, hắn cau mày nói, Diệp Thần, người phải nói cũng chỉ có những thứ này sao? Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, lần nữa mở miệng nói, Táng Thiên Quỷ Lân Ngư nhóm là những người đó thao túng. La Hữu nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn băng lạnh xuống nói, thằng nhóc, làm việc phải dám làm, ngươi còn trẻ, không trải qua chân chính sống chết, sợ, chạy, nếu như thừa nhận sai lầm, chúng ta có lẽ còn có thể tha thứ ngươi, có thể ngươi hiện tại còn muốn nói láo, còn muốn chết không thừa nhận. Hắn vẫn là đối với Diệp Thần khá là coi trọng, có thể hiện tại, La Hữu cảm giác được mình mắt bị mù. Liền điều khiển Táng Thiên Quỷ Lân Ngư, loại chuyện này cũng nói được. Hắn ra biển nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có ai có thể thao túng quỷ lân ngư nhóm à? Đây là, Trang Vũ Huyền đột nhiên cặp mắt sáng lên, hắn chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt, lấy ra quạt xếp, nhẹ lay động nói, Diệp Thần, ngươi nói, có người điều khiển quỷ lân ngư nhóm tập kích chúng ta, mục đích là vì len lén lên thuyền, phá hoại động lực phòng. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu nói, không sai. Trang Vũ Huyền có chút cao thâm mạc chắc lắc đầu nói, Diệp Thần, ngươi có phải hay không lấy vì mình rất thông minh, ngươi nói câu chuyện, mặc dù rất hoang đường, bất quá, bổn công tử vậy thừa nhận có từng tia có khả năng, nhưng, ngươi nhưng phạm vào một cái quyết định tính sai lầm. Đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, mặc dù bọn họ không tin Diệp Thần, nhưng, tại chưa có chứng cứ dưới tình huống, cũng không cách nào hoàn toàn hủy bỏ Diệp Thần, Trang Vũ Huyền nói quyết định tính sai lầm là cái gì? Trang Vũ Huyền chợt vừa thu lại quạt xếp, chỉ Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta hỏi ngươi, muốn thao túng khổng lồ như vậy Táng Thiên Quỷ Lân Ngư nhóm, bình thường mà nói, ngươi cảm thấy cần vì sao chờ thực lực.
Diệp Thần mặt không đổi sắc nói, còn thật cảnh trung kỳ trở lên. Trang Vũ Huyền một bộ trí châu nắm dáng vẻ, vô cùng tự tin nói, rất tốt, động lực phòng bên trong trang bị chính là xuất từ danh tượng tay, tự nhiên, cũng không phải như vậy dễ dàng phá hư, người cảm thấy, muốn thành công phá hoại những cái kia trang bị cần vì sao chờ thực lực. Diệp Thần lần nữa nói, còn thật cảnh trung kỳ bên trên. Nghe đến chỗ này, không ít người đều là ánh mắt chớp mắt, đã ý thức được liền chút gì. Mà Trang Vũ Huyền chính là ánh mắt dần dần ác liệt nói, như vậy, hiện tại ngươi nói cho ta, nếu như ngươi nói đều là thật nói, cái này lên thuyền người chính là lớn mạnh như vậy tồn tại. Trước không nói, ngươi là làm sao nhận ra được những người này leo lên hàng thuyền, nếu như bọn họ là còn thật cảnh trung kỳ trên tồn tại, tại sao, chúng ta động lực phòng không có gặp phải phá hoại. Diệp Thần cùng Trang Vũ Huyền đối mặt, một lát sau, mở miệng nói, ta ngăn cản bọn họ. Lời vừa nói ra, tại chỗ một đám nhân viên làm việc trên tàu sắc mặt cũng đã không lại là lạnh như băng, mà là nổi giận. Diệp Thần là cầm bọn họ làm kẻ ngu. Còn thật cảnh cái loại này cấp bậc tồn tại muốn phá hoại động lực phòng, há lại là hắn có thể ngăn cản. Hết thảy, đều nói rõ Diệp Thần đang nói dối. Đây là, Trang Vũ Huyền nhưng là cất cao giọng nói, các vị, an tâm một chút chứa nóng. Đám người nghe vậy, dần dần yên tĩnh lại. Trang Vũ Huyền có chút cân nhắc đánh giá Diệp Thần nói, Diệp Thần, không phải ta hoài nghi ngươi thực lực, chỉ là, mọi việc cũng nói chứng cớ, ngươi, cầm cho ra chứng cớ sao? Ở hắn xem ra, Diệp Thần 100% không có chứng cớ, mình như thế nói, chỉ là dùng Diệp Thần tới tôn lên mình công bình hình tượng thôi, cứ như vậy, có thể tốt hơn thao túng những nhân viên thuyền này, không phải sao? Trong chốc lát, đám người cũng là rối rít đáp lại nói, cầm ra chứng cớ. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là trầm mặc. Người đều đã bị hắn giết, ở đâu ra chứng cớ gì? Dĩ nhiên, Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu liền không dự định chứng minh cái gì. Trang Vũ Huyền nhìn Diệp Thần dáng vẻ trầm mặc, hơn nữa đắc ý, hắn mặt nở nụ cười, cao giọng nói, các vị, các ngươi nói đúng tại phản đồ, vẫn là một cái muốn nói láo, lừa gạt mọi người phản đồ, muốn xử trí như thế nào? Đây là, Ôn Bích Vân oán độc nhìn Diệp Thần. Âm hiểm cười nói, Trang sư huynh, ta nghe nói, trước kia bọn thủy thủ đối đãi phản đồ, có một cái truyền thống, chính là để cho hắn nhảy xuống biển, ta hiện tại, vừa vặn muốn xem người biểu diễn nhảy biển đâu. Đám người nghe vậy, trong chốc lát có chút lộ vẻ do dự, bọn họ biết, nếu để cho Diệp Thần từ nơi này nhảy biển, như vậy cơ hồ giống như là để cho Diệp Thần đi chết. Bất quá, hồi tưởng lại Diệp Thần mới vừa nói những lời đó, cùng với trốn vào khoang thuyền bên trong hình bóng. Bọn họ ánh mắt đều là âm hàn liền xuống. Bọn họ không muốn cùng loại người này lại ở cùng chiếc trên thuyền. Trang Vũ Huyền thần sắc dữ tợn, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi là tự giác một chút đâu. Vẫn là, muốn bổn công tử giúp ngươi. Diệp Thần nghe vậy, lãnh đạm cười một tiếng, trong mắt hàn mang chớp mắt, đang muốn mở miệng. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo trầm thấp, khàn khàn thanh âm, nhưng là vang lên bên tai mọi người nói. Ta có thể thay hắn chứng minh, hắn nói là sự thật. Nháy mắt tức thì, tất cả mọi người đều là hướng lời kia âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp, một tên cả người bao phủ ở quần áo đen xuống bóng người, xuất hiện ở trên boong thuyền. Mọi người thấy thân ảnh này ngay tức thì, đều là con ngươi co rúm một cái, khá là cung kính hướng về phía người này hành lễ nói, Thủy Tiên Sinh. Diệp Thần, có chút bất ngờ nhìn vậy đám người nước trong miệng Tiên Sinh. Người này. Dĩ nhiên chính là lần này thuê mọi người người thần bí, Thủy Kính Hoa. Mà vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu, thì lại là mặt đầy vẻ rung động. Trang Vũ Huyền thật sâu cau mày, nếu như đổi thành những người khác, hắn khẳng định trực tiếp giày, thay Diệp Thần làm chứng. Mở cái gì vui đùa một chút cười. Có thể, đối mặt cái này Thủy Tiên Sinh, hắn lại không thể làm như vậy. Dẫu sao, hắn vẫn chờ vị này đại lão bản cho mình trả tiền đâu. Trang Vũ Huyền nhìn về phía Thủy Kính Hoa, trầm giọng nói, Thủy Tiên Sinh, ý của ngài là, thằng nhóc này thật ngăn cản còn thật cảnh tồn tại phá hoại động lực phòng. Thủy Kính Hoa có chút không vui nhìn Trang Vũ Huyền nói, làm sao, người hoài nghi ta nói. Trang Vũ Huyền nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lắc đầu nói, tại hạ không phải cái ý này. Thủy Kính Hoa nhàn nhạt nói, tất cả người, cùng ta tới. Vừa nói, liền hướng khoang thuyền bên trong đi tới. Đám người sửng sốt một chút, rối rít đi theo Thủy Kính Hoa sau lưng. Rất nhanh,
Ở Thủy Kính Hoa dưới sự hướng dẫn, đám người liền đi tới động lực phòng trước. Thủy Kính Hoa nhàn nhạt nói, chính các ngươi đi vào trong đó xem xem. Lúc này, La Hữu cùng mấy tên thủy thủ, cùng với Trang Vũ Hiền liền dẫn đầu tiến vào liền động lực phòng bên trong. Đám người đảo qua động lực phòng, cũng không có phát hiện gì, đang chuẩn bị mở miệng hỏi Thủy Kính Hoa, có thể, bỗng nhiên, một tên thủy thủ nhưng là kinh hô các người xem, đây là cái gì? Mấy người hướng thuyền kia nhân viên ngón tay phương hướng nhìn, một khắc sau, đều là không khỏi được hơi biến sắc mặt. Chỉ gặp, nơi đó rõ ràng có khắc một đạo bề sâu chừng 3 tấc vết kiếm. Đừng xem nhẹ trước một đạo vết kiếm. Đúng gian động lực phòng, toàn thân đều là lấy loại nào đó vô cùng là bền bỉ vật liệu gỗ chế thành, còn có rất nhiều trận pháp gia trì, muốn khắc xuống một đạo như vậy sâu vết kiếm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chí ít cũng cần còn thật cảnh 6 tầng thiên tả hữu thực lực. Hơn nữa, kiếm kia vết bên trong, còn sót lại một chút hơi thở, liền để cho đám người như cũ cảm thấy từng cơn dùng mình xem ra, một kiếm này hiển nhiên xuất từ một tên, cực kỳ cường đại tồn tại tay. Trong chốc lát, mọi người thần sắc đều có chút lúng túng. Cái này động lực phòng bên trong xuất hiện như thế một đạo vết kiếm, nói cách khác, thật sự có như vậy tích chữ khi tiến vào nơi này qua à. Như thế xem ra, mặc dù có chút không tưởng tượng nổi, nhưng, Diệp Thần giải thích, tựa hồ toàn bộ nói xuôi được à. Diệp Thần rất có thể thật ngăn cản vậy cường giả phá hoại động lực phòng. Nếu thật là như vậy nói, Diệp Thần không chỉ có không phải cái gì phản đồ, nhát gan quỷ, ngược lại, là bọn họ anh hùng à. Nếu như động lực phòng bị hủy, trước không nói bọn họ có thể hay không đánh lui Táng Thiên Quỷ Lân Ngư nhóm, tất nhiên sẽ bị miễn cưỡng khốn chết tại đây Táng Thiên Hải bên trên. Hơn nữa, đối mặt một tên như vậy tồn tại thừa nhận áp lực, căn bản không phải đám người cùng nhau đối kháng Táng Thiên Quỷ Lân Ngư có thể so với. Có thể, bọn họ mới vừa nhưng là làm sao đối với Diệp Thần. Trong chốc lát, La Hữu các người đều là mặt hiện vẻ xấu hổ. Mà Trang Vũ Huyền chính là mặt đầy âm trầm. Hắn không tin hết thảy các thứ này, có thể nhưng không cách nào phản bác. Trang Vũ Huyền không phải là không có nghĩ đến, kiếm này vết là Thủy Tiên Sinh lưu lại, có thể, tới một cái không cách nào chứng minh, tổng không thể cưỡng ép để cho Thủy Tiên Sinh không muốn che giấu hơi thở chứ. Thứ hai, kiếm kia vết bên trong ý vận, cho dù là hắn đều cảm thấy một chút sợ hãi, cái này lưu lại vết kiếm người, thực lực tựa hồ còn vượt qua mình không thiếu. Nếu như Thủy Tiên Sinh, có như thực lực này, cần gì phải mời hắn làm hộ vệ? Căn bản nói không thông à. Trên thực tế, Trang Vũ Huyền không biết là, Thủy Kính Hoa sở dĩ mời hắn thành tựu hộ vệ, chỉ là, vì che người tai mắt mà thôi, tránh gặp phải phiền toái lúc đó, cần tự mình ra tay, đưa đến thân phận bại lộ. Rất nhanh, đám người liền từ mấy tên thủy đoàn kia trong miệng lấy được vết kiếm tin tức, bọn họ cũng là mặt lộ vẻ khó tin, ngay sau đó, đều là cúi đầu, không dám đi xem Diệp Thần. Bọn họ đây là bị hung hăng đánh mặt à. Những nhân viên thuyền này cửa, thật là cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quá thật xin lỗi Diệp Thần. Mà Diệp Thần ngược lại là thần sắc nhàn nhạt, chỉ là nhìn vậy đạo kiếm vết, như có điều suy nghĩ. Cùng vậy hai người người áo bào đen đã giao thủ, hắn tự nhiên biết, kiếm này vết không phải người áo bào đen lưu lại, mà là xuất từ Thủy Kính Hoa tay. Hơn nữa, mới vừa hắn rời đi lúc đó, kiếm này vết còn không tồn tại đâu. Nói cách khác, Thủy Kính Hoa vì thay hắn làm chứng, tận lực để lại cái này vết kiếm. Rất nhanh, đám người liền lần nữa trở lại trên bong thuyền. Trang Vũ Huyền, âm trầm khuôn mặt, không nói một lời, mà La Hữu chính là sờ đầu chọc một cái, mặt đầy áy náy đi tới Diệp Thần trước mặt, mở miệng nói, Diệp Thần, thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngươi, ta La Hữu, cho ngươi nhận lỗi. Vừa nói, La Hữu lại là ngay trước mặt mọi người, thì phải ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Diệp Thần mỉm cười đỡ La Hữu nói, La thuyền trưởng, hiểu lầm mở ra liền tốt, mọi người đều ở đây trên một cái thuyền, không cần như vậy. La Hữu nghe vậy, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ cảm động, dùng sức một chụp Diệp Thần bả vai nói, thằng nhóc giỏi. Mà vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu, cũng là vô cùng thành khẩn hướng về phía Diệp Thần thật sâu cúi đầu một cái nói, Diệp Thần. Thật xin lỗi, là chúng ta trách lầm ngươi. Diệp Thần nhìn đám người, không có nói gì nhiều, chỉ là gật đầu một cái, đón nhận bọn họ nói xin lỗi. Đây là La Hữu đối với Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, ta ngược lại có chút tò mò,
lấy ngươi tu vi là làm sao đánh lui vậy thật là cảnh tồn tại. Đám người nghe vậy cũng là rối rít nhìn về phía Diệp Thần. Điều này thật sự là có chút không tưởng tượng nổi. Diệp Thần không có cụ thể trả lời, chỉ là mỉm cười nói, ta có một ít hậu thủ. Những thuyền viên kia ánh mắt chớp mắt, thuyết pháp này, mặc dù hay là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận, nhưng, một ít có thể bức lui cường giả trí bảo, ngược lại cũng không phải không tồn tại. Tựa hồ, cũng chỉ có cái giải thích này. Đây là, Thủy Kính Hoa đối với đám người mở miệng nói, tốt lắm, các vị chiến đấu một đêm, cũng nên mệt mỏi, bất quá, có người theo dõi chúng ta còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Là thuyền trưởng mời ngươi an bài một ít nhân viên làm việc trên tàu, tiếp tục lái trước thuyền phải, những người còn lại, nghỉ ngơi cho khỏe. La Hữu nghe vậy kêu, Rất nhanh, hàng thuyền lần nữa khởi động, hướng bóng tối vùng biển bên trong đi tới. Hàng thuyền bên trên, một gian bố trí được vô cùng là tinh xảo xương phòng bên trong, ngồi một tên hắc y nhân, đây là, người quần áo đen kia chậm rãi đem bọc ở bên ngoài thân hắc cởi áo, lộ ra một tấm tuyệt đẹp gương mặt. Bỗng nhiên, hiên nhà cửa phòng từ từ mở ra, một bóng người chớp mắt, liền xuất hiện ở trong phòng. Cô gái tuyệt đẹp kia hơi kinh hãi, nhìn về phía vậy xuất hiện ở trong phòng người đàn ông bóng người, ngay sau đó, chính là lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, Diệp công tử, tùy tiện xông vào một cái cô bé gian phòng, cũng không phải là cái gì tốt thói quen, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể sẽ đối ta phụ trách nha. Diệp thần tùy ý ở trong phòng ngồi xuống, rót một ly nước trà. Một vừa uống trà, vừa có chút cân nhắc đánh giá rút đi quần áo đen, ăn mặc một kiện có chút đơn bạc, tao nhã, màu xanh nhạt lụa mỏng áo đầm Thủy Kính Hoa. Vậy áo đầm là dây đeo kiểu dáng, dây đeo thắt ở Thủy Kính Hoa vai bên trên, lộ ra trước ngực một phiến nhẵn nhụi trắng nõn, giống như cực phẩm mỹ ngọc vậy, không có chút nào lỗ chân lông, hoàn mỹ không rảnh da thịt. Diệp thần nhìn vậy có chút không lóa mắt trắng ngán, khóe miệng dương lên nói, Thủy cô nương yên tâm, cõi đời này sợ rằng không có không muốn đối với người phụ trách người đàn ông, mà ta, vậy đồng dạng là một người đàn ông. Thủy Kính Hoa nghe được Diệp Thần lời ấy, tiêm dáng dấp ngọc cảnh, hơi có chút ửng đỏ, nàng cố gắng chấn định, đối với Diệp Thần lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười nói, Diệp công tử đến tìm ta, có thể có cái gì chuyện. Nàng rất rõ ràng, nếu như Diệp Thần thật muốn đối với nàng làm gì nói, nàng liền một chút phản kháng cơ hội cũng không có. Hiện tại, cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Thần là cái chánh nhân quân tử. Diệp Thần nhìn Thủy Kính Hoa khẩn trương dáng vẻ, đột nhiên tà tà cười một tiếng nói, Thủy cô nương, ta cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử. Thủy Kính Hoa nghe vậy, thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy một tí, theo bản năng đi phía sau giường rụt một cái, tay trắng vậy xít sao nắm chăn. Nhìn như, giống như một đầu phát run thỏ trắng nhỏ. Gặp Thủy Kính Hoa bộ dáng này, Diệp Thần cũng không dự định tiếp tục chọc cười nàng, nhàn nhạt nói, nhưng, ta có mình nguyên tắc, sẽ không đối với ngươi làm gì, ngươi yên tâm. Thủy Kính Hoa nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần uống một hớp trà nói, ta tới đây, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vậy hai người người áo bào đen là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, tại sao thay ta giải vây? Diệp Thần biết, Thủy Kính Hoa hiện tại gặp một chút phiền toái, mình cùng nàng cùng tồn tại trên một cái thuyền, hơn nữa. Còn giết vậy hai người người áo bào đen, sợ rằng đối phương không hề sẽ từ bỏ ý đồ, tự nhiên muốn hiểu rõ ràng địch nhân lai lịch. Thủy Kính Hoa mắt đẹp chớp động chốc lát, tựa hồ đang do dự có nên hay không đối với Diệp Thần mở miệng. Diệp Thần có chút hài hước nói, ngươi nếu không phải chịu nói, tối nay, ta có thể muốn ở phòng của ngươi bên trong qua đêm. Thủy Kính Hoa nghe vậy, mắt đẹp bên trong hiển nhiên hiện lên vẻ bối rối vẻ, bất đắc dĩ. Đành phải mở miệng nói, những hắc bào nhân kia, đến từ một cái tên là Vụ Ẩn Đảo địa phương. Vụ Ẩn Đảo. Cái này Táng Thiên Hải bên trong, tổng cộng có 108 cái đảo đảo nhỏ, phân là 36 thiên đảo, cùng với 72 đảo, Vụ Ẩn Đảo chính là trong đó đảo bên trong đảo lớn, mà ta, đến từ nước Minh Đảo, giống vậy trên đất đảo bên trong thuộc về đảo lớn. Vụ Ẩn Đảo cùng nước Minh Đảo, vẫn luôn có mâu thuẫn, Vụ Ẩn Đảo so với nước Minh Đảo, cường đại hơn. Mà Vụ Ẩn Đảo thiếu đảo chủ, Vụ Quyết, đã từng hướng ta cầu hôn, thủy ra vì hòa hoãn cùng sương mù nhà mâu thuẫn, đồng ý, có thể ta cũng không nguyện đáp ứng cuộc hôn nhân này, vì vậy, trăm phương ngàn kế, trốn ra Táng Thiên Hải. Về phần tại sao giúp ngươi? Thủy Kính Hoa cười khổ nói, ta cũng không biết, ngươi như vậy cường giả bị chọc giận dưới, sẽ làm ra cái gì tới?
Vạn nhất, Diệp Thần một cái khó chịu, trực tiếp cầm thuyền đập đâu. Ở nàng nhìn lại, lấy Diệp Thần thực lực, không có thuyền dưới tình huống, muốn rời khỏi cái này Táng Thiên Hải mặc dù sẽ rất phiền toái, nhưng cũng không phải không thể nào, nàng có thể không làm được. Diệp Thần gật đầu một cái, lại hỏi nói, nếu ngươi ban đầu chạy ra khỏi Táng Thiên Hải, hiện tại, tại sao lại muốn quay về? Lần này, Thủy Kính Hoa trầm mặc, bất quá, sau chốc lát do dự, nàng trong mắt bỗng nhiên lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ. Đột nhiên, nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hai gò má ửng đỏ mở miệng nói, ngươi, tới đây, tới đây. Diệp Thần có chút không hiểu nói, tới chỗ nào? Thủy Kính Hoa hô hấp, có chút dồn dập, nhỏ yếu mũi kêu vậy nói, đến. Trên giường tới. Trong chốc lát, Diệp Thần có chút ngu, đến trên giường. Táng Thiên Hải cô gái cũng lái như vậy thả sao? Hắn và Thủy Kính Hoa, có thể nói ngày hôm nay mới vừa quen mà thôi. Bất quá, không thể không nói, Thủy Kính Hoa những lời này gợi lên Diệp Thần con tim một chút tò mò, hắn nhìn Thủy Kính Hoa ánh mắt, vậy bộc phát rực cháy nóng lên. Thấy Diệp Thần thần sắc, Thủy Kính Hoa tựa hồ có chút sợ hãi, nàng vội vàng nói, ngươi. Ngươi không nên nghĩ sai, ta có đồ cấp cho ngươi xem. Diệp Thần đi về phía vậy trương mềm mại giường lớn, một bên ánh mắt lập lòe địa đạo, có vật gì, ở trên giường mới có thể nhìn. Nhìn trước mắt nam tử, từng bước ép tới gần, Thủy Kính Hoa tim kịch liệt nhảy động, da thịt trắng noãn vậy mơ hồ có chút ửng đỏ, cái này lại là lần đầu tiên có nam tử ở nàng khuê phòng bên trong, cùng nàng khoảng cách như vậy gần à. Mặc dù là nàng kêu Diệp Thần tới đây, nhưng, giờ phút này, chẳng biết tại sao. Một loại sợ hãi nhưng từ nàng đáy lòng xông ra, nàng chợt lui về phía sau, hô lớn, ngươi. Ngươi không nên tới. Diệp Thần nghe vậy, dừng bước, không khỏi được mặt hiện cười khổ nói, ta rốt cuộc tới đây, còn chưa tới đây. Hắn đều phải bị nữ nhân này làm hôn mê. Thủy Kính Hoa hơi thở hổn hển mấy cái, bình phục một phen tâm tình, gật đầu một cái nói, ngươi. Đến đây đi. Diệp Thần ngồi ở mép giường, không có tới gần quá Thủy Kính Hoa. Nói, sau đó thì sao? Thủy Kính Hoa kéo qua chăn, che mình ngực nói, đem rèm để xuống. Diệp Thần nghe vậy, diễn cảm càng phát ra cổ quái, thậm chí chẳng biết tại sao còn có chút khô miệng khô lưỡi. Mới vừa rồi, còn kêu hắn không nên nghĩ sai, hiện tại, liền kêu hắn buông xuống rèm. Diệp Thần cảm thấy, cái này rất khó khăn để cho người chẳng muốn nghiêng à. Nhìn Diệp Thần dáng vẻ, Thủy Kính Hoa mặt đẹp khỏi bệnh đỏ lên. Nàng có chút nóng nảy nói, người ngớ ra làm gì, nhanh lên một chút buông xuống rèm. Ách, được rồi, đây chính là ngươi nói. Lúc này, Diệp Thần liền đem cái màn giường buông xuống, nếu như hiện tại có người tiến vào trong phòng, thấy một màn này, 100% sẽ cho rằng hắn và Thủy Kính Hoa đang làm những gì người không nhận ra sự việc. Thủy Kính Hoa hít sâu một hơi, ngạo nhân ngực kịch liệt phập phồng, nàng thanh âm tựa hồ cũng có chút run rẩy nói, nhắm mắt lại. À. Diệp Thần nghe vậy, tim đập cũng có chút gia tốc. Nhắm mắt lại. Ừ, Diệp Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong thân thể tựa hồ có một con dã thú đang sao động. Huyền Hàn Ngọc có chút khó chịu nói, thằng nhóc, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Cái này. Diệp Thần có chút lúng túng nói thật, ta thật không phải là một cái người tùy tiện, chỉ là, vị này thủy cô nương thỉnh cầu, chân thực có chút làm cho không người nào có thể cự tuyệt à. Bất kỳ một người nào bình thường người đàn ông, giờ phút này, sợ rằng đều không cách nào cự tuyệt Thủy cô nương thỉnh cầu, hắn tự cho mình cũng là một cái bình thường người đàn ông. Hơn nữa, Diệp Thần thề với trời, hắn không có nghĩ nghiêng, Thủy cô nương chỉ là muốn cho mình xem một món đồ mà thôi. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần lỗ tai động một cái, nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Vậy tiếng va chạm, thật giống như quần áo từ trên thân thể cởi ra lúc đó, phát ra nhẹ vang. Giờ khắc này, Diệp Thần rốt cuộc đầu hàng. Hắn thừa nhận, hắn bây giờ muốn sai lệch. Ngay tại Diệp Thần cơ hồ muốn không nhịn được, mở hai mắt ra thời điểm, Thủy Kính Hoa thanh âm êm ái, ở trên giường vang lên nói, Diệp công tử, có thể. Mở mắt. Diệp Thần không chút do dự mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một phiến giống như ngọc trắng vậy da thịt. Hắn hung hãn nuốt nước miếng một cái, giờ phút này. Thủy Kính Hoa lại là thật đem vậy kiện lụa mỏng áo đầm, cởi đến giữa eo, lộ ra vậy gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại. Chỉ bất quá, có chút đáng tiếc là, giờ phút này, Thủy Kính Hoa đang đưa lưng về phía Diệp Thần.
Gặp Diệp Thần chậm chạp không có phản ứng, Thủy Kính Hoa không nhịn được hỏi, Diệp. Diệp công tử, ngươi thấy trên lưng ta đồ án sao? Đây là, Diệp Thần mới từ một hồi choáng váng bên trong, khôi phục lại, rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào Thủy Kính Hoa vậy không rảnh lưng đẹp vị trí trung ương, chỉ gặp, phía trên kia bất ngờ khắc vẽ một bộ hình vẽ. Diệp Thần nhìn đồ án kia, lại là như có mất địa đạo, lại thật là xem đồ. Thủy Kính Hoa hỏi, ngươi nói gì sao? Diệp Thần mặt lộ vẻ cười khổ nói, không việc gì. Vừa nói, hắn ngưng mắt nhìn vậy trên lưng hình vẽ, ánh mắt nhỏ tránh nói, đây là bản đồ, ai vì ngươi văn ở trên người. Thủy Kính Hoa gật gật đầu nói, không tệ, bất quá, bản đồ này cũng không phải là người khác văn ở trên người ta, mà là trời xanh. Trời xanh, ừ, Thủy Kính Hoa mắt đẹp nhỏ tránh nói, nghe nói, năm đó Táng Thiên Hải bên trong, có 10 tên chí cường, ở một cái địa phương nào đó chung nhau phát hiện một nơi bảo tàng. Cái này bảo tàng có chút kỳ quái, chữ viết lại là cổ quái, nhưng mơ hồ tới giữa có hai cái từ ngữ, bị giải mã đi ra. Diệp Thần nhướng mày một cái gì từ ngữ? Thủy Kính Hoa dừng lại mấy giây, tiếp tục nói, Vạn Khư, Hoa Hạ, Vạn Khư có tổ tiên tựa hồ nghe người qua, nhưng là Hoa Hạ cái này hai chữ, kết quả đại biểu cái gì, không người sao biết được, nhưng ta mơ hồ cảm giác, người sau hẳn là một nơi. Giờ khắc này, Diệp Thần diễn cảm cực độ quỷ dị. Sắc mặt lại là dữ tợn đến trình độ cao nhất. Vạn Khư mặc dù tồn tại ở truyền thuyết bên trong, nhưng Diệp Thần đánh nhiều lần qua lại. Không đủ để cho hắn biến thành như vậy. Nhưng Hoa Hạ hai chữ, Diệp Thần thật kinh sợ. Toàn bộ vực ngoại, biết Hoa Hạ chỉ có mấy người, mà hắn chính là một người trong đó. Hắn bắt đầu từ Hoa Hạ tới à? Mấu chốt cái này bảo tàng tại sao sẽ đem Hoa Hạ và Vạn Khư? Hai cái căn bản không có thể đặt chung một chỗ từ ngữ chỉnh hợp chung một chỗ. Diệp công tử, người nghe sao? Thủy Kính Hoa cảm giác gian phòng hơi thở có cái gì không đúng, mở miệng nói. Diệp Thần cưỡng ép chế trụ nội tâm khiếp sợ, tiếp tục nói một chút. Thủy Kính Hoa gật đầu một cái, nói tiếp, 10 tên chí cường cố nhiên phát hiện bí mật kinh thiên, đáng tiếc là, vậy bảo tàng chưa đến xuất thế lúc. Để bảo đảm mình hậu nhân có thể có được vậy bảo tàng. Vậy 10 tên chí cường liền đem bản đồ bảo tàng minh khắc ở huyết mạch của mình bên trong. Nếu là có tư chất thích hợp hậu nhân, liền có thể thừa kế cái này bản đồ bảo tàng, trời xanh sau lưng liền dẫn có cái này hình vẽ. Mà ta Thủy gia tổ tiên chính là vậy 10 tên chí cường một trong. Hơn nữa, một khi bảo vật xuất thế, tất cả có bản đồ bảo tàng người cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên nói cách khác, ngươi trở lại Táng Thiên Hải. Chính là vì vậy kiện bảo vật. Thủy Kính Hoa chậm rãi đem quần áo mặc vào, vừa nói, không sai. Diệp Thần nhìn Thủy Kính Hoa mặc vào quần áo, trong lòng không có quá nhiều cảm giác, bởi vì hắn tim còn dừng lại ở vậy Hoa Hạ hai chữ bên trên. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn để cho Diệp Lăng Thiên hồi Hoa Hạ truyền tin, vì sao đi qua lâu như vậy, Diệp Lăng Thiên còn không có liên lạc mình. Đã từng có mấy đạo hình ảnh hồi tránh, ti hồ biểu thị Diệp Lăng Thiên bị thương qua. Nhưng sau đó, liền lại cũng không có như vậy hình ảnh. Bất quá Diệp Thần xác định, Diệp Lăng Thiên nhất định còn sống. Rất nhanh, Thủy Kính Hoa liền lần nữa quay người lại, hai gò má bên trên như cũ một phiến đỏ ửng. Trong chốc lát, hai người cũng không nói gì, trên giường bầu không khí có chút mập mờ. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, ho nhẹ một tiếng nói, nếu cái này bản đồ bảo tàng quan hệ lớn như vậy bí mật, vì sao phải nói cho ta? Một cái kết nối với cổ chí cường cũng nhớ không quên, thậm chí đem bản đồ bảo tàng khắc vào huyết mạch bên trong bảo tàng, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nàng thật bị mình dọa sợ lấy vì mình sẽ vô lễ nàng? Dùng điều bí mật này tới trao đổi mình trong sạch. Thủy Kính Hoa ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, ta sở dĩ đem chuyện này nói cho Diệp công tử, là vì và Diệp công tử hợp tác. Hợp tác? Thủy Kính Hoa mặt đẹp có chút ngưng trọng nói, cái này bản đồ bảo tàng. Tổng cộng có 10 phần, nhưng, cái này 10 phần nhưng đều không phải là hoàn chỉnh. Cái gì? Diệp Thần khẽ cau mày nói, đây là vì sao? Thủy Kính Hoa nói, bởi vì, bảo tàng chỉ có một phần, năm đó 10 vị trí cường cũng muốn để cho mình hậu nhân độc chiếm. Vì vậy, quyết định quy tắc, cái này 10 tên đạt được bản đồ bảo tàng hậu nhân, muốn lẫn nhau cướp đoạt đối phương bản đồ bảo tàng, chỉ có góp đủ 10 tấm bản đồ bảo tàng người, mới có thể tìm được phần kia bảo tàng. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt,
Cái này bản đồ bảo tàng minh in ở phần lưng ra bên trên, hơn nữa, có bí pháp bảo vệ, căn bản không cách nào sao chép. Nếu muốn góp đủ 10 phần bản đồ bảo tàng, chỉ có để cho cái này 10 tên chí cường hậu nhân, chém giết lẫn nhau. Những cường giả này ngược lại là đủ tàn nhẫn. Diệp Thần nói, cho nên, ý ngươi là để cho ta bảo vệ ngươi, đạt được còn lại 9 tấm bản đồ bảo tàng. Có thể như vậy không tính là phạm quy sao? Thủy Kính Hoa ánh mắt chớp động nói, không tính là, lão tổ lưu lại quy tắc bên trong, có một cái chính là có thể mang một tên tuổi tác không vượt qua 1000 tuổi đồng bạn, tham gia lần này đoạt bảo cuộc chiến, Diệp công tử, vừa vặn phù hợp điều kiện. Hơn nữa, tất cả có bản đồ bảo tàng hậu nhân, tuổi tác cũng đều ở 1000 tuổi dưới. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, hắn đối với mình hôm nay thực lực, có tự tin. Thiên tuế dưới võ giả hẳn không có có thể chiến thắng mình mới đúng, nhưng, lần này đoạt bảo cuộc chiến, hiển nhiên vô cùng là nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất hiện bất ngờ vậy không nhất định. Nhưng hắn nhất định phải tham dự trong đó. Không bởi vì vạn khư, mà là bởi vì hoa hạ hai chữ. Nói không chừng cái này bảo tàng sau lưng liền cất giấu hoa hạ linh khí dị biến bí mật. Hắn mặc dù trong lòng đã quyết định quyết tâm, nhưng vẫn là nhìn Thủy Kính Hoa nói, nếu như ta đáp ứng ngươi. Ta chỗ tốt, là cái gì? Thủy Kính Hoa nói, ở bảo tàng bên trong, lấy được bất kỳ bảo vật, người ta chia đều, hơn nữa, Diệp công tử có trước chọn lựa quyền lực. Diệp Thần nói, nếu như, chỉ có một món bảo vật dưới tình huống đâu. Thủy Kính Hoa nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó, mắt đẹp bên trong lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, nếu là như vậy, ta nguyện ý, đem vậy kiện bảo vật nhường cho Diệp công tử, bất quá. Diệp công tử thiếu ta một phần ân huệ, tương lai muốn thay ta làm một chuyện. Thủy Kính Hoa rất rõ ràng, một cái hơn 20 tuổi liền có như thực lực này yêu nghiệt, là kinh khủng dường nào tồn tại, một khi Diệp Thần lớn lên, dùng một cái bảo tàng trao đổi người hắn tình, tuyệt đối không thua thiệt. Hơn nữa, Thủy Kính Hoa rất rõ ràng, nếu là không có Diệp Thần, nàng không chỉ có đạt được bảo tàng cơ hội, cũng không lớn, còn có rất có thể sẽ chết tại đây trận đoạt bảo trong cuộc chiến. Nếu không phải tổ tiên ở lại huyết mạch bên trong cấm chế, cưỡng ép yêu cầu nàng tham gia cái này đoạt bảo cuộc chiến, Thủy Kính Hoa thậm chí đều sẽ không trở lại Táng Thiên Hải. Diệp Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, xem ra, chàng này đoạt bảo cuộc chiến đối với Thủy Cô Nương mà nói quả thật vô cùng là khó giải quyết. Tốt, nếu Thủy Cô Nương có thành ý như vậy, Diệp Mỗ liền đáp ứng. Vừa nói, hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Nhìn Thủy Kính Hoa lộ ra lau một cái có chút nghiền ngẫm nụ cười nói, dẫu sao, ta có thể không nhẫn tâm, ngồi nhìn Thủy cô nương như vậy người đẹp, hương tiêu ngọc phấn. Thủy Kính Hoa nghe vậy, mặt đẹp ngay tức thì đỏ đến bên tai, nàng có chút xấu hổ giơ tay lên thì phải hướng Diệp Thần đánh nói, ngươi lại giễu cợt ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thân hình động một cái, cũng đã hướng cửa đi ra ngoài. Nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, Thủy Kính Hoa lắc lắc đầu nhỏ, chẳng biết tại sao. Mới vừa cởi ra quần áo lúc đó, nàng lại là mơ hồ có loại mong đợi, có loại Diệp Thần đối với mình làm gì mong đợi. Nàng có chút không hiểu lẩm bẩm nói ta, đây là thế nào? Táng Thiên Hải, một nơi không người đảo bên trên. Một tên gò má lõm xuống nam tử, thân hình chớp mắt, hướng một cái hang quật bên trong đi tới. Động này quật bên trong, lại là ẩn núp không thiếu người áo bào đen. Rất nhanh. Cái này nam tử liền đi tới đáy động bên trong, nơi này lại là dựng lên một tòa cung điện. Giờ phút này, cung điện bên trong truyền ra một đạo có chút lười biếng thanh âm nam tử nói, phụ mang, ngươi trở về, có thể đem tiện nhân kia cho bổn công tử mang tới. Phụ mang nghe vậy, lập tức quỳ xuống ở vậy cung điện trước, có chút khẩn trương mở miệng nói, quyết thiếu chủ, thuộc hạ có tội, lần này hành động, ra chút bất ngờ, liêm giết anh em hai người chẳng những không có đem tiện nhân kia chộp tới. Ngược lại, chết ở trong tay đối phương. Cái gì? Cung điện bên trong đạo thanh âm kia, hiển nhiên ẩn chứa một vẻ tức giận. Phụ mang thân thể run lên, tựa đầu chôn được thấp hơn. Đây là, một loạt tiếng bước chân ở nơi này hang bên trong vang lên, rất nhanh, một tên chàng thanh niên đi tới trước cung điện ánh lửa bên trong. Phụ mang trong mắt rung động, thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem vị này vụ ẩn đảo thiếu đảo chủ. Giờ phút này, đứng ở trước người của nó thanh niên, vóc người cao gầy, đầu đầy xám mái tóc dài màu trắng, một đôi mắt có màu đỏ như máu, nhưng, dễ thấy nhất, nhưng là người thanh niên này, cả người trên dưới cũng quấn vòng quanh băng vải. Cái này băng vải bên trên, tản ra nhàn nhạt linh quang,
sách có khắc vô số phù văn, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm. Người này, chính là Vụ Ẩn Đảo thiếu đảo chủ, Vụ Quyết. Vụ Quyết mắt nhìn xuống trước người Vụ Mang, đột nhiên lộ ra một nụ cười nói, Vụ Mang, ngươi là muốn cùng bổn công tử đánh cuộc một lần sao? Vụ Mang nghe vậy, trong mắt hiện lên vô cùng là hoảng sợ thần sắc, lắc đầu liên tục nói, thuộc hạ không dám. Vụ Quyết, có cái yêu thích chính là đánh cuộc. Nhưng, Vụ Quyết cho tới bây giờ không đánh cuộc tài vật, hoặc là những thứ khác cái gì, hắn đánh cuộc chỉ có một kiểu đồ, đó chính là mệnh. Mà Vụ Quyết, cho đến bây giờ, cộng đánh cuộc 98.569 lần, có thể nói là chân tránh tay cờ bạc. Mà đây hơn 90.000 lần đánh cuộc mệnh bên trong, Vụ Quyết, một lần cũng chưa từng bại. Có thể tưởng tượng được, và Vụ Quyết đánh cuộc mệnh ý vị như thế nào. Vụ Quyết hừ lạnh một tiếng nói, chẳng muốn, không nghĩ nói, liền cho bổn công tử thật tốt làm việc. Hắn ánh mắt hơi chớp động nói, xem ra, các ngươi những phế vật này là không nhờ vả được, vì đạt được vậy bản đồ bảo tàng, vẫn là phải bổn công tử tự mình ra tay. Cái này Vụ Quyết lại là không biết từ chỗ nào biết bản đồ bảo tàng bí mật. Vụ Mang nghe vậy, có chút lo âu nói, nhưng mà, công tử vết thương của ngài. Nếu không phải Vụ Quyết trước bất ngờ bị thương, cần người ở nơi này hang bên trong bảo vệ, chữa thương, cũng sẽ không chỉ phái bọn họ ba người cùng Táng Thiên Quỷ Lân Ngư nhóm, trước đi đối phó Thủy Kính Hoa. Vụ Quyết nói, tổn thương đã tốt được xong hết rồi, đối phó vậy đồ gái điếm cần gì phải ở khỏe hẳn trạng thái. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi, lại trễ, cũng không tốt ra tay. Vụ Mang gật đầu nói, Lúc này, hắn hướng về phía vậy hang bên trong ẩn núp người áo bào đen cao giọng nói, tất cả người nghe lệnh, hiện tại, đi theo thiếu chủ xuất chinh. Trong chốc lát, toàn bộ hang bên trong, cũng vang lên một hồi tiếng hoan hô. Vụ Quyết, trừ Vụ Ẩn Đảo thiếu đảo chủ thân phận bên ngoài, còn có một cái thân phận, đó chính là cái này Táng Thiên Hải lên hải tặc. Một chiếc màu xanh nhạt hàng thuyền, đang nhanh chóng hành xử, Diệp Thần đứng ở trên bong thuyền, cảm thụ gió biển thổi lất phất. Đột nhiên tới giữa, hắn thần sắc động một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn đường chân trời bên ngoài, không có một vật chỗ. La Hữu thấy Diệp Thần thần sắc, có chút kỳ quái hỏi, Diệp Thần, thế nào? Diệp Thần đôi mắt híp lại nói, hải thú nhóm. La Hữu có chút không hiểu nói, cái gì hải thú nhóm? Diệp Thần nói, có hải thú nhóm, đang hướng chúng ta bên này tới. Giờ phút này, chung quanh một ít nhân viên làm việc trên tàu nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến. Hải thú nhóm tập kích, lại kêu làm hải thú trào lưu. Là Táng Thiên Hải trên kinh khủng nhất một trong tai nạn, bất kỳ gặp gỡ hải thú trào lưu thuyền bè, cơ hồ đều không có may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Đây là, Trang Vũ Huyền cùng Ôn Bích Vân vừa vặn cũng ở đây trên bong thuyền, nghe vậy ngay tức thì sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ôn Bích Vân hướng Diệp Thần la mắng, Diệp Thần, ngươi là đang chủ yếu chúng ta chết sao? Ở trên biển khơi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cũng không biết sao. Trang Vũ Huyền cười lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, lại tới tìm cảm giác tồn tại. Ngươi lấy là Thủy Tiên Sinh giúp ngươi lừa bịp được một lần, liền thật cầm mình làm gì siêu cấp cường giả. Bổn công tử cũng không có cảm nhận được cái gì, ngươi liền phát hiện hải thú nhóm. Ha ha, Thủy Tiên Sinh chẳng qua là sợ lãng phí nhân viên làm việc trên tàu, làm trễ nãi khoảng cách, mới giúp ngươi lấp liếm liền một lần. Người lấy là, mỗi lần cũng có thể tròn được cho sao. Đám người cũng là lắc đầu một cái, không quá tin tưởng Diệp Thần, hải thú nhóm xuất hiện tỷ lệ quá thấp. Diệp Thần nhàn nhạt nói, không phải trời như vậy hải thú nhóm. Không phải trời như vậy. Đám người nghe vậy, hơn nữa không tin, có ai có thể khống chế như vậy nhiều hải thú, đưa tới hải thú trào lưu. Bọn họ vậy không cùng Diệp Thần so đo, bọn họ biết, người tuổi trẻ thích như vậy bị chú ý cảm giác. Vì vậy thường xuyên sẽ phóng đại tới hấp dẫn chú ý. Mà Trang Vũ Huyền chính là cười lạnh một tiếng nói, được, ta thì phải xem, cái này hải thú nhóm lúc nào xuất hiện, nếu là không có xuất hiện, Diệp Thần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần này, bổn công tử sẽ không dễ dàng tha ngươi. Ngươi dao động nhân tâm, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Diệp Thần hiện tại xem cũng lười được xem Trang Vũ Huyền một cái, hắn hiện tại, ngược lại hy vọng Trang Vũ Huyền sớm một chút đối với tự mình ra tay. Như vậy, mình mới có thể trực tiếp giết hắn. Một nén nhang thời gian sau đó, trên biển như cũ một phiến gió êm sóng lặng, Trang Vũ Huyền thấy vậy,
trên mặt tàn khốc chớp mắt, hướng về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi nói hải thú nhóm đâu? Làm sao luôn dễ thú mao cũng không nhìn thấy à? Ngươi dao động nhân tâm, bổn công tử, hiện tại muốn chưởng ngươi miệng 500 hạ, không có ý kiến chớ? Có thể, ngay tại Trang Vũ Huyền mới vừa nói xong, La Hữu nhưng là sắc mặt liền trắng, kinh hô, vậy. Đó là, chỉ gặp, phía trước mấy chục ngàn mét chỗ, một đạo sóng lớn đang hướng bọn họ hàng thuyền vọt tới, mà ở đó đầu sóng bên trên, bất ngờ du động vô số tản ra khí tức nguy hiểm hải thú. Trong đó, chỉ là còn thật cảnh hải thú thì có mấy đầu hơn. Trong chốc lát, trên bong tất cả nhân viên làm việc trên tàu đều là mặt hiện vô cùng là sợ hãi vẻ. Lại thật bị Diệp Thần nói chúng. Mà đang chuẩn bị đối với Diệp Thần xuất thủ Trang Vũ Huyền, chính là há hốc miệng ba, cằm đều phải rớt xuống đất, hắn trong mắt hiện ra vô cùng là hoảng sợ thần sắc, lẩm bẩm nói cái này. Điều này sao có thể? Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy vạn khoảnh sóng lớn bỗng nhiên hướng hàng thuyền oanh đập tới, La Hữu sắc mặt biến đổi, quát to, ổn định hàng thuyền. Giờ phút này, động lực phòng bên trong nhân viên làm việc trên tàu rối rít sắc mặt biến đổi, trong cơ thể lực lượng điên cuồng xông ra, mới miễn cưỡng không có sứ hàng thuyền bị cái này sóng lớn lật. Trên bong nhân viên làm việc trên tàu, rối rít nắm chắc hàng rào, chặt chẽ cắn răng, kiên trì không bị vậy cuồng bạo hồng đào tung bay. Chỉ có một người vững vàng đứng ở trên bong thuyền, vậy hồng đào sóng lớn căn bản không cách nào dính đến treo áo của hắn. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Đám người ngẩng đầu hướng phía trước nhìn, gương mặt bên trên ngay tức thì lóe lên nồng nặc vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp, hàng thuyền trước lại là xuất hiện rất nhiều hơi thở khổng lồ hải thú. Cầm đầu một cái màu xanh đậm còn thật cảnh giao long, trên đỉnh đầu đứng một tên cả người cột đầy băng vải chàng thanh niên, làm mọi người ánh mắt, rơi vào cái này chàng thanh niên trên mình sau đó, trong mắt đều là không tự chủ được hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đặc biệt là Trang Vũ Huyền, cơ hồ đều muốn trực tiếp ngất đi à. Vậy băng vải thanh niên, sâu không lường được. Đây là, một đạo thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, chính là đem mình bọc được nghiêm nghiêm thật thật Thủy Kính Hoa. Thủy Kính Hoa mắt đẹp bên trong, một phiến ngưng trọng đối với Diệp Thần truyền âm nói, Diệp công tử, chú ý, phụ ẩn đảo xương mù nhà đặt chân căn bản, chính là khống thú thuật, mượn một ít pháp khí đặc biệt, thậm chí, có thể thao túng toàn bộ tương tự quỷ lân ngư nhóm như vậy đúng nhóm hải thú tiến hành chiến đấu, ở cái này không có hòn đảo ra trên biển khơi chiến đấu, đối với bọn họ vô cùng là có lợi. Đây là, phụ quyết mặt lộ vẻ cười nhạt. Mắt nhìn xuống một đám đã hoàn toàn hù ngây ngô nhân viên làm việc trên tàu, nhàn nhạt nói, bổn công tử, tên là Vũ Quyết, chính là quỷ xương mù băng hải tặc đoàn trưởng, tất cả mọi người đều cho ta tập trung đến trên bong tới. La Hữu sắc mặt khó khăn xem, nhưng, vẫn là y theo Vũ Quyết nói, truyền lệnh liền đi xuống, dẫu sao đừng nói là vậy hải thú nhóm, coi như là Vũ Quyết một người cũng không phải bọn họ có thể chống lại được. Rất nhanh. Một đám nhân viên làm việc trên tàu chính là từng cái run rẩy thân thể, tập trung vào bong thuyền trung ương. Phụ quyết tựa như ở xem một bầy kiến hôi vậy, lộ ra một cái khinh thường cười nhạt, ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Thủy Kính Hoa trên mình, mỉm cười nói, nương tử, người có thể để cho vi phu dễ tìm à. Chúng ta thật vất vả gặp mặt một lần, người cần gì phải che che giấu giấu đâu. Để cho vi phu, thật tốt xem người chứ. Đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Thủy tiên sinh lại là cường giả này trong miệng nương tử. Thủy Kính Hoa nghe vậy, nhưng là không có động tĩnh, không nói một lời lạnh lùng nhìn Vũ Quyết, đồng thời, nàng dư quang khóe mắt không khỏi liếc về phía Diệp Thần, nàng rất rõ ràng, đám người duy nhất có thể từ Vũ Quyết trong tay thoát thân hy vọng, cũng chỉ có Diệp Thần một người. Thủy Kính Hoa biết Diệp Thần rất mạnh, có thể đối mặt cái này hải thú nhóm, cộng thêm thực lực siêu tuyệt Vũ Quyết, Diệp Thần còn có thể tiếp tục cường thế tiếp sao? Thủy Kính Hoa vậy không có lòng tin. Phụ quyết thấy vậy híp đôi mắt một cái, nhưng, vậy không có để ý, dù sao, ở lấy người ra bản đồ bảo tàng trước có chính là thời gian thật tốt giáo dục tiện nhân kia. Ngay sau đó, hắn mặt không thay đổi mở miệng nói, ta rất rõ ràng, dựa vào vợ ta thực lực, là không đủ để tiêu diệt ta hai tên thủ hạ, là ai làm. Vừa nói, hắn ánh mắt rơi vào sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy Trang Vũ Huyền trên mình nói, là ngươi sao? Đám này con kiến hôi bên trong, liền Trang Vũ Huyền một cái tu vi coi như nhìn đi qua tồn tại, muốn đến, trừ hắn, cũng không có ai có cơ hội giết liêm giết huynh đệ. Bất quá, phụ quyết lại là khẽ cau mày, cho dù cái này Trang Vũ Huyền tu vi còn có thể,
nhưng hơi thở rõ ràng không yên, hẳn làm không được hành động này, hắn kết quả như thế nào đem Liêm giết huynh đệ giết chết. Cho dù hắn cùng Thủy Kính Hoa liên thủ, có thể đánh bại Liêm giết huynh đệ, nhưng, muốn đem bọn họ lưu lại, thậm chí còn đánh chết, vẫn là kém không ít, sương mù ẩn bước cũng không phải là cái gì nát vụn phố lớn thân pháp. Trang Vũ Huyền nghe vậy, thân thể run lên bần bật nói, công tử, không phải ta. Ta chẳng qua là một phế vật mà thôi, nào có cái gì thực lực, đánh chết công tử dưới quyền. Hắn vô cùng hốt hoảng chỉ một cái Diệp Thần nói, là hắn. Là thằng nhóc này, công tử, chính là thằng nhóc này, ngăn cản ngài dưới quyền phá hoại động lực phòng. Trong chốc lát, một đám nhân viên làm việc trên tàu đều là đối với Trang Vũ Huyền lộ ra vô cùng là khinh bỉ thần sắc. Vì còn sống, bán đứng đồng bạn, và Lâm Chiến chạy trốn không có bất kỳ khác biệt, đều là hèn nhát hành vi, bọn họ xem thường. Những cái kia hải thú trên lưng vụ ẩn đảo người nghe vậy, rối rít hướng Trang Vũ Huyền ngón tay phương hướng nhìn, một khắc sau, đều là không khỏi được sửng sốt một chút, ngay sau đó, mặt hiện vẻ giận dữ, ầm tiếng vang liên tục, từng đạo kinh khủng hơi thở hướng Trang Vũ Huyền đè xuống. Trang Vũ Huyền tuy là còn thật cảnh võ giả, nhưng, đồng thời bị như thế nhiều đạo so mình uy áp cường đại đánh trúng, cũng là không nhịn được miệng phun máu tươi, liền lùi mấy bước. Vũ Quyết cao mày nói, người đang cùng bổn công tử làm trò đùa. Một cái càn khôn cảnh phế vật như thế nào giết thủ hạ ta? Người cảm thấy bổn công tử, rất ngu sao? Người có biết, lừa dối bổn công tử là tội chết? Trang Vũ Huyền nghe vậy, cũng sắp hù được đi tiểu đi ra, phốc thông một tiếng trực tiếp quỳ xuống trên đất, hướng về phía Vũ Quyết dập đầu nói, cầu công tử thả ta một mạng chó, van cầu công tử, ta nguyện ý là công tử làm trâu làm ngựa. Vũ Quyết thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, tha ngươi, có thể, bất quá, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc một cái, nếu như ngươi thắng, ta liền bỏ qua cho ngươi, hơn nữa, đưa ngươi yên ổn trở lại Đông Phong Thành, ngươi thấy thế nào? Trang Vũ Huyền nghe vậy, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên nói, ta nguyện ý. Dù sao, không đánh cuộc cũng chết, còn không bằng liều mạng. Vũ Quyết trên mặt nụ cười càng đậm, thân hình hắn chớp mắt, rơi vào Trang Vũ Huyền trước người. Cười nói, ta lấy ra ta tiền đặt cuộc, người đánh cuộc gì? Trang Vũ Huyền nghe vậy, mặt hiện vẻ do dự, hắn nhìn trước mặt rất nhiều hải thú, cùng với hải thú trên lưng người áo bào đen, đột nhiên ánh mắt sáng lên, những người này bên trong tựa hồ không có phụ nữ. Mà hải tặc, thông thường mà nói đều phải cần người phụ nữ à? Hắn lúc này đối với Vũ Quyết nói, cô gái, ta đánh cuộc người phụ nữ. Một khắc sau, Trang Vũ Huyền trực tiếp nắm bên cạnh Ôn Bích Vân. Đi tới Vũ Quyết trước mặt nói, công tử, hắn là phụ nữ của ta, ta đánh cuộc nàng, ngươi coi có được không? Giờ phút này, vậy thú trên lưng một đám áo bào đen hải tặc đều là phát ra một tiếng hoan hô. Mà Ôn Bích Vân sửng sốt một chút sau đó, chính là mặt đầy nước mắt, không dám tin tưởng nhìn Trang Vũ Huyền nói, sư huynh, ngươi. Ngươi làm gì vậy, buông ta ra, ngươi nói qua, phải bảo vệ ta à? Trang Vũ Huyền sắc mặt trầm xuống, chợt một cái tát. Phiến ở Ôn Bích Vân trên mặt, quát lên, ta đây không phải là đang bảo vệ ngươi sao? Ta phải thắng, mới có thể bảo vệ ngươi à? Làm sao, ngươi không tin ta sẽ thắng? Vừa nói, chợt đạp Ôn Bích Vân một cước. Ôn Bích Vân miệng phun máu tươi, yêu mị gương mặt bị đánh được sưng lên thật cao, nàng trong mắt đã là một phiến vẻ tuyệt vọng, vì đi theo Trang Vũ Huyền bên người, nàng đem mình hết thảy cũng cho hắn, có thể cuối cùng liền rơi được như thế cái kết quả. Vũ Quyết cười nói, tốt lắm, bắt đầu đi. Trang Vũ Huyền nói, công tử, chúng ta chơi cái gì? Vũ Quyết sắc mặt ôn hòa hỏi, người am hiểu nhất là cái gì? Trang Vũ Huyền sắc mặt sáng lên nói, kiếm. Vũ Quyết mỉm cười nói, được, chúng ta liền so kiếm. Đa tạ công tử, Trang Vũ Huyền trong lòng đại hỉ, ở hắn xem ra, Vũ Quyết là thưởng thức mình, muốn tìm một lý do đem mình thu là dưới tay à? Mặc dù hắn không muốn làm hải tặc, nhưng, vậy tổng so chết liền được a. Một khắc sau, Vũ Quyết trong tay lấy ra một quả quả cầu, viên kia cầu ở hai người vị trí chính giữa lơ lửng, quả cầu bên trên, tản mát ra một đạo vòng sáng, đem Vũ Quyết cùng Trang Vũ Huyền cũng vòng ở vòng sáng bên trong. Vũ Quyết nói, người ta ở vòng sáng bên trong, đến cái này quả cầu khoảng cách là giống nhau, một hồi, do người các ngươi, phát ra hiệu lệnh sau đó, người ta ra tay. Kiếm của người nào trước chúng mục tiêu viên kia cầu, coi như là thắng, ngươi thấy thế nào? Trang Vũ Huyền nghe vậy, kích động, hắn gật đầu liên tục nói, được. Trang Vũ Huyền,
tự hào nhất chính là kiếm tốc gà. Có lẽ, sau kiếm tốc hắn thật là có một phần cơ hội thắng nổi Vũ Quyết. Vũ Quyết tùy ý chỉ một cái nhân viên làm việc trên tàu cũng, người tới đây, phát hiệu lệnh. Ừ, thuyền kia nhân viên nào dám nói một cái chữ không, lúc này, đi tới Vũ Quyết cùng Trang Vũ Hiền ở giữa. Trang Vũ Hiền sắc mặt trầm ngưng, tay cầm một chuôi màu trắng bạc trường kiếm hơi ông minh, vô cùng kiếm ý, lượn lờ trên đó. Mà Vũ Quyết, chính là tùy ý lấy ra một chuôi phổ thông kiếm khí, nhìn như, cầm kiếm còn không quá thói quen, hiển nhiên, bình thường không phải dùng kiếm. Trang Vũ Hiền thấy một màn này, hơn nữa mừng rỡ. Đây là, nhân viên làm việc trên tàu cao giơ lên một cái tay nói, chuẩn bị. Bắt đầu. Nháy mắt tức thì, Trang Vũ Hiền cùng Vũ Quyết bỗng nhiên ra tay, lạnh thấu xương kiếm quang chiếu sáng thiên địa, mọi người ánh mắt vậy phong tỏa ở hai người trường kiếm trong tay bên trên. Thời gian, tựa như thả chậm vô số lần, ánh mắt của mọi người dần dần mở to, mà một đám nhân viên làm việc trên tàu trong mắt hơi hiện lên vẻ vui mừng. Vũ Quyết, thật giống như thật dùng không quen kiếm, đối với hắn mà nói, hắn kiếm tốc không hề coi là quá nhanh, mà Trang Vũ Hiền kiếm, nhưng là giống như màu bạc như tia chớp, nhanh chóng hướng viên kia cầu tiếp theo. Những nhân viên thuyền này mặc dù không qua lại Trang Vũ Hiền làm người, nhưng cũng hy vọng hắn có thể thắng. Bỏ mặc nói thế nào, tổng so Vũ Quyết thắng thân nhau. Trang Vũ Hiền cũng là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, mắt thấy mũi kiếm của hắn thì phải chạm được quả cầu, tim hắn cuồng loạn, mình liền muốn tự do liền à, tuyệt sử phùng sanh. Có thể lần này, chỉ có hắn Trang Vũ Hiền có thể sống sót chứ. Hắn kích động được, đều phải hoan hô. Mà tại chỗ tất cả người, cũng cho rằng Trang Vũ Hiền phải thắng. Nhưng, ngay tại lúc này, Diệp Thần chân mày nhưng là đột nhiên nhíu một cái. Một khắc sau, huyết quang chợt tránh, Trang Vũ Hiền nụ cười ngay tức thì động lại, chỉ gặp, kiếm hắn ở chạm được quả cầu một khắc trước, ngưng, nói chính xác, là từ trên trời rớt xuống. Kể cả hắn tay cùng nhau. Giờ phút này, Trang Vũ Hiền tay, lại là miễn cưỡng bị chém xuống à. Lúc đầu, sở dĩ, Vũ Quyết kiếm nhìn như chậm, là bởi vì là... Một kiếm này mục tiêu căn bản không phải không trung quả cầu mà là Trang Vũ Hiền cánh tay à. Trang Vũ Hiền ngây ngốc nhìn Vũ Quyết, còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, ngay tại lúc này, hắn cánh tay và kiếm trong tay, rơi vào trên đất. Nhìn vậy cắt đứt cánh tay, cùng với mình trống rỗng vai phải, hắn mới dần dần kịp phản ứng, tay mình bị chém đứt. À. Một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ở trên bong quanh quẩn, đau nhức truyền tới. Trang Vũ Hiền đau được lăn lộn đầy đất, cặp mắt tràn đầy tia máu nhìn Vũ Quyết. Vũ Quyết trên mặt mang vô cùng là vui thích nụ cười, hắn liền thích nhìn người khác từ thiên đường, ngã vào địa ngục lúc lộ ra diễn cảm, hắn giơ trường kiếm trong tay lên, tùy ý chạm đến bầu trời bên trong quả cầu, mỉm cười nói, ngươi, thua. Trang Vũ Hiền hướng về phía Vũ Quyết gào thét nói, ngươi ăn gian. Thắng phải là ta à. Vũ Quyết lắc đầu nói, ta cũng không có ăn gian. Quy tắc bên trong, không có nói không thể công kích đối phương, không phải sao. Chỉ nói trước chạm được quả cầu, coi là thắng. Trang Vũ Hiền cực kỳ tức giận, chợt khạc ra một ngụm máu tươi, hung tợn nhìn Vũ Quyết, tựa hồ muốn làm cái gì. Có thể, ngay tại lúc này, Vũ Quyết kiếm trong tay quang chớp mắt, một khắc sau, Trang Vũ Hiền đầu đã rơi xuống đất, Vũ Quyết nhàn nhạt nói, còn có một việc, bổn công tử quên nói cho ngươi, bổn công tử, không chấp nhận cái khác tiền đặt cuộc. Chỉ đánh cuộc mệnh, hiện tại, người thua. Mọi người thấy một màn này, đều là không khỏi được tâm thần lớn run, cái này Vũ Quyết nhất định chính là một người điên à. Cái này cái gọi là đánh cuộc vậy chỉ là vì hành hạ đối phương chứ. Lần này, như vậy hiểm cảnh, ai có thể đem bọn họ từ nơi này người điên trong tay cứu ra. Trang Vũ Hiền không cần trông cậy vào. Chẳng lẽ muốn trông cậy vào Diệp Thần. Tám càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Đây là, Vũ Quyết nhìn về phía Ôn Bích Vân, mỉm cười nói, bất quá, ngươi thêm tiền đặt cuộc, cũng không tệ lắm, lần này, ta liền ngoại lệ nhận. Vừa nói, hắn nắm lên vùng vẫy không ngừng Ôn Bích Vân, đem nàng ném tới vậy một đám người áo bào đen bên trong. Những hắc bào nhân kia phát ra một tiếng như dã thú cười như điên, rối rít hướng phụ nữ kia nhào tới, rất nhanh, từng tiếng tê tâm liệt phế cô gái kêu khóc, kêu thảm thiết, liền từ đám kia người áo bào đen bên trong vang lên. Nhưng, không cần thiết chốc lát, cái này kêu thảm thiết cũng đã tiêu nghỉ ngơi đi xuống. Đám người bên trong,
ném xuống một cái máu tươi đầm đìa trần truồng thi thể, Ôn Bích Vân cũng đã chết. Thấy một màn này, những thuyền viên kia, chân đều phải hù mềm nhũn à. Đám người này căn bản không phải người. Võ giả mặc dù lạnh máu, tàn khốc, nhưng, cũng không có biến thái đến tình cảnh này à. Đây là, Phụ Quyết mỉm cười mở miệng nói, bổn công tử hỏi một lần nữa, là ai giết thủ hạ ta, nếu như không có người đứng ra, bổn công tử, liền phải tiếp tục từ các ngươi bên trong, chọn một người đi ra, cùng bổn công tử đánh cuộc tiếp. Trong chốc lát, mặt mọi người sắc đều là trắng bệch không máu, có thể, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Thủy thủ là một đoàn kết đoàn thể, bọn họ chẳng muốn bán đứng đồng bạn, hơn nữa, coi như bọn họ muốn, cũng không biết như thế nào mở miệng à. Dựa theo ngày đó Diệp Thần nói, giết chết Phụ Quyết thủ hạ chính là hắn, có thể, Trang Vũ Hiền đã nói qua, Phụ Quyết căn bản không tin. Phụ Quyết thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hắn ánh mắt tùy ý đảo qua, liền rơi vào La Hữu trên mình, giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc. Một loạt tiếng bước chân, nhưng là đột nhiên vang lên, một tên nam tử chậm rãi đi tới trước người của hắn. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu thấy vậy, đều là con ngươi run lên, Diệp Thần là điên rồi sao? Không có nghe gặp Vũ Quyết lời mới vừa nói sao? Tự tiện đi tới Vũ Quyết trước mặt, nhất định chính là tìm chỗ chết à? Trang Vũ Hiền kết quả còn rành rành trong mắt à? Vũ Quyết nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Diệp Thần vậy lãnh đạm, chấn định thần sắc, làm hắn khó chịu. Một cái càn khôn cảnh con kiến hôi, ở trước mặt hắn không nên run rẩy sao? Còn dám tùy ý đi tới trước mặt mình. Hắn cười lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi đi tới, chẳng lẽ, muốn cùng bổn công tử đánh cuộc một lần. Trên bong bầu không khí, ngay tức thì ngưng trọng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần trên mình, không biết, hắn sẽ trả lời như thế nào. Ngay tại lúc này, Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, ta chính là muốn và ngươi đánh cuộc một lần. Trong chốc lát, vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu, thậm chí là những cái kia áo bào đen hải tặc đều là trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thần, bọn họ óc đều phải sôi trào à. Căn bản không để ý rõ ràng Diệp Thần tại sao làm như vậy, chỉ có La Hữu mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn biết, Diệp Thần là vì tự đứng ra. Phụ Quyết nghe vậy, trong mắt hiện lên vô cùng là châm chọc thần sắc, vui vẻ cười to nói, bổn công tử không nghe lầm chứ. Ngươi thật muốn đánh cuộc, bất quá, ngươi hiện tại, mặc dù muốn đổi ý, vậy đã muộn. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi muốn đánh cuộc gì? Diệp Thần tùy ý nhìn về phía vậy một đám bao vây ở hàng thuyền chung quanh hải thú nhóm cùng người áo bào đen, nhàn nhạt nói, ta liền đánh cuộc, ta một chiêu bên trong, có thể đem ngươi tất cả dưới quyền cùng với hải thú, tiêu diệt hầu như không còn. Lời vừa nói ra, đúng cái hải vực tựa như cũng lâm vào hắc động bên trong, im hơi lặng tiếng. Vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu óc đã hoàn toàn không cách nào suy tư. Ở trên thuyền, bọn họ cũng biết, Diệp Thần vô cùng là cuồng ngạo, liền Trang Vũ Hiền tựa hồ cũng không coi vào đâu, có thể hiện tại, bọn họ phát hiện Diệp Thần căn bản không cách nào dùng cuồng ngạo để hình dung. Đơn giản là hoàn toàn người điên à. Đừng nói là Diệp Thần, liền liền bọn họ tất cả người liên thủ đều không cách nào nhất kích tiêu diệt toàn bộ hải thú và dưới quyền chứ. La Hữu cùng với mấy tên cùng Diệp Thần cùng làm việc qua nhân viên làm việc trên tàu, vội vàng mở miệng nói, thằng nhóc. Không nên vọng động. Diệp Thần, chớ có nói bậy nói bạ. Mau cho sương mù công tử nói xin lỗi, lựa chọn lần nữa. Cái này căn bản không là đang đánh cuộc, mà là ở tự sát à. Thủy Kính Hoa nghe vậy, cũng là nhướng mày một cái, chân mày bên trong một phiến trầm ngưng, nàng nhìn Diệp Thần, trong mắt mơ hồ có một ít thất vọng. Nàng cảm thấy, Diệp Thần khinh thường. Mà vậy một bọn hải tặc, đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, chính là mặt lộ giận dữ vẻ. Từng cơn cáu kỉnh hơi thở, ngay tức thì bùng nổ. Cái này không biết thiên địa dày tiểu tử, là cầm bọn họ làm con kiến hôi sao? Một cái càn khôn cảnh phế vật cũng dám xem thường bọn họ. Đang những người này chuẩn bị đối với Diệp Thần ra tay lúc đó, Phụ Quyết nhưng là chợt vung tay lên. Vậy một đám người áo bào đen ngay tức thì yên tĩnh lại. Phụ Quyết cân nhắc nhìn Diệp Thần, bình thường. Hắn cùng người đánh cuộc với nhau đều là chủ động cho người khác bày cạm bẫy, có thể, ngày hôm nay nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có người mình nhảy vào hố lửa được à. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ,
Diệp Thần dự định làm cái gì? Phụ Quyết gật đầu nói, được, bổn công tử, liền cho một mình ngươi xuất thủ cơ hội. Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng hiện lên một chút cười nhạt, hắn ánh mắt sâu kín nhìn về phía vậy một đám sắc mặt âm trầm người áo bào đen, chậm rãi mở miệng, bốn chữ âm, ở nơi này vùng biển bên trên vang vọng mở. Huyền cực tuyệt lửa. Một khắc sau, Diệp Thần trong tay ngay tức thì thiêu đốt lên liền một đạo vàng bạc ngọn lửa, tất cả người ở ánh mắt chạm đến ngọn lửa này ngay tức thì, đều là không nhịn được tâm thần run lên. Một cổ nguyên thủy sợ hãi từ xương tủy chỗ sâu dâng lên. Động vật trời xanh liền đối với lửa có chút sợ hãi, nhưng, loài người thân là vạn vật linh dài, lấy trí khôn điều khiển liền ngọn lửa. Có thể, người vẫn là động vật. Giờ phút này, thấy vậy ngọn lửa màu vàng, đám người khác ở trong xương bản năng lần nữa bị tỉnh lại à. Vậy đạo vàng bạc ngọn lửa, tựa như căn bản không phải sức người có thể điều khiển tồn tại. Phụ Quyết thấy ngọn lửa kia ngay tức thì, chính là sắc mặt biến đổi. Một loại vô cùng là dự cảm xấu, từ trong lòng dâng lên, nháy mắt tức thì, trong tay hắn liền nhiều hơn một chuôi màu vàng đất cái rìu lớn, cái này cái rìu lớn bên trên lượn lờ một đạo quy luật ánh sáng, bất ngờ là một chuôi quy luật thần khí. Phụ Quyết đôi mắt ứ máu, cả người linh lực, điên cuồng bơm vào đến vậy cái rìu lớn bên trong, đồng thời cao giọng gào thét nói, tất cả người, cho ta né tránh. Phụ Quyết đúng là một cái ưu tú tay cờ bạc, trực giác vô cùng bén nhạy, thấy tình thế không ổn, liền có thể quyết định thật nhanh, có thể, lần này, trực giác của hắn, tới được quả thật có chút chậm. Chỉ gặp, vậy một đám người áo bào đen nghe vậy sửng sốt một chút, đang muốn cưỡi hải thú, bốn tản ra, nhưng... Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong tay vàng bạc ngọn lửa nhưng ngay tức thì bùng nổ, hóa thành một đạo lửa to lớn sóng hướng vậy hải thú nhóm, cuốn tới. Nóng rực ngọn lửa tựa hồ ngay tức thì đem không khí cũng tiêu hao không còn vậy, vậy trên bong mọi người đang vậy vàng bạc sắc ánh lửa ánh chiếu dưới, chỉ cảm thấy một hồi nghẹt thở, bọn họ trong mắt run rẩy, vô cùng sợ hãi, ở con người chỗ sâu phun trào ra. Tựa như, cả thế giới đều phải ở nơi này lửa cháy mạnh bên trong hóa là đất khô cằn vậy. Giờ khắc này, đám người nhớ tới ngày đó, Diệp Thần giải thích mình như thế nào đánh bại như vậy cấp bậc tồn tại lúc nói hậu thủ. Lửa tu lấy lực tàn phá nổi danh tồn tại ở truyền thuyết bên trong, những cái kia chân chính cường đại lửa tu thậm chí có thể coi thường cảnh giới mà chiến. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần chính là một tên có thể so với truyền thuyết lửa tu à. Thủy Kính Hoa hai tròng mắt cũng là sáng lên. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật có thể sáng tạo kỳ tích? Nháy mắt tức thì, lửa kia sóng liền đem hải thú nhóm cùng người áo bào đen tất cả đều chiếm đoạt. Những thứ này hải thú cùng người áo bào đen liều mạng vận chuyển linh lực, tiến hành phòng ngự, sóng lửa vẫn là ngay tức thì đốt hắn thân thể. Từng tiếng vô cùng thê lương, thống khổ kêu thảm thiết, vang vọng ở liền táng thiên hải bên trên. Giờ phút này, Phụ Quyết khuôn mặt đã giống như ác quỷ vậy dữ tợn, thu phục cái này rất nhiều hải thú, đào tạo từng cái dưới quyền, hắn không biết xài bao nhiêu tâm huyết à. Hiện tại, chẳng lẽ thì phải hủy ở thằng nhóc này trong tay sao? Càng làm cho hắn kinh hãi phải, kinh khủng kia vàng bạc ngọn lửa, cho dù là mình cũng không có lòng tin ngăn cản à. Dưới mắt, giết chết quỷ dị này tiểu tử, có thể là duy nhất cơ hội. Phụ Quyết nghiêm túc quát một tiếng, cả người lực lượng thi triển đến trình độ cao nhất, tay kia bên trong cái rìu lớn toát ra một đạo phong phú vô cùng màu vàng đất sáng bóng, hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới. Một loại vô cùng hơi trầm xuống mãnh, bá đạo, phảng phất có thể phân biển khai thiên mạnh mẽ ý vật, khơi thông ra, hóa thành một đạo khủng bố diệu ảnh, ở đó diệu ảnh dưới, vậy lấy vô cùng là bền bỉ vật liệu gỗ chế thành, lại có vô số trận pháp ra chỉ bong thuyền đều là ngay tức thì rạn nứt, bể nát đứng lên. Đám người thấy vậy, đều là không khỏi sắc mặt biến đổi, cái này một diệu uy lực, quá mức sợ hãi, chỉ là cảm nhận được từng tia diệu uy, đám người, thì có một loại thân thể đều phải bị đè nổ cảm giác à. Mấu chốt nhất là, giờ phút này Diệp Thần điều khiển ngọn lửa kia, tựa hồ căn bản không có dư lực tiến hành ngăn cản à. Thủy Kính Hoa kinh hô, Diệp công tử, chú ý. Diệp Thần ngọn lửa uy lực, xa xa ngoài bọn họ ý liệu, nhưng Vũ Quyết phản ứng chân thực quá nhanh à. Phụ Quyết nhìn không nhúc nhích Diệp Thần, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, lần đánh cuộc này bên trong bên thắng, cuối cùng vẫn là mình à. Trong chớp mắt, cái này một dìu chính là hoàn toàn nện xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn, chung quanh vùng biển đều là ở nơi này một dìu dưới kịch liệt chấn động lên, sóng biển điên cuồng lăn lộn,
mà vậy hàng thuyền bên trên lại là ngay tức thì hiện đầy vô số vết rách, cơ hồ đều phải bị vụ quyết cái này một dìu trực tiếp đánh bể. Vậy một đám nhân viên làm việc trên tàu, ở nơi này kịch chấn bên trong, rối rít ngã nhào trên đất, mặt đầy tuyệt vọng nhìn Diệp Thần chỗ ở vị trí. Chỉ gặp, nơi đó, giờ phút này đã trống rỗng, mà trên boong thuyền bất ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng to. Cùng lúc đó, vậy ở trên mặt biển điên cuồng thiêu đốt vàng bạc ngọn lửa cũng là ngay tức thì tiêu tán không còn một mống. Nhìn vậy tiêu tán ngọn lửa, đám người trong lòng lại là rơi đến đáy cốc, chẳng lẽ, Diệp Thần đã ở nơi này một dìu dưới biến thành hư không? Vũ Quyết nhìn về phía vùng biển bên trên, giờ phút này, Táng Thiên Hải trên nổi lên một hồi sương mù dày đặc, trong mắt hắn không khỏi lóe lên một tí. Ở Vũ Quyết cảm giác bên trong, Táng Thiên Hải nơi này mặt biển, mơ hồ cũng giảm xuống nửa tấc. Đừng xem nhẹ cái này nửa tấc, hắn đại biểu là cự lượng nước biển à. Mà tại sao sau đó rất nửa tấc? Chính là bởi vì, nhiều nước biển đều ở đây Diệp Thần ngọn lửa dưới, bốc hơi. Táng Thiên Hải nước biển cũng không phải là cái gì thông thường nước biển, nhưng muốn bốc hơi, có thể nói rất khó. Nhưng, Diệp Thần ra tay một cái, liền ước chừng bốc hơi là mặt biển đều xuống hàng nửa tấc nước biển à. Vậy sương mù, chính là bốc hơi nước biển biến thành. Hơn nữa, giờ phút này, đúng cái hải vực bên trên, cũng trôi giạt màu đen cho tàn, mà vậy hải thú nhóm cùng người áo bào đen nhưng là chút nào không gặp bóng dáng. Cho dù là Vũ Quyết, trong mắt cũng không khỏi hiện lên lau một cái nghĩ mà sợ vẻ, Diệp Thần lại là thật dưới một chiêu đem hắn khổ tâm kinh doanh hơn ngàn năm băng hải tặc, biến thành hư ảo. Hắn Vũ Quyết lần đầu tiên trong đời, đang đánh cuộc cục bên trong, thua, hơn nữa, vẫn là thua một tên càn khôn cảnh tiểu tử. Bất quá, rất nhanh, Vũ Quyết khóe miệng chính là dương lên một nụ cười, hắn có thể khẳng định, mới vừa Diệp Thần miễn cưỡng ăn mình toàn lực một dìu, hôm nay, lại là đã không cảm giác được Diệp Thần hơi thở, chắc hẳn đã đang bị hắn một dìu đánh đến đáy thuyền trong quá trình, hóa là xương máu tiêu tán chứ. Vũ Quyết cười lạnh nói, ha ha, thằng nhóc, người thắng cuộc, thì như thế nào? Chết người nợ, bổn công tử nhưng mà từ trước đến giờ không trả à? Dứt lời. Hắn liền nhìn về phía Thủy Kính Hoa, sắc mặt âm hàn nói, nương tử, không nghĩ tới, ngươi cõng vi phu còn ẩn giấu như thế cái tiểu bạch kiểm, hiện tại, vi phu vì ngươi bồi thường liền toàn bộ băng hải tặc, ngươi nói, ngươi muốn như thế nào bồi thường vi phu đâu. Vừa nói, liền từng bước một, hướng Thủy Kính Hoa đi tới, Thủy Kính Hoa nghe vậy, mắt đẹp bên trong hiện lên nồng đậm sợ hãi, ban đầu, nàng sở dĩ đào hôn, một nguyên nhân trong đó, chính là nghe nói Vũ Quyết có hành hạ cô gái yêu thích. Nàng theo bản năng, hướng phía sau lui hai bước. Nhìn Thủy Kính Hoa sợ hình dáng, Vũ Quyết, cười được hơn nữa đắc ý. Ngay tại Vũ Quyết, sắp đi tới Thủy Kính Hoa trước mặt lúc đó, đột nhiên tới giữa, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, vang lên bên tai mọi người nói, người có phải hay không lấy vì mình, thắng. Nghe được cái này đạo thanh âm quen thuộc, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, ngay sau đó, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, mà Vũ Quyết chính là vừa như vậy ngược lại. Hắn mặt mũi hung hãn vặn vẹo một tí, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không tin. Vũ Quyết ngay tức thì xoay người, hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp, ở hắn đứng trước mặt chính là trước biến mất Diệp Thần, chính diện mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn mình. Nháy mắt, Vũ Quyết nụ cười cũng đã không còn gì vô tồn, còn dư lại chỉ có âm trầm. Hắn gần như gào thét vậy mở miệng nói, cái này không thể nào. Diệp Thần nhận chịu hắn một kích toàn lực, hôm nay... Cả người trên dưới lại là một chút vết thương cũng không có. Vũ Quyết biết, lửa tu lực công kích rất cường đại, có thể chưa bao giờ nghe nói, cái nào lửa tu có thể bất tử bất diệt à. Diệp Thần nụ cười bộc phát rực rỡ địa đạo, người thật giống như rất thích xem người khác, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ừ, ta hiện tại, có chút hiểu ngươi, loại cảm giác này quả thật không tệ. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, Vũ Quyết thì như thế nào tổn thương đạt được hắn. Sở dĩ hơi thở biến mất, cũng bất quá là Diệp Thần có thể ẩn núp thôi, vì chính là xem Vũ Quyết hiện tại bộ dáng này. Vũ Quyết mặt đầy dữ tợn, giống như một đầu bị buộc nhập tuyệt cảnh giống như dã thú điên cuồng hét lên, tiểu tử. Ngươi lấy là bổn công tử thật sợ ngươi. Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, trong tay dìu lớn lần nữa đánh xuống. Hắn không tin, Diệp Thần còn có thể tiếp mình nhất kích. Kinh thiên diệu ảnh lại xuất hiện, nặng nề, bá đạo, ác liệt hơi thở, khơi thông ra,
đúng chiếc hàng thuyền đều ở đây cái này trọng áp dưới phát ra ca kêu tiếng, tựa như ở vào ranh giới tan rã. Mà Vũ Quyết quanh thân băng vải dưới vậy bắt đầu chảy máu, cái này một dìu, hắn 200% bùng nổ, thậm chí, cũng làm động tới thương thế, nhưng, cái này một dìu uy lực vậy so sánh với một dìu cường đại hơn liền một phần. Mà Diệp Thần đối mặt Vũ Quyết tuyệt cảnh nhất kích, nhưng chỉ là đưa lên một chút mí mắt, tiện tay một quyền hướng vậy dìu lớn đánh tới. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ vui mừng một đám nhân viên làm việc trên tàu ngay tức thì thần sắc biến đổi. Bọn họ nguyên vốn cho là, Diệp Thần sẽ thi triển kinh khủng kia ngọn lửa, trong nháy mắt giết Vũ Quyết, nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Thần lại là dùng thịt quyền chống cự quy luật thần khí. Như vậy nhưng mà sẽ lật thuyền trong mương à. Vũ Quyết lại là ánh mắt sáng choang, ở hắn xem ra, Diệp Thần bất quá là phô trương thanh thế, ngọn lửa kia uy lực mặc dù khủng bố, nhưng thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần chứ. Hắn âm ngoan cười một tiếng nói, ngu xuẩn tiểu tử, muốn đem bổn công tử hù chạy. Đáng tiếc, người đoán sai rồi, hiện tại, đi ngay chết đi. Một khắc sau, Diệp Thần quả đấm cùng Vũ Quyết cái dìu lớn, ngay tức thì va chạm, không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Tất cả mọi người đều là không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này, Vũ Quyết cả người chấn động một cái, một tiếng nổ, máu tươi ngay tức thì từ trong cơ thể hắn, giống như nổ vậy, tung tóe ra, đem cả người băng vải cũng nổ tan, trong tay dìu lớn cũng là rời tay ra, khảm nạm ở hàng thuyền gác lửng bên trên, cả người về phía sau đổ bay, nặng nề đụng vào thuyền vách đá chỗ, rắc rắc vang liên tục, xương cốt cũng không biết chặn nhiều ít cây, giống như là một bãi bùn nát vậy sụi lơ ở trên boong thuyền. Đám người suy tư của người, ngay tức thì đông. Diệp Thần lại là tiện tay một quyền, liền đem Vũ Quyết trực tiếp chấn áp. Lại xem Diệp Thần quả đấm chỉ để lại một đạo thật nhỏ vết máu, hơn nữa, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu à. Cái này còn là loài người sao? Mọi người thấy Diệp Thần đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nếu như Trang Vũ Huyền còn sống, thấy một màn này, phỏng đoán cũng sẽ bị hù chết chứ. Mà Thủy Kính Hoa ở thừ ra một lát sau, mắt đẹp bên trong chính là thành tựu xuất sắc liền liền. Diệp Thần tùy ý đi tới hấp hối Vũ Quyết trước mặt, mỉm cười nói, nghe nói, ngươi chỉ đánh cuộc mệnh. Hiện tại, ta tới đòi nợ. Vũ Quyết trong mắt run lên, mặt đầy cầu khẩn cùng hoảng sợ thần sắc nói, công tử, ta là Vũ Ẩn đảo thiếu đảo chủ, thả qua ta, ta nhất định sẽ. Có thể, không đợi hắn nói xong, Diệp Thần đã một cước đem hắn đầu lâu đạp vì nghiền. Trong chốc lát, đúng cái hải vực tựa hồ cũng lâm vào yên lặng. Hết thảy các thứ này, nhìn như phức tạp, trên thực tế chỉ xảy ra ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp bên trong. Mấy chục cái hô hấp, Diệp Thần liền trực tiếp giải quyết cái này nắm trong tay cái này rất nhiều biển bầy thú hải tặc đoàn. Đây là bực nào cường hãn? Đây là, La Hữu đột nhiên gào to một tiếng nói, đa tạ Diệp công tử, ân cứu mạng. Đám người giờ phút này phản ứng lại, cũng là vội vàng nói, đa tạ Diệp công tử, ân cứu mạng. Diệp Thần mỉm cười nói, La thuyền trưởng, các vị, không cần như vậy, chúng ta vẫn là giống như lúc đầu như vậy sống chung là được. Mấy ngày sau, một chiếc có chút tàn phá hàng thuyền ở trên biển khơi hành xử, đứng ở đầu thuyền Diệp Thần, đột nhiên ánh mắt chớp mắt, hướng về phía bên cạnh Thủy Kính Hoa hỏi, tòa thành thị nào chính là chúng ta địa phương muốn đi. Thủy Kính Hoa gật đầu nói, không sai, nơi đó, chính là thành phố vàng. Chỉ gặp. Giờ khắc này ở bọn họ cuối tầm mắt, xuất hiện một tòa toàn thân nguy nga lộng lẫy đổ sộ thành phố lớn, thành thị này bất ngờ thành lập ở một tòa dáng vóc to hòn đảo bên trên. Nơi đây, tên là thành phố vàng, chính là đám người chuyến này mục tiêu. Trên đảo nhà cửa, phần lớn là lấy loại nào đó bản xứ đặc sản linh kim xây mà thành, toàn thân kim quang lập lòe, vì vậy mà được đặt tên. Rất nhanh, hàng thuyền liền lái vào bến tàu, La Hữu đi tới trên boong, mỉm cười nói. Diệp công tử, Thủy cô nương, Bùi cô nương, lần này nhiệm vụ, coi như là hoàn thành viên mãn, sau này gặp lại. Diệp Thần các người gật đầu một cái, liền từ trên thuyền nhảy xuống, tiến vào thành phố vàng bên trong. Đây là, Bùi Di đối với Diệp Thần hỏi, Diệp công tử, ngươi lần này tiến vào Táng Thiên Hải, vốn là bởi vì chuyện gì? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ta tới nơi này, là vì tìm người, có hai người bạn có thể ở Táng Thiên Hải bên trong. Vừa nói, cổ tay hắn lộn một cái, lấy ra hai giống như bức họa, chính là Cố Tuyền cùng Chu Uyên. Đây là, Thủy Kính Hoa đối với Diệp Thần nói, Diệp công tử,
chúng ta Thủy gia mặc dù sa sút, nhưng, ở nơi này Táng Thiên Hải bên trong, coi như có chút thế lực, người nếu như tin được ta mà nói, có thể đem cái này hai bức họa cuốn cho mượn ta, ta đưa về Thủy gia, vì ngươi tìm. Diệp Thần nghe vậy vui mừng nói, đa tạ. Lúc này, Thủy Kính Hoa liền đem hai bức họa cuốn, giao cho Bùi Di nói, Tiểu Di, tiếp theo lưu lại ở chúng ta bên người, quá mức nguy hiểm, hiện tại, đem người bức họa mang về Thủy gia, nói cho cha, ta trở về, cũng tự mình dẫn người dò xét Diệp công tử bằng hữu tin tức. Bùi Di gật gật đầu nói, ưm. Bùi Di thực lực không kém, nhưng, nàng rất rõ ràng, ở nơi này trận đoạt bảo trong cuộc chiến, nàng chỉ sẽ trở thành là tiểu thư và Diệp công tử phiền toái thôi. Bùi Di sau khi đi, Diệp Thần đối với Thủy Kính Hoa hỏi, chúng ta tại sao đến cái này thành phố vàng tới? Thủy Kính Hoa giờ phút này, đã không lại đem toàn thân bọc được nghiêm nghiêm thật thật, lộ ra gương mặt, bất quá, nhưng dùng một ít thủ đoạn, che đậy hình dáng, thời khắc này nàng nhìn qua mặc dù coi như người đẹp, nhưng đã không lại là như vậy kinh thế hãi tục trình độ. Nàng có chút ngưng trọng nói, thành phố vàng là bản đồ bảo tàng bên trên, ký hiệu khoảng cách bảo tàng gần đây thị trấn một trong. Chắc hẳn, sẽ có không thiếu có tàng bảo xâm người đi tới thành phố vàng bên trong. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, gật đầu một cái, xem ra cái này thành phố vàng chính là chàng này đoạt bảo cuộc chiến người tham dự, chém giết lẫn nhau chiến trường. Thủy Kính Hoa nói, hiện tại, chúng ta trước tìm một gian lữ điếm ở. Rất nhanh, hai người liền tới đến một nhà không lớn không nhỏ trong lữ điếm. Thủy Kính Hoa cùng Diệp Thần hai người đi về phía quầy nói, phòng ở. Vậy sau quầy, là một tên xinh cặp mắt đào hoa thiếu nữ, nàng mỉm cười nói, vị tiểu thư này, xin hỏi là muốn một gian phòng, vẫn là hai gian phòng. Thủy Kính Hoa nghe vậy, do dự một tí, ngay sau đó mặt đẹp ửng đỏ mở miệng nói, một gian phòng. Vậy sau quầy thiếu nữ nghe vậy, có chút mập mờ cười một tiếng, ngay sau đó, đưa tới một tấm ngọc bài, giọng có chút trêu chọc địa đạo, cho hai vị mở đàng hoàng, ta đặc biệt là hai vị, chọn một gian có giường lớn nha. Diệp Thần thần sắc có chút cổ quái nhìn Thủy Kính Hoa, mà Thủy Kính Hoa gương mặt chính là bá một tí, đỏ được giống như chín muồi trái táo vậy. Nàng giống như là giải thích rõ vậy đối với cô gái kia nói, không. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Vừa nói, liền thật nhanh xoay người, hướng gian phòng đi tới. Cô gái kia thấy vậy, đối với Diệp Thần lộ ra một cái, ta biết, ánh mắt, Diệp Thần chỉ có thể không biết làm sao cười lắc đầu một cái, đuổi kịp chạy như bay Thủy Kính Hoa. Hai người tiến vào trong phòng, Thủy Kính Hoa nắm vạt áo, có chút khẩn trương nói, Diệp công tử, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng có tàng bảo xăm người thừa kế, phát động tập kích lúc đó, người không ở bên người ta. Đoạn thời gian này, chúng ta phải tận lực sống chung một chỗ. Diệp Thần gật gật đầu nói, yên tâm, ta rõ ràng. Hắn nhìn một cái vậy giường lớn nói, người ngủ trên giường đi, ta tu luyện. Diệp Thần tùy ý ngồi xếp bằng ở liền một cái bồ đoàn trên, có thể, Thủy Kính Hoa nhưng là như cũ đứng tại chỗ. Nhìn Thủy Kính Hoa đó lại là ngượng ngùng, lại là bộ dáng bất an, Diệp Thần không khỏi được cười cười nói, yên tâm, ta nói qua, ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Thủy Kính Hoa nghe vậy, tựa hồ an tâm một phần nói, vậy, Diệp công tử, ta đi tắm trước. Diệp Thần nhìn Thủy Kính Hoa, đột nhiên, nói đùa, dĩ nhiên, ngươi nếu như muốn đối với ta làm gì. Ta cũng là sẽ không chống cự. Đang hướng phòng tắm đi tới Thủy Kính Hoa nghe vậy, cổ lại là một đỏ, nàng có chút xấu hổ nhìn về phía Diệp Thần nói ta. Ta mới sẽ không đối với ngươi làm gì, ngươi lại chọc cười ta cũng không để ý ngươi. Vừa nói, tựa như chạy trốn vậy, trốn vào phòng tắm bên trong. Diệp Thần nhìn vậy đạo chiếu vào Phỉ Thúy Bình Phong lên thướt tha bóng đẹp, ánh mắt chớp động, bụng bên trên bỗng nhiên bốc lên một đạo lửa cháy bừng bừng. Cưỡng ép đem ngọn lửa này đè xuống sau đó, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, và con bé này sống chung một phòng, thật đúng là một loại hành hạ. Cùng lúc đó, một tên mặc áo đỏ, đan mắt phượng, bay mi nhập tấn, dung mạo anh tuấn, nhưng thần sắc nhưng có chút nói năng tùy tiện thanh niên, chậm rãi bước vào một gian trong lữ điếm, sau quầy, một tên cặp mắt đào hoa thiếu nữ mặt lộ mỉm cười nói, vị khách quan này, là dùng cơm, vẫn là ở trọ. Hình ảnh quay về, một gian rộng rãi trong phòng khách, một tên thanh niên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, khẽ nhíu mày, chính là Diệp Thần. Giờ phút này, hắn đang dự định tu luyện, có thể, bên tai không ngừng quanh quẩn rào rào tiếng nước chảy, khuấy được hắn có chút tâm trạng không yên.
Thử chỉ chốc lát sau, hắn nhẹ thở một hơi, buông tha tu hành, không nhịn được lại hướng Vậy Phỉ Thúy Bình Phong nhìn, ánh mắt cũng là dần dần trích nóng lên. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần con ngươi co rúc lại một tí, chợt hướng phòng tắm vào tới. Phịch đích một tiếng, trực tiếp đem phòng tắm ngọc môn vỡ thành nghiền. Đang tắm thủy kính hoa, ngơ ngác nhìn hơi thở dốc, xông vào phòng tắm bên trong Diệp Thần, tựa hồ trong chốc lát, chưa kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra. Vậy linh lung ngọc thể, hoàn toàn bại lộ ở Diệp Thần tầm mắt bên trong. Diệp Thần ánh mắt, hung hãn chớp động một tí. Một khắc sau, thủy kính hoa mắt đẹp bên trong hiện lên vô cùng là ủy khuất thần sắc, một bên che mình thân thể mềm mại, một bên phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, giống như mãnh thú vậy hướng thủy kính hoa nhào tới, một khắc sau, thủy kính hoa thân thể mềm mại liền không có chút nào sức đề kháng bị Diệp Thần kéo vào trong ngực. Thủy kính hoa mắt đẹp bên trong, nổi lên một hồi hơi nước, huyễn nhiên muốn khóc nhìn Diệp Thần nói, Diệp công tử, người đã đáp ứng ta. Cảm thụ thủy kính hoa da thịt vậy giống như tơ lụa vậy xúc cảm, Diệp Thần tâm thần lại là một hồi dạo dực, hắn cưỡng ép đè xuống thân thể bên trong dâng lên thú tính, ngay tức thì đem một kiện trường bào bọc ở thủy kính hoa ngọc thể bên trên,